Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 241, huyết sát thực lực. Cái nhĩ cùng tạp nhĩ chỉ dùng để cực kỳ không lưu loát nước hoa ngữ đối thoại, bị sợi dây trói chặt Bạch Tuyết Linh tướng đối thoại của hai người nghe được nhất thanh nhị sở, cảm thụ được một đôi nhìn chằm chằm thân thể của nàng, như lang như hổ ánh mắt, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hoang mang rối loạn thần sắc chuyển biến thành tuyệt vọng, thân thể uốn éo càng kịch liệt. Nếu như Bạch Tuyết Linh thật chăn trước cái này 20 tên huyết sát dung binh đoàn thành viên cấp thay phiên, như vậy thì toán đến cuối cùng có thể may mắn sống sót, nàng cũng không có khuôn mặt lưu trên thế giới này. Phải biết rằng Bạch Tuyết Linh là kinh thành công nhận đệ nhất mỹ nữ, hiện tại còn cất giữ thuần khiết thân ni. Nếu như nàng đệ nhất lần bị cái này 20 tên huyết sát dung binh đoàn thành viên cấp cướp đoạt, nàng kiêu ngạo lòng tự trọng tướng toàn bộ bị đạp toái. Thân là kinh thành Bạch gia dòng chính tiểu thư, đến một bước kia nàng thật không có dũng khí lại sống sót. Tướng mạo hèn mọn người da đen tạp nhĩ, nhìn Bạch Tuyết Linh tuyệt vời thân thể xoay động biên độ, cổ họng trong âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói rằng cái nhĩ, chúng ta nơi này chính là có 20 người đâu. Đằng đến buổi tối một cái tiếp theo một cái, cũng muốn lăn qua lăn lại đến trời đã sáng. Phải biết rằng chúng ta kéo dài lực đều là cường hãn vô cùng. Cho nên là điều không phải có thể trước để cho ta tới hưởng thụ một chút. Tạp nhĩ xoa xoa từ khóe miệng chảy ra nước bọt, tuy rằng trong lòng đối Bạch Tuyết Linh thân thể là hướng tới không ngớt, thế nhưng hắn còn là lựa chọn trước trưng cầu cái nhĩ đồng ý, xem ra cái nhĩ tại cái này bang huyết sát dung binh đoàn thành viên trong lòng có tương đương cao uy vọng. Tạp nhĩ, thì là hiện tại muốn hưởng dụng người nữ nhân này, cũng điều không phải ngươi người thứ nhất hưởng dụng đi. Người nữ nhân này thế nhưng một cái cực phẩm phát tiết công cụ. Với lại nàng vẫn là lần đầu tiên ni. Nên dựa theo thực lực tới chọn ai có thể đủ người thứ nhất hưởng thụ nữ nhân này thân thể. Trong mắt của ta ở đây thực lực cao nhất chính là ta, nếu như ai không phục có thể lập tức tới cùng ta tỉ thí một chút. Cái nhĩ nhìn thoáng qua sắc cấp sợi tổng hợp ngươi, bình thường bọn họ rất ít gặp phải tượng Bạch Tuyết Linh như thế cực phẩm mỹ nữ, thì là thỉnh thoảng gặp cũng không biết bị nhiều ít nam nhân cấp, cái nhĩ làm cái này 20 tên huyết sát dung binh đoàn trong thành viên thủ lĩnh. Hắn lại làm sao có thể bả cơ hội như thế lưu cho người khác ni. Còn lại 19 tên huyết sát dung binh đoàn thành viên, bao quát tạp nhĩ ở bên trong. Nghe được cái nhĩ lời nói sau, bọn họ một đám lựa chọn trầm mặc, cùng là huyết sát dung binh đoàn người. Bọn họ có thể là phi thường rõ ràng cái nhĩ thực lực. Từ trước có một gã vừa gia nhập vào huyết sát thành viên, không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích cái nhĩ, vừa vặn cái nhĩ ngay lúc đó tâm tình thật không tốt. Trực tiếp tay không tướng tên vừa gia nhập vào huyết sát thành viên cấp phân thây, phải biết rằng có thể có thừa nhập huyết sát, tự thân nhất định là phải có nhất định thực lực. Từ chuyện này sau đó, tại huyết sát dung binh đoàn trong tựu không người nào dám đi trêu chọc cái nhĩ. Có người nói cái nhĩ thực lực tại huyết sát dung binh đoàn chính giữa chỉ hơi kém cho dung binh đoàn đội trưởng, huyết sát dung binh đoàn đội trưởng càng là thần bí khó lường, coi như là huyết sát dung binh đoàn chính giữa thành viên. Gặp qua bọn họ đội trưởng người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Tuyết Linh nhìn đến cái nhĩ đi tới trước mặt nàng ngồi chồm hổm xuống, nhất khỏa tâm đều nhắc tới cuống họng miệng, nếu như không có kỳ tích phát sinh. Nàng biết sau một khắc vận mệnh của hắn tướng đặc biệt bi thảm. Ngô 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 Bạch Tuyết Linh sắc mặt trắng bệch một mảnh, bị vải trắng nhét ở trong miệng không ngừng phát ra âm thanh, bởi kinh hoàng cùng sợ, bộ ngực đầy đặn không ngừng trên dưới phập phồng. Điều này làm cho cái nhĩ khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Các ngươi cấp ta chú ý cho kỹ tình huống chung quanh. Cứ ta đoán nước Hoa sẽ phải phái ra binh vương tổ thành viên tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch tới siêu tầm hành tung của chúng ta. Cái nhĩ mệnh lệnh còn lại huyết sát dung binh đoàn thành viên, hắn còn lại là tướng trên người mình y phục cởi xuống, nhìn Bạch Tuyết Linh nói rằng, xinh đẹp nước Hoa tiểu thư, kế tiếp sẽ là ngươi trong cuộc đời khó quên nhất thời khắc. Ta cái nhĩ cam đoan người nhất định hội vô cùng hài lòng. Ngô 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 Bạch Tuyết Linh cổ họng trong cực lực phát sinh thanh âm trầm thấp, thân thể chật vật từ nay về sau di chuyển. Một đôi mắt đẹp chi chính giữa nổi lên lệ quang, lẽ nào nàng cả đời này thật muốn bị hủy như vậy sao? Giữa lúc cái nhĩ muốn đưa tay ra xé rách Bạch Tuyết Linh y phục thời gian, cách đó không xa tạp nhĩ thanh âm truyền đến, cái nhĩ, hữu tình huống, hình như có người lại hướng tới chúng ta ở đây đi tới, nghe tiếng bước chân. Nhân số đại khái tại 30 người dưới, 20 người trở lên. Tướng mạo thập phần hèn mọn người da đen tạp nhĩ, hắn thính giác muốn so với người bình thường linh mẫn 2 đến gấp 3, đồng thời có hầu như bách phát bách trúng thuật bắn súng. Hắn tự thân thực lực đều không phải đặc biệt cường hãn,
hắn là dựa vào bén nhạy thính giác cùng chính xác thuật bắn súng, mới tại huyết sát chính giữa đứng vững gót chân, thậm chí miễn cưỡng chen vào huyết sát dung binh đoàn đỉnh cấp lực lượng trình tự chính giữa. Đang muốn thú tính quá cái nhĩ hai điều lông mi chăm chú mặt nhăn tại cùng nơi, hắn biết chắc là nước Hoa binh vương tổ thành viên tại hướng tới bọn họ ở đây chạy tới, chỉ cần nhân số của đối phương không vượt qua 30 người, như vậy hắn trong lòng sẽ không có gì tốt lo lắng, tạm thời tướng trong thân thể hỏa diễm ép xuống, nhếch miệng cười nói, nếu binh vương tổ thành viên có thể tìm tới nơi này, như vậy chúng ta thế nào có thể để cho bọn họ thất vọng ni? Cái nhĩ lè lưỡi liếm môi một cái, trên mặt biểu tình dữ tợn lên. Trên thân thể bạo tạc tính bắp thịt của lại cố lấy vài phần, hai con ngươi thần thái sáng láng nhìn cách đó không xa xanh cây cối. Đại khái 3 phút sau, cây cỏ gian phát sinh tất tất tốt tốt thanh âm, khẩn tiếp theo, Triệu Phi, Vương Lực Đẳng 25 tên binh vương tổ thành viên xuất hiện ở huyết sát dung binh đoàn trước mặt. Triệu Phi, Vương Lực đám người ở nhìn đến huyết sát dung binh đoàn thành viên trong nháy mắt, bọn họ một đám sôi nổi nhấc lên cảnh giác. Khi nhìn đến té trên mặt đất Bạch Tuyết Linh y nguyên bình yên vô sự thời gian, binh vương tổ thành viên trong lòng thoáng thở dài một hơi. Lần này nhiệm vụ của bọn họ không riêng gì phải giải quyết huyết sát dung binh đoàn thành viên, cầm lại bị thiết đi nước Hoa văn kiện cơ mật, bọn họ còn muốn tận khả năng bảo toàn Bạch Tuyết Linh an nguy, Bạch Tuyết Linh như thế nào đi nữa nói cũng là kinh thành Bạch gia dòng chính A. Cái nhĩ khi nhìn đến binh vương tổ thành viên trong nháy mắt, trong miệng liền một câu nói đều chưa nói. Tự dẫn đầu hướng Triệu Phi vào tới, tại cảm giác của hắn chính giữa Triệu Phi chắc là trong những người này thực lực cường hãn nhất một cái. Tại cái nhĩ dẫn đầu công kích sau đó, còn lại huyết sát dung binh đoàn thành viên cũng không hẹn mà cùng hướng binh vương tổ thành viên triển khai thế tiến công. Phanh một tiếng, cái nhĩ cùng Triệu Phi thật đối một quyền, cái nhĩ thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, Triệu Phi dưới chân bước chân tăng 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 lui về phía sau 5-6 bước. Triệu Phi cả điều cánh tay phải đều bị cái nhĩ lực lượng chấn đắc tê dại, vẻn vẹn chiêu thứ nhất, hắn tự rơi xuống hạ phong, xem ra huyết sát dung binh đoàn thành viên thật khó đối phó, tuy rằng bọn họ tại nhân số thượng so với huyết sát nhiều hơn 5 người. Hai bên trái phải Vương Lực đám người cũng cùng còn lại huyết sát thành viên giao thủ, dù sao huyết sát thành viên không thể có thể mỗi một cái đều giống như cái nhĩ biến thái như vậy, huống chi binh vương tổ thành viên thắng tại nhân số nhiều, đánh không lại có thể hai chọi một từng cái giải quyết. Không bao lâu thời gian trái lại huyết sát dung binh đoàn thành viên ở hạ phong. Cái nhĩ thật không nghĩ tới nước Hoa binh vương tổ thành viên thật đúng là có bản lĩnh ni. Nếu là đằng bên cạnh chiến đấu kết thúc, binh vương tổ thành viên cùng nơi liên thủ công kích hắn, như vậy hắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cái nhĩ vừa định muốn đi hai bên trái phải cứu viện, thuận tiện xuất thủ trước giải quyết vài tên binh vương tổ thành viên, dùng này tới giảm bớt huyết sát thành viên khác gánh vác, nhưng mà, thân thể hắn vừa động. Bên tai tự truyền đến vù vù đau đớn màng tai tin đồn, thân thể nhất chắc mới khó khăn lắm tránh ra Triệu Phi công kích. Đối thủ của ngươi là ta, lẽ nào ngươi không biết đối chiến chính giữa không tập trung tinh thần hội rất nguy hiểm sao? Triệu Phi tuy rằng biết mình thực lực khả năng không địch lại cái nhĩ, thế nhưng hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian, đằng bên cạnh chiến đấu kết thúc sau đó, binh vương tổ thành viên khác tự nhiên sẽ tới trợ giúp hắn, đến lúc đó phải giải quyết cái nhĩ nên thì không phải là việc khó gì. Kinh qua vừa rồi một quyền đụng nhau, cái nhĩ cũng sơ bộ hiểu được Triệu Phi thực lực, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Triệu Phi là không quá khả năng, thời gian bây giờ đặc biệt khẩn thúc, nếu là đẳng cái khác huyết sát thành viên được giải quyết, như vậy tất cả tựu thật chậm. Người nước Hoa, là người bức bách ta, ta nhất định muốn tướng người bầm thây vạn đoạn. Cái nhĩ cắn răng nghiến lợi, từ trong túi quần móc ra một cái châm đồng bên trong là màu xanh nhạt dịch thể. Hắn dùng châm đồng trực tiếp đâm vào trên cánh tay, tướng châm đồng nội lam sắc dịch thể tiêm vào trong thân thể. Tại lam sắc dịch thể tiến nhập cái nhĩ trong cơ thể sau, liền một phút thời gian cũng chưa tới, cái nhĩ thân thể phát sinh biến hóa, nguyên bản thân thể hắn thượng bạo tạc tính bắp thịt của lại lật một phen, cả người hình như cũng bị cơ thể cấp chống đỡ bạo thông thường, trên thân thể, trên cánh tay cùng với khuôn mặt thượng đều hiện đầy rõ ràng có thể thấy được gân mạch, nhượng người cảm giác thật là kinh khủng. Chương 242, người nước Hoa còn chưa tới phiên ngươi môn để khi phụ. Cái nhĩ thình lình xảy ra biến hóa, nhưng Triệu Phi cảm thấy nồng nặc cảm giác nguy hiểm, hắn suy đoán vừa rồi cái nhĩ rót vào trong cơ thể lam sắc dịch thể, chắc là nào đó có thể kích phát tiềm năng nước thuốc. Theo cái nhĩ trên thân thể bắp thịt tăng vọt, Triệu Phi đồng dạng cảm thấy được đối phương khí thế trên người đã ở tăng vọt. Thật không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy dùng tới thứ này, người nước Hoa,
đây đều là bái ngươi ban tặng, ta sẽ không để cho ngươi chết rất sung sướng, ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi. Cái nhĩ cổ họng trong phát ra thanh âm biến được cực kỳ khàn khàn, phảng phất là từ một đứa 80 tuổi lão nhân trong miệng phát ra. Cái nhĩ dưới chân bước chân chợt khoa trước một bước, phanh một tiếng, bụi bặm tung bay, trên mặt đất để lại một cái dấu chân thật sâu, đồng thời, hắn hai chân đặng địa, thân ảnh dường như ngay cấp tốc chạy trốn chính giữa liệp báo, trong nháy mắt liền vào tới Triệu Phi trước mặt, tại Triệu Phi không có phản ứng kịp lúc, một quyền nặng nề đập vào Triệu Phi trên ngực. Phốc, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi từ Triệu Phi trong miệng phun đi ra, thân thể hung hăng đụng vào nhất khỏa đại thụ thô chắc. Cái nhĩ nhìn thoáng qua ngã tại cách đó không xa trên mặt đất Triệu Phi, ăn hắn một cái trọng quyền, đối phương 100% là mất đi năng lực chiến đấu, hắn nói qua phải thật tốt dằn vặt Triệu Phi, vì vậy liền không vội mà giải quyết Triệu Phi tánh mạng, thân ảnh hướng bên cạnh chiến cuộc vọt tới. Có cái nhĩ gia nhập vào sau, hình thức lập tức chuyển hướng huyết sát dung binh đoàn bên này, bang bang phanh, trong không khí thường thường quanh quẩn làm cho lòng người sợ hãi tiếng vang. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát công phu, còn có thể đứng binh vương tổ thành viên cũng chỉ còn lại có 10 tên, nếu như lại như thế đi xuống đừng nói là muốn phải hoàn thành nhiệm vụ. Sợ rằng binh vương tổ 25 tên thành viên tướng toàn quân bị diệt. Nước Hoa binh vương tổ cũng bất quá như vậy thôi, ta muốn cho các ngươi toàn bộ tại trong thống khổ tử vong. Cái nhĩ hai con người chính giữa tràn đầy điên cuồng là huyết thần sắc, trên thân thể bắp thịt của như cứng rắn bản thạch. Một bên bị sợi dây trói chặt Bạch Tuyết Linh, khi nhìn đến binh vương tổ thành viên sau, trên mặt tái nhợt khôi phục một chút hồng nhuận, nguyên bản nàng cho rằng binh vương tổ người có thể giải quyết huyết sát dung binh đoàn thành viên, ai ngờ vừa còn chiếm thượng phong binh vương tổ thành viên, tại ngắn ngủi chốc lát gian. Lại có thể biến được không chịu nổi một kích như vậy. Còn dư lại 10 tên vẫn có thể đứng binh vương tổ thành viên, đối với cái nhĩ mà nói là không đủ sợ hãi, thậm chí không cần hắn xuất thủ. Còn lại huyết sát dung binh đoàn thành viên là có thể giải quyết rồi. Cái nhĩ đi tới Bạch Tuyết Linh bên cạnh, tướng Bạch Tuyết Linh nắm lôi dậy, hướng về phía binh vương tổ thành viên quát, các ngươi người nước Hoa theo chúng ta chẳng qua là rác rưởi mà thôi. Nước Hoa nam nhân là Đông Á ma bệnh, nước Hoa nữ nhân là chúng ta phát tiết công cụ, hiện tại ta muốn ngay trước mặt các ngươi tướng nữ nhân này làm, coi như làm là cho các ngươi biểu diễn hiện trường gieo thẳng, các ngươi có thể trước khi chết nhìn đến như thế đặc sắc hình ảnh. Ta nghĩ ngươi môn thật nên phải thật tốt cảm tạ ta ni. Xé kéo một tiếng, cái nhĩ trực tiếp tướng Bạch Tuyết Linh một con ống tay áo kéo xuống, tuyết trắng tay cánh tay tức khắc bại lộ tại trong không khí, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói rằng, nước Hoa mùi vị của nữ nhân nên rất tốt đi. Trên cánh tay mát lạnh, Bạch Tuyết Linh viền mắt chính giữa đảo quanh nước mắt sốt cục xoạch, xoạch chảy ra. Lẽ nào cuối cùng nàng còn là chạy không khỏi cái này số phận sao? Cách đó không xa một khỏa đại thụ tươi tốt, Diệp Thần Phong tại vừa rồi cái nhĩ đại phát thần uy thời gian đã đến, bĩu môi mong chờ, nói rằng, binh vương tổ những. Này người thực sự là không để cho lực ni, xem ra ta còn là nhất định phải xuất thủ. Diệp Thần Phong tiện tay tướng một cái mặt nạ màu đen mang ở trên mặt, bởi vì hắn biết huyết sát dung binh đoàn bắt cóc con tin là Bạch Tuyết Linh. Hắn cũng không hy vọng cùng Bạch Tuyết Linh cái này đã từng vị hôn thê kéo lên quan hệ. Cho nên hắn mới có thể tại tới Thái Bình Sơn Mạch trước đến lúc chuẩn bị một cái mặt nạ. Vương Lực trên người cũng bị cái nhĩ đánh một quyền, ngã ở trên mặt đất, hắn nhìn cái nhĩ điên cuồng dáng dấp, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc sẽ tới hay không? Nếu như ngươi lại không xuất hiện, sợ rằng Bạch Tuyết Linh sẽ bị. Ha ha ha, các người đám này Đông Á mà bệnh tự thỏa thích thưởng thức ta biểu diễn đi. Nói, cái nhĩ lại đem Bạch Tuyết Linh một con khác ống tay áo cấp xé kéo xuống. Giữa lúc hai tay của hắn muốn bao trùm thượng Bạch Tuyết Linh ngực thời gian, hắn chỉ thấy trước mắt lóe lên một đạo hắc ảnh, tiếp theo hai tay của hắn tự bổ nhào một cái không. Người nước Hoa còn chưa tới phiên ngươi môn để khi phụ, chỉ ngươi cái này suy dạng, còn dám nói người nước Hoa là Đông Á ma bệnh. Diệp Thần Phong cố ý tướng thanh âm biến được trầm thấp một ít, để tránh khỏi nhượng Bạch Tuyết Linh nhận ra hắn. Nhắm chặt hai mắt Bạch Tuyết Linh cảm giác mình thon thả bị người cấp ôm, từ từ mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là nhất trương mang mặt nạ màu đen khuôn mặt, vừa nhìn liền biết ôm nàng là một gã người nước Hoa, khoảng cách gần như vậy cùng Diệp Thần Phong tiếp xúc, Bạch Tuyết Linh tim đập không rõ tăng nhanh, lẽ nào cái này là ông trời cho nàng phái tới Bạch Mã Vương tử sao? Nữ nhân ở lúc tuyệt vọng, tâm linh tổng là yếu ớt nhất, nếu như tại cái này thời gian có người nguyện ý kéo nàng muôn nắm, nếu như đối phương còn là một nam nhân lời nói,
các nàng tự nhiên mà vậy hội bả đối phương nhìn thành là bạch mã vương tử của mình. Mang mặt nạ đột nhiên xuất hiện Diệp Thần Phong hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, Vương Lực Tại trong lòng thầm nghĩ, cái này mang mặt nạ người sẽ là Diệp Thần Phong sao? Thái Bình Sơn Mạch mỗi cái nhập khẩu cùng xuất khẩu đều có quân khu người gác, nếu như không là thống soái đồng ý, sẽ không có người có thể đi tới, như vậy cái này mang mặt nạ màu đen người phải là Diệp Thần Phong. Một lần bị người quấy rầy chuyện tốt, cái nhĩ trong lòng phẫn nộ cực kỳ, hướng về phía Diệp Thần Phong cười lạnh nói, mang mặt nạ người nước hoa, ta sẽ cho ngươi biết người nước hoa đều là Đông Á ma bệnh. Cái nhĩ vung vẩy xa hoa như khổ nắm tay hướng Diệp Thần Phong ngực ném tới. Diệp Thần Phong tay phải vẫn là ôm Bạch Tuyết Linh thon thả, trong cơ thể thất cấp linh hồn lực trào động, tay trái nắm tay hướng cái nhĩ nhanh chóng kéo tới nắm tay oanh khứ. Diệp Thần Phong nắm tay cùng cái nhĩ nắm tay tướng tương đối, quả thực là tiểu vu kiến đại vu, huyết sát dung binh đoàn thành viên nhìn đến Diệp Thần Phong lại có thể không biết tự lượng sức mình dám cùng cái nhĩ đối oanh. Khuôn mặt thượng đều lộ ra khinh thường biểu tình, theo bọn họ Diệp Thần Phong tay trái cánh tay đầu khớp xương tuyệt đối sẽ mền ngươi cắt đứt. Bị Diệp Thần Phong ôm thon thả Bạch Tuyết Linh, nhìn đến cái nhĩ nắm tay hướng bên này kéo tới, trong lòng không khỏi làm cho này vị mang mặt nạ thần bí nam nhân lo lắng, hiện tại cái này vị diện cụ nam nhân là nàng hy vọng duy nhất, nếu như ngay cả mặt nạ nam nhân đều mền ngươi đánh bại lời nói, như vậy ngày hôm nay phỏng trừng tựu thật sẽ không phát sinh cái đó kỳ tích của hắn. Phanh một tiếng vang thật lớn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, trong không khí vang lên tinh mịn tiếng xương vỡ vụn. Cái nhĩ cùng Diệp Thần Phong đối oanh tay phải tay cánh tay bạo liệt ra, trên cánh tay ra trong nháy mắt toàn bộ văng tung tóe, đậm đặc máu tươi phun tại trong không khí, cái nhĩ trên mặt tự tin tiêu thất, cổ họng trong phát sinh một tiếng đau nhức hô. Diệp Thần Phong không có làm dừng lại, tả quyền lại ầm đánh vào cái nhĩ khuôn mặt thượng, một quyền này thế nhưng ẩn chứa Diệp Thần Phong thất cấp linh hồn lực, cái nhĩ đầu chỗ nào chịu được cổ lực lượng này. Dường như một cái dưa hấu nổ tung. Bạch sắc óc cùng máu tươi chất hỗn hợp phun tại trong không khí. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi cái nhĩ, dường như một cổ thi thể không đầu, từ từ hướng sau ngã xuống, cả người là tử được không thể đủ lại tử. Huyết sát dung binh đoàn còn lại thành viên ngây ngẩn cả người, bọn họ vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến hội là cái dạng này kết quả, cái nhĩ bị người thật đơn giản một quyền tự oanh bạo đầu. Điều này sao có thể? 25 tên binh vương tổ thành viên cũng bị như vậy bạo lực máu tanh hình ảnh cấp chấn nhiếp, hiện tại đại bộ phận binh vương tổ thành viên đều ở đây trong lòng suy đoán tên này mang mặt nạ màu đen nam nhân chính là Diệp Thần Phong, bằng không tại nước hoa còn có ai hội có thực lực như vậy. Bọn họ thế nhưng đích thân thể nghiệm qua Diệp Thần Phong cường hãn. Bị Diệp Thần Phong ôm thon thả Bạch Tuyết Linh nhìn đến cái nhĩ bị bể đầu, trong lòng nàng lại có thể một điểm đều không sợ, thậm chí liền buồn nôn cảm giác cũng không có. Đôi mắt đẹp nhìn mang mặt nạ Diệp Thần Phong, nàng thật tốt muốn nhìn một chút mặt nạ màu đen sau, rốt cuộc là thế nào một khuôn mặt. Diệp Thần Phong lắc lắc tay trái thượng vết máu, trong miệng khó chịu nói rằng, vậy mà làm dơ ta tay, sớm biết rằng nên dùng chân đạp bộc đầu của hắn, cái này loại rác rưởi còn dám nói người nước hoa là Đông Á ma bệnh. Chương 243, giải quyết. Diệp Thần Phong tay phải tay cánh tay buông lỏng ra Bạch Tuyết Linh thon thả. Tuy rằng Bạch Tuyết Linh là kinh thành công nhận đệ nhất mỹ nữ, ở kinh thành cơ hồ là sở hữu hoàn khố tử đệ đều đã từng tại trong lòng y qua Bạch Tuyết Linh, thế nhưng Diệp Thần Phong đối Bạch Tuyết Linh cũng không quan tâm. Bạch Tuyết Linh là Diệp Thần Phong từ trước vị hôn thê, mấy tháng trước Bạch gia chủ động đưa ra từ hôn, nhượng Diệp gia trở thành kinh thành đại gia tộc trong lúc đó trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Diệp Thần Phong tuy rằng không quan tâm cái khác người nhận định, thế nhưng hắn trong lòng tóm lại là hội có chút khó chịu. Hắn thấy coi như là muốn từ hôn cũng có thể là Diệp gia nói ra trước, kỳ thực Diệp Thần Phong trong ngoài còn là một chính gốc đại nam tử chủ nghĩa giả. Diệp Thần Phong ôm Bạch Tuyết Linh thon thả bàn tay lấy ra sau, những Bạch Tuyết Linh trong lòng có loại không giải thích được cảm giác mất mát, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn chằm chằm trương bị mặt nạ màu đen bao trùm ở khuôn mặt. Tại nàng ngây người gian, Diệp Thần Phong đã giúp nàng lấy xuống đến bị nhét vào trong miệng vải trắng, cùng với giúp nàng buông lỏng ra cột cử động sợi dây. Cái nhĩ bị Diệp Thần Phong một quyền bể đầu sau đó, tướng mạo thập phần hèn mọn người da đen tạp nhĩ, người thứ nhất tỉnh lại, từ bên hông rút ra nắm, không chút do dự nào nhắm ngay Diệp Thần Phong đầu nổ súng. Theo phanh một tiếng súng vang, té trên mặt đất bị thương Vương Lực cùng Triệu Phi cơ hồ là miệng đồng thanh hô đạo cẩn thận. Tạp nhĩ đối với mình thuật bắn súng rất có lòng tin, hắn thấy cái này nhất thương, Diệp Thần Phong là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi.
hắn là bắt được Diệp Thần Phong bang Bạch Tuyết Linh mở trói cái này thời cơ nổ súng. Ly Khai nòng súng đạn như một vì sao rơi hướng Diệp Thần Phong đầu bay bắn mà đi, trên thực tế Diệp Thần Phong quả thực không có né tránh. Tại đạn cách đầu của hắn còn có một mễ xa thời gian, trong cơ thể thất cấp linh hồn lực tức khắc nhập vào cơ thể mà ra, chờ chặn đạn lực đánh vào, có thể dùng khỏa tốc độ của viên đạn biến chậm lại, cuối cùng bị Diệp Thần Phong đưa tay phải ra bàn tay, dễ dàng chộp vào xong xuôi bàn tay. Diệp Thần Phong thưởng thức bắt tay vào làm bàn tay đạn, nhìn cách đó không xa Tạp Nhĩ. Thanh âm lạnh giá nói rằng, ta rất không thích người khác dùng thương chỉ vào đầu của ta, chớ nói chi là nhắm ngay đầu của ta nổ súng. Vừa dứt lời, Diệp Thần Phong tướng tay phải bàn tay chính giữa đạn hướng Tạp Nhĩ đạn bắn tới. Tạp Nhĩ đôi môi tái nhợt hơi trương trương, vừa định muốn mở miệng nói, chỉ nghe thấy xì một tiếng. Rất nhỏ nhẹ vang lên, viên đạn chuẩn xác không có lầm đi vào Tạp Nhĩ mi tâm ở giữa. Tạp Nhĩ hai mắt trừng to đại, cái này trên thế giới thật không ai có thể đủ tay không tiếp được đạn. Đây là hắn trước khi chết trong lòng sau cùng nghĩ cách. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Còn lại còn dư lại 18 tên huyết sát dung binh đoàn thành viên bị Diệp Thần Phong bày ra thực lực cấp chấn nhiếp. Có thể một quyền đánh bể cái nhĩ đầu, dễ dàng tiếp được từ nòng súng chính giữa bắn ra đạn. Người như vậy đã không phải là huyết sát dung binh đoàn người có thể đối phó. Diệp Thần Phong không để ý đến đầu hàng cái này 18 tên huyết sát thành viên, thân ảnh hướng bọn họ đánh đã qua, tướng tay chân của bọn họ cấp toàn bộ cắt đứt, về phần sau đó thẩm vấn sự tình giao cho binh vương tổ đi xử lý cho xong. Cái này 18 tên bị cắt đứt cử động huyết sát thành viên cổ họng trong đau nhức tiếng hô không ngừng, bọn họ không có nghĩ đến mình đã đầu hàng, còn sẽ gặp phải như vậy đối đãi. Nước Hoa đều không phải đề xướng đối xử tử tế bắt tù binh sao. Tại Diệp Thần Phong xử lý xong huyết sát thành viên sau, hắn liền từng cái cấp bị thương binh vương tổ thành viên trị liệu đơn giản thương thế trên người. Chí ít những nguyên bản chỉ có thể nằm dưới đất binh vương tổ thành viên có thể tự mình đứng lên tới đi bộ. Một bên Bạch Tuyết Linh từ vừa rồi Diệp Thần Phong tay không tiếp được đạn thời gian, trong con ngươi xinh đẹp tựu tràn đầy không gì sánh được nhiệt liệt tia sáng kỳ dị, nàng tổng cảm giác đối phương lộ tại mặt nạ bên ngoài cặp mắt kia có chút quen thuộc. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bang binh vương tổ thành viên xử lý xong thương thế sau, sắc trời đã là từ từ tối xuống. Xem ra hôm nay bọn họ muốn rời khỏi Thái Bình Sơn Mạch là không thể nào, chỉ có thể lưu tại Thái Bình Sơn Mạch chính giữa chỉnh đốn một đêm, đợi được hôm nay hừng đông thời gian sẽ rời đi. Binh vương tổ người đang Thái Bình Sơn Mạch chính giữa tìm được rồi hai chỗ kề bên được tương đối gần huyệt động, tướng bị Diệp Thần Phong phế đi cử động huyết sát thành viên ném vào trong đó một cái trong huyệt động, mà một khác cái trong huyệt động còn lại là hiện lên đống lửa, nhượng Bạch Tuyết Linh tiến nhập trong đó nghỉ ngơi. Bạch Tuyết Linh từ bị huyết sát dung binh đoàn bắt cóc thời khắc đó. Thần kinh não bộ vẫn kéo căng được chăm chú, tuy rằng rất muốn cùng mang mặt nạ Diệp Thần Phong tâm sự, thế nhưng trong miệng liên tục ngáp. Cuối cùng chỉ có thể tiến nhập trong huyệt động đi nghỉ ngơi. Mà binh vương tổ thành viên cùng Diệp Thần Phong còn lại là tại huyệt động bên ngoài hiện lên đống lửa, vừa rồi Bạch Tuyết Linh ở đây thời gian, bọn họ vẫn không có kêu to tên Diệp Thần Phong, bọn họ cũng đều biết Bạch Tuyết Linh là Diệp Thần Phong đã từng vị hôn thê, lần này Diệp Thần Phong nguyên do hội mang mặt nạ tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch, phải là bởi vì Bạch Tuyết Linh duyên cớ đi. Có thể trở thành binh vương tổ thành viên, bọn họ có thể không đơn thuần là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản người. Lúc này gặp Bạch Tuyết Linh đi vào huyệt động đi nghỉ ngơi, Vương Lực người thứ nhất mở miệng nghi vấn hỏi, ngươi là điều không phải Diệp Thần Phong. Binh vương tổ thành viên nên đã sớm biết Diệp Thần Phong có thể tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch chính giữa tới giúp đỡ bọn họ, vì vậy Diệp Thần Phong liền thoải mái để lộ mặt nạ trên mặt, nói rằng ta mong muốn các ngươi không muốn đối Bạch Tuyết Linh nhắc tới, ngày hôm nay cứu người của nàng là ta. Điểm ấy ngươi hãy yên tâm, chúng ta biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Triệu Phi nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, nguyên bản những, này binh vương tổ thành viên cũng chỉ là suy đoán cái mặt nạ này nam nhân chắc là Diệp Thần Phong, trong lòng cũng không có 100% khẳng định, giờ khắc này ở nhìn thấy thật là Diệp Thần Phong sau, bọn họ mỗi một người đều không nhẫn nại được tính tình. Diệp Thần Phong, ngươi là làm sao làm được tay không nhận đạn? Ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Diệp Thần Phong, ngươi vừa rồi đánh bể cái nhĩ đầu một quyền thật sự là quá khí phách, ta không phải không thừa nhận thực lực của ngươi thật là cường hãn đến biến thái.
Diệp Thần Phong, ngươi thế nào hình như gì đều hiểu ni. Tại ngươi trị liệu đơn giản hạ, chúng ta thương thế trên người rõ ràng có không ít chuyển biến tốt đẹp. Minh Vương Tổ thành viên đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng hiếu kỳ, bọn họ không nghĩ ra kinh thành người người trong miệng Diệp kẻ ngu si, làm sao sẽ có thực lực như vậy. Tại có người nhắc tới cái nhĩ thời gian, Triệu Phi chân mày khẩn túc lên, nói rằng, nguyên bản cái nhĩ thực lực nên chỉ là mạnh hơn ta thượng như vậy một điểm, thế nhưng tại hắn rót vào một loại lam sắc dịch thể ở trong người sau, trên người của hắn cơ thể không chỉ tăng vọt gấp đôi, liền thực lực của hắn cũng chợt tăng lên, lẽ nào cái nhĩ tiêm là kích phát tiềm năng nước thuốc? Nếu như nước ngoài đã nghiên cứu ra những thứ này, như vậy đối với chúng ta nước Hoa mà nói là một loại uy hiếp. Cái nhĩ thi thể không đầu ngay đống lửa hai bên trái phải, vừa rồi Diệp Thần Phong đã nghiên cứu qua một phen, hứng thú thiếu thiếu nói rằng, cái nhĩ tiêm đúng là một loại có thể kích phát tiềm năng nước thuốc, thế nhưng cái này loại nước thuốc là dùng tiêu hao người sử dụng thọ mệnh, dùng này để đạt tới tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực. Các ngươi có thể nhìn kỹ một chút cái nhĩ thân thể, dược lực qua sau đó, hắn da trên người đã nếp uốn lên, nếu như ta mới vừa rồi không có đánh bể đầu của hắn lời nói, chỉ sợ các ngươi là có thể nhìn đến mặt của hắn biến thành lão đầu tử bộ dáng. Như vậy nước thuốc căn bản không đáng giá nhắc tới, tiêm sau đó nên chỉ có thể nhượng người sử dụng trên thực lực tăng gấp đôi, mà cái này sau đó người sử dụng tướng hoàn toàn đi vào lão niên giai đoạn, sức chiến đấu hội hầu như biến thành linh. Chuyện N của tôi, nét Diệp Thần Phong đối cái này loại nước thuốc đặc biệt chẳng đáng, phải biết rằng 500 năm sau thế giới, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực nước thuốc có rất nhiều, với lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ, bất quá, dùng hiện tại thế giới khoa học kỹ thuật mà nói, còn không có cách gì luyện chế ra loại này nước thuốc. Triệu Phi cùng Vương Lực đám người nghe xong Diệp Thần Phong lời nói sau, ánh mắt tập trung đến cái nhĩ thi thể không đầu thượng, quả nhiên thấy được cái nhĩ da trên người đã hoàn toàn nếp uốn lên. Ngay cả hắn nguyên bản trên người bạo tạc tính bắp thịt của cũng đồng dạng tại héo rút đi xuống, xem ra Diệp Thần Phong suy đoán một điểm đều không sai. Bất quá, Triệu Phi cùng Vương Lực bọn họ trong lòng có thể không có nhẹ nhàng như vậy, nước ngoài đã nghiên cứu ra cái này loại để thăng thực lực nước thuốc tới, ai ngờ một ngày kia bọn họ có thể hay không đem loại nước thuốc này càng hoàn thiện ni. Cho nên rời đi Thái Bình Sơn Mạch sau, bọn họ phải lập tức đem chuyện này hồi báo cho binh vương tổ thống soái Ngô Quốc Thiên. Chương 244, Bạch Tuyết Linh Tâm Tư. Thái Bình Sơn Mạch ban đêm đen kịt, thỉnh thoảng có một trận gió lạnh tại sơn lâm chính giữa thổi qua, có thể dùng đống lửa trong củi lửa thỉnh thoảng phát sinh bùm bùm âm hưởng. Kinh thành mùa đông ban đêm đặc biệt lạnh giá, càng không nói là tại sơn lâm chính giữa, cho dù là có đống lửa sưởi ấm cũng không quá dùng được, may mà chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí có linh hồn lực hộ thể, điểm ấy lạnh giá với hắn mà nói tịnh không coi vào đâu. Xem ra binh vương tổ thành viên tối nay không định ngủ, một đám trái lại bắt đầu tán dóc, mà bây giờ bọn họ cảm thấy hứng thú nhất trọng tâm câu chuyện vẫn có quan Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong, ngươi cái này toàn thân bản lĩnh là từ đâu trong học được? Nếu ngươi có thực lực như vậy vì sao còn muốn ở kinh thành giả vờ ngây ngốc ni? Lẽ nào ngươi thích bị người khác chê cười sao? Một gã binh vương tổ thành viên mở miệng hỏi. Diệp Thần Phong hai tay chống đất, ngửa mặt hướng lên trời. Nhìn không thấy tinh thần bầu trời đêm, ngược lại thuận miệng nói rằng, vấn đề này ta không biết thế nào trả lời. Bất quá, không bao lâu ta nhất định sẽ ở kinh thành quật khởi, đến lúc đó ta nghĩ kinh thành những đại gia tộc kia chính giữa người, biểu tình nhất định sẽ rất phong phú. Đúng vậy, Diệp Thần Phong, dùng thực lực của ngươi bây giờ muốn ở kinh thành quật khởi, thậm chí toàn bộ nước Hoa quật khởi đều cũng không phải việc khó gì, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Ta cũng rất chờ mong ngươi ở kinh thành quật khởi ngày nào đó, nếu như ta đều không phải binh vương tổ thành viên, nhất định sẽ lựa chọn theo ngươi lăn lộn, nếu như có thể nhìn đến những đại gia tộc kia chính giữa cáo giả mở rộng tầm mắt, chắc là nhất chuyện rất thoải mái. Diệp Thần Phong, nỗ lực hướng tới leo, ta tin tưởng dùng thực lực của ngươi nói không chừng có thể đứng thượng toàn thế giới đỉnh phong ni. Nếu quả như thật có như vậy một ngày, ngươi coi như là cho chúng ta nước Hoa làm vẻ vang. Minh Vương Tổ thành viên trong lòng nhất nghĩ đến Diệp Thần Phong ở kinh thành chân chính quật khởi như vậy một ngày. Nhất khỏa tâm liền theo kích động, đến lúc đó kinh thành còn có ai dám khinh thị Diệp Thần Phong. Không chút kiêng kỵ gọi hắn là Diệp kẻ ngu si. Vương Lực hướng tới đống lửa trong tăng thêm nhất khúc gỗ, cười khổ nói, Diệp Thần Phong, nói thật đi, ngươi thật đúng là một cái nhượng người nhìn không thấu người, nhớ kỹ trước đây chúng ta cường binh huấn luyện doanh đệ nhất lần giao thủ thời gian.
ta thượng có năng lực tại thủ hạ của ngươi chu toàn một phen. Mà bây giờ ta chỉ sợ cũng chỉ là bị ngươi miểu sát nguyên liệu. Vương Lực, chúng ta còn là không nên cùng cái này biến thái làm so sánh, bằng không chúng ta nhược tiểu chính là lòng tự trọng cần phải cũng bị hắn đạp toái không thể. Triệu Phi nói đùa nói rằng, trước đây Diệp Thần Phong đưa hắn một cước đá bay, thế nhưng cho hắn tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng ni. Cả đêm thời gian hầu như đều là tại nói chuyện phiếm chính giữa vượt qua, khi sắc trời tảng sáng thời gian. Bạch Tuyết Linh nghỉ ngơi trong huyệt động phát sinh một tiếng đau nhức hô. Binh vương tổ thành viên một đám ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều không chuẩn bị tiến nhập trong huyệt động đi. Triệu Phi chép miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, cũng là ngươi tiến nhập nhìn. Nam nữ hữu biệt, chúng ta không quá phương tiện, dù sao ngươi đều là mang mặt nạ, Bạch Tuyết Linh cũng không nhận ra ngươi. Nói thật đi, Diệp Thần Phong thật không muốn lại cùng Bạch Tuyết Linh kéo lên bất luận cái gì một chút quan hệ, thế nhưng lúc này binh vương tổ người cũng không muốn tiến nhập huyệt động. Diệp Thần Phong chỉ có thể lần nữa đội mặt nạ đi tiến nhập. Trong huyệt động tia sáng rất hôn ám, chỉ thấy huyệt động một góc chính giữa, Bạch Tuyết Linh ngồi ở trên mặt đất, hai tay không ngừng xoa chân phải mắt cá chân, chắc là bước đi không cẩn thận gấp xoay đến. Ngươi không có việc gì? Diệp Thần Phong hỏi một câu. Bạch Tuyết Linh ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần Phong thời gian. Khóe miệng miễn cưỡng mỉm cười, sau đó bàn tay chống huyệt động thạch bích, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, ta không sao, chỉ là không cẩn thận té ngã mà thôi. Nói, Bạch Tuyết Linh dưới chân bước chân sẽ hướng tới nhảy tới, xoay tổn thương chân phải mắt cá chân ăn một lần đau nhức. Cả người thân thể hướng phía trước té xuống, mắt thấy gương mặt sẽ cùng huyệt động mặt đất thật tiếp xúc, như vậy hung hăng ngã cần phải muốn mặt mày hốc hác không thể. Hai mắt không kiềm hãm được chăm chú đóng lại. Diệp Thần Phong mặc dù đối với Bạch Tuyết Linh tịnh không được tốt lắm quan tâm, nhưng hắn cũng không thể đủ trơ mắt nhìn đối phương ngã sấp xuống. Thân ảnh lóe lên, vọt tới Bạch Tuyết Linh trước mặt, đưa tay phải ra tay cánh tay, thuận tay ở Bạch Tuyết Linh mảnh mai, chợt đi lên nhắc tới, Bạch Tuyết Linh thân thể mềm mại trong nháy mắt đụng vào Diệp Thần Phong ngực trong. Bạch Tuyết Linh trước ngực một đôi no đủ vừa vặn để ở Diệp Thần Phong ngực. Hai người thân thể cơ hồ là dán thật chặt tại cùng nơi, Bạch Tuyết Linh vẫn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ni. Cảm thụ được Diệp Thần Phong trên người nam nhân khí tức, nàng trong lỗ mũi hô hấp không tự cho mình là dồn dập, đưa đến ngực no đủ cũng trên dưới phập phồng, điều này làm cho Diệp Thần Phong ở trong thân thể bắt đầu vô cùng lo lắng lên. Nhìn mình trong ngực khẩn nhắm mắt, trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng Bạch Tuyết Linh, Diệp Thần Phong vội vã buông lỏng tay ra. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn cần phải tội phạm quan trọng không sai có thể. Bạch Tuyết Linh cảm giác được Diệp Thần Phong buông lỏng tay ra, nàng mới chậm rãi mở mắt, thu thủy như trong con ngươi mang theo nói không thanh không nói rõ tình hình thực tế tố, cổ họng trong ngượng ngùng nói một câu cảm tạ. Nhìn đến Bạch Tuyết Linh khập khiễng bước đi dáng dấp, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống thân thể, trực tiếp tướng Bạch Tuyết Linh trên chân phải giày cùng bít tất cưỡi xuống. Lộ ra một con tuyết trắng trắng mịn chân ngọc, năm cây khéo léo đầu ngón chân, thật là khả ái. Diệp Thần Phong đột nhiên cử động này, nhượng Bạch Tuyết Linh đôi má càng đỏ bừng, trái tim không không chịu thua kém đập nhanh tần suất. Ta giúp ngươi nhu thoáng cái, ngươi thì có thể đủ bản thân đi bộ. Nếu như Diệp Thần Phong không trị liệu tốt Bạch Tuyết Linh xoay tổn thương chân phải, sợ rằng đến lúc đó còn phải muốn hắn tới lưng Bạch Tuyết Linh, binh vương tổ người nhất định sẽ bả trách nhiệm này đổ lên trên đầu của hắn đi. Diệp Thần Phong tay phải bàn tay bao trùm tại, Bạch Tuyết Linh có chút cao xương chân phải mắt cá chân thượng, linh hồn lực từ bàn tay chính giữa thấu bắn mà ra, từ từ nắn bóp Bạch Tuyết Linh bị thương mắt cá chân. Bạch Tuyết Linh chỉ cảm giác chân của mình mắt cá thượng tê dại, theo Diệp Thần Phong bàn tay bao trùm trên đó sau, nàng mắt cá chân thượng đau đớn cũng biến mất vô ảnh vô tung, cúi đầu, nhìn ngồi chồm hổm dưới đất Diệp Thần Phong, trong lòng thầm nghĩ, hắn rốt cuộc là cái hạng người gì ni. Mặt nạ màu đen sau rốt cuộc là như thế nào một khuôn mặt. Giờ khắc này, kinh thành đệ nhất mỹ nữ Bạch Tuyết Linh từ lúc chào đời tới nay đệ nhất lần nổi lên hoa si, nếu để cho nàng biết nàng mê luyến đối tượng là đã từng cùng nàng có hôn ước Diệp Thần Phong, thật không biết nàng hội là như thế nào một loại tâm tình. Tại Diệp Thần Phong linh hồn lực trị liệu hạ, Bạch Tuyết Linh chân phải mắt cá chân thượng xương hoàn toàn tiêu mất, đi khởi đường tới căn bản cũng không thành vấn đề. Đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nàng phát hiện mình càng tới càng đối diện trước cái này mang mặt nạ nam nhân tò mò. Có câu điều không phải nói như vậy sao? Thường thường thích một người đều là từ hiếu kỳ bắt đầu,
cho nên Bạch Tuyết Linh trong lòng ái mầm móng đã đang từ từ manh nha. Tại Diệp Thần Phong cùng Bạch Tuyết Linh đi ra huyệt động sau, Binh Vương Tổ thành viên dưới sự chỉ huy của Triệu Phi chuẩn bị ly khai Thái Bình Sơn Mạch, hắn để lại 5 cái Binh Vương Tổ thành viên xuống, coi chừng cái khác trong huyệt động huyết sát dung binh đoàn thành viên. Đợi được Triệu Phi bọn họ ly khai Thái Bình Sơn Mạch sau, lập tức sẽ phái người tiến đến trợ giúp, để tướng đoạn hai tay hai chân huyết sát thành viên rời ra Thái Bình Sơn Mạch. Dùng mấy canh giờ, Diệp Thần Phong, Bạch Tuyết Linh cùng Binh Vương Tổ thành viên cuối cùng đi ra Thái Bình Sơn Mạch. Vừa đi ra khỏi Thái Bình Sơn Mạch nhập khẩu chỗ có quân khu người gác, Triệu Phi lập tức an bài người trước đem Bạch Tuyết Linh tống trở lại kinh thành. Bạch Tuyết Linh đang ngồi thượng xe jeep nhà binh xe trước khi rời đi, hai con ngươi lưu luyến không rời nhìn Diệp Thần Phong, cuối cùng lại nói một câu cảm tạ sau, mới ly khai. Diệp Thần Phong, xem ra Bạch Tuyết Linh là thích ngươi à. Thật không biết Bạch gia là nghĩ như thế nào, lại có thể nhượng Bạch Tuyết Linh cùng ngươi giải trừ hôn ước. Ta nghĩ một ngày nào đó bọn họ sẽ hối hận, Triệu Phi nhìn đi xa xe jeep nhà binh xe nói rằng. Đối, Thần Phong, vừa ta và thống soái thông điện thoại, hắn tại trong điện thoại nói phải thật tốt mời ngươi ăn bữa cơm, thống soái hiện tại đã tại hướng tới ở đây chạy tới. Triệu Phi vừa đi ra khỏi Thái Bình Sơn Mạch sau tự lợi dụng gác tại nhập khẩu chỗ, binh sĩ trên người liên hệ trang bị, bà cả kiện sự tình đơn giản hồi báo một lần. Nếu Ngô Quốc Thiên tại hướng tới Thái Bình Sơn Mạch bên này chạy tới, Diệp Thần Phong ngược lại cũng không tiện cự tuyệt, vì vậy liền đáp ứng, vừa vặn hắn cái bụng cũng đói. Chương 245, ấm áp cơm tối. Ngô Quốc Thiên cùng Diệp Thần Phong ở kinh thành một nhà thượng đẳng cấp khách sạn trong bao xương ăn một bữa cơm, Diệp Thần Phong có thể không có cùng Ngô Quốc Thiên tốt khách khí, lang thôn hổ yết dáng dấp, quả thực tượng quỷ chết đói đầu thai. Phỏng chừng tại toàn bộ nước Hoa cũng chỉ có Diệp Thần Phong một người dám ở Ngô Quốc Thiên trước mặt như vậy càn rỡ. Sau khi ăn cơm trưa xong, Ngô Quốc Thiên tỉnh không có lập tức nhượng Diệp Thần Phong rời đi, mà là cùng Diệp Thần Phong câu được câu không hàn huyên, Triệu Phi thế nhưng tướng Thái Bình Sơn Mạch chính giữa cả kiện sự tình toàn bộ hồi báo cho hắn đã biết. Nhất là đương Ngô Quốc Thiên nghe được nước ngoài lại có thể nghiên cứu ra trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực nước thuốc sau, trong lòng của hắn bắt đầu lo âu lên. Binh Vương Tổ có bảo vệ nước Hoa trách nhiệm, nếu như nước ngoài thật nghiên cứu ra cái này loại nước thuốc lời nói, như vậy đối nước Hoa mà nói tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp. Đương nhiên Ngô Quốc Thiên còn từ Triệu Phi hội báo chính giữ hiểu được lần này Diệp Thần Phong biểu hiện, xem ra sau này nước Hoa còn có rất nhiều địa phương yêu cầu Diệp Thần Phong giúp đỡ. Thần Phong, ta nghe Triệu Phi nói huyết sát dung binh đoàn chính giữ một gã thành viên, tiêm có thể tại trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực nước thuốc. Đối với chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Ngô Quốc Thiên nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong trong miệng ngậm một điếu cây tăm, khinh thường nói ta có thể có ý kiến gì không? Bọn họ loại trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực nước thuốc, người sử dụng là phải trả giá thật lớn. Tại dược lực qua sau đó, người sử dụng tướng hoàn toàn đi vào lão niên hóa, sức chiến đấu tướng hầu như biến thành linh, với lại loại nước thuốc chỉ có thể để thăng người sử dụng gấp đôi thực lực. Phổ thông người tiêm căn bản không có bao lớn tác dụng, nếu như thân thủ cường hãn người tiêm. Không chẳng khác nào là duy nhất đồ dùng sao. Muốn huấn luyện được một gã cao thủ tới điều không phải đơn giản như vậy, ai cũng sẽ không ngu đến tại tình hình trung hạ nhượng cao thủ tiêm loại nước thuốc, dù sao loại nước thuốc tác dụng phụ quá lớn, cho nên đây căn bản không có gì thật lo lắng cho. Diệp Thần Phong tướng điều tại trong miệng cây tăm phun ra, sảng khoái vươn người một cái, nói rằng tốt, ta cơm cũng ăn no. Nếu như không có chuyện gì ta phải trở về nhà, còn có chớ quên ngươi đối với chúng ta Diệp gia hứa hạ hứa hẹn. Thần Phong, lời của ngươi mặc dù nói không sai, thế nhưng ai ngờ nước ngoài có thể hay không đem loại nước thuốc này tiến thêm một bước hoàn thiện đi. Đến lúc đó đối với chúng ta nước Hoa mà nói tuyệt đối là một loại tai nạn a. Ngô Quốc Thiên nhìn đến Diệp Thần Phong đứng lên liền vội vàng nói. Theo Diệp Thần Phong bây giờ thời đại này khoa học kỹ thuật muốn hoàn thiện cái này loại nước thuốc còn sớm rất ni. Bằng không Diệp Thần Phong đã sớm tự mình động thủ nghiên cứu chế tạo. Còn không có chuyện đã xảy ra, người mù lo lắng gì. Đợi được phát sinh rồi hãy nói. Diệp Thần Phong nhún vai đi ra khách sạn ghế lô. Ngô Quốc Thiên nhìn Diệp Thần Phong rời đi hình bóng, cười khổ lắc đầu. Nếu như Diệp Thần Phong cái này loại thực lực cường hãn người có thể vì nước Hoa hiệu lực thật là tốt bao nhiêu. Bất quá hắn biết dùng Diệp Thần Phong tính cách là không thể có thể. Cùng Ngô Quốc Thiên ăn một bữa cơm trưa, lại hàn huyên một hồi thiên,
đương Diệp Thần Phong trở lại Diệp gia thời gian đã là buổi chiều 5 giờ, vừa bước vào Diệp gia phòng khách, liền thấy Diệp Trấn Hồng, Diệp Đông Kiệt, Võ An Quốc, Võ Chí Phương, Võ Khôn Minh cùng Võ Hiểu Phỉ đều ở đây. Sáng sớm Diệp Trấn Hồng nhận được Ngô Quốc Thiên điện thoại, Ngô Quốc Thiên tại trong điện thoại nói cho hắn biết, ngày hôm nay Diệp Thần Phong tự hội trở về, cho nên Diệp Trấn Hồng cùng Diệp Đông Kiện đã ở trong phòng khách đợi Diệp Thần Phong một ngày. Tại Diệp Thần Phong tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch thời gian, Diệp Trấn Hồng cũng tướng chuyện này nói cho Võ An Quốc, dùng bây giờ Diệp gia cùng Võ gia quan hệ. Trên cơ bản có thể toán làm là người một nhà, cho nên Diệp Trấn Hồng không cần thiết giấu giếm Võ An Quốc bọn họ. Thần Phong, mau tới cùng Gia Gia nói một chút cả kiện chuyện đã xảy ra. Diệp Trấn Hồng khi nhìn đến Diệp Thần Phong bình yên vô sự sau, khuôn mặt thượng lập tức nhiều hơn một vòng nụ cười hiền lành, hướng Diệp Thần Phong vẫy vẫy tay. Võ An Quốc khuôn mặt thượng cũng mang theo dáng tươi cười. Nói rằng, Thần Phong, tiểu tử ngươi bây giờ là càng tới càng bản lãnh a. Thậm chí ngay cả binh vương tổ người đều muốn tới tìm ngươi giúp đỡ. Bây giờ binh vương tổ thiếu các ngươi Diệp gia một cái nhân tình. Sau đó Diệp gia nếu như ở kinh thành xảy ra chuyện gì, binh vương tổ khẳng định hội bỏ mặc. Võ An Quốc nhìn Diệp Thần Phong cái này tôn nữ tế là hài lòng gật đầu, hắn phát hiện đời này làm ra lựa chọn chính xác nhất chính là nhượng Võ Hiểu Phỉ cùng Diệp Thần Phong đính hôn. Thần Phong, ta có thể nghe nói huyết sát dung binh đoàn thành viên thực lực không bằng binh vương tổ thành viên kém bao nhiêu. Bất quá, dung tiểu tử ngươi biến thái thực lực, đối phó bọn họ chắc là mưa bụi đi. Võ Khôn Minh có nhiều hứng thú hỏi. Đối, Thần Phong, lần này bị huyết sát bắt cóc con tin thế nhưng Bạch Tuyết Linh, người có không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta. Người cứu Bạch Tuyết Linh, nàng bây giờ là điều không phải sẽ đối ngươi lấy thân báo đáp. Diệp Đông Kiện cười ha hả nói rằng. Đối với cái này kia hồ không ra nhất kia hồ tiểu thúc, Diệp Thần Phong không vui nói, tiểu thúc, ngươi là điều không phải lại muốn nhượng ta giúp ngươi nới lỏng đầu khớp xương. Vừa vặn ta tại Thái Bình Sơn Mạch trong còn không có qua hết tay nghiện ni. Nghe vậy, Diệp Đông Kiện lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, tại chính hắn một cháu trai trước mặt, hắn rất lâu ngày hậu đều chỉ có thể ngoan ngoãn sắm vai cháu trai nhân vật A. Nói thật ra, hắn cái này tiểu thúc chỉ sợ là toàn thế giới làm được uất ức nhất tiểu thúc. Một bên Võ Hiểu Phỉ đang nghe Bạch Tuyết Linh ba chữ này sau, trên mặt thần sắc không khỏi đổi, hàm răng hơi cắn môi đỏ mọng. Dù sao Bạch Tuyết Linh là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, nếu như Bạch Tuyết Linh chủ động truy cầu Diệp Thần Phong, như vậy Diệp Thần Phong có thể hay không ăn đã xong ni. Diệp Thần Phong phát hiện Võ Hiểu Phỉ trên mặt thần sắc sau khi biến hóa, nhún vai, không sao cả nói rằng, tiểu thúc, ta và Bạch Tuyết Linh hôn ước đã sớm giải trừ, huống hồ ta tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch thời gian là có mang mặt nạ, cho nên Bạch Tuyết Linh cũng không biết là ta cứu nàng. Nghe được Diệp Thần Phong giải thích, Võ Hiểu Phỉ tâm tình tức khắc buông lỏng xuống, tại trong lòng thầm mắng mình lòng dạ quá nhỏ, đôi mắt đẹp thâm tình chân thành nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Trấn Hồng trừng mắt một cái Diệp Đông Kiện, nói rằng, Đông Kiện, Thần Phong sự tình không cần phải tới mù quan tâm, ngươi còn sớm điểm giải quyết chính ngươi cả đời đại sự đi. Nếu là sang năm ngươi vẫn không thể đủ cấp ta tìm cái con dâu trở về, ta xem ngươi cũng không cần bước vào Diệp gia. Kế tiếp. Diệp Thần Phong tướng tiến nhập Thái Bình Sơn Mạch sau sự tình thật đơn giản nói một lần, vẫn cho tới cơm tối thời gian, Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc bọn họ mới tạm thời bỏ qua Diệp Thần Phong. Ngày hôm nay Diệp Trấn Hồng biết Diệp Thần Phong phải về tới, đặc biệt những người làm một bàn thức ăn, trên cơ bản đều là Diệp Thần Phong thích ăn. Thần Phong, đảng qua tân niên sau đó, ngươi là chuẩn bị ở lại kinh thành ni. Còn là y nguyên trở lại Thiên Hải đi. Diệp Trấn Hồng mặt bên cấp Diệp Thần Phong gắp thức ăn, vừa nói. Ra ra, ta hay là chuẩn bị hồi Thiên Hải. Dù sao Diệp Thần Phong thế lực vừa tại Thiên Hải phát triển, nhất định phải tiến một bước mở rộng, bất quá một ngày nào đó bất kể là hắn thương nghiệp thượng thế lực còn là thế lực dưới đất cũng sẽ lan tràn đến kinh thành tới, đến lúc đó hắn là có thể ở lại kinh thành. Như vậy cũng tốt, người ở đây Thiên Hải là có thể cùng Đông Kiện lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Trấn Hồng gật đầu nói rằng. Nam Nhi Chí ở bốn phương, Thần Phong, mong muốn lần sau chờ ngươi trở lại kinh thành thời gian, có thể đủ cấp ta và ngươi ra ra mang đến bất đồng kinh hỉ. Võ An Quốc nói rằng, bữa này cơm tối trái lại ăn đặc biệt ấm áp, trong lúc Diệp Trấn Hồng, Võ An Quốc cùng Võ Hiểu Phỉ vẫn hướng tới Diệp Thần Phong trong chén đĩa rau, mà Diệp Đông Kiệt, Võ Chí Phương cùng Võ Khôn Minh tại Diệp Trấn Hồng ba người bọn họ trong mắt hoàn toàn thành người trong suốt, cái này người so với người nột.
có đôi khi thật hội tức chết người. Hiểu Phỉ, Tiểu Kiệt đi nơi nào? Ngày hôm nay hắn thế nào không có tới ni? Võ Kiệt mấy ngày nay là mỗi ngày tới Diệp gia theo Diệp Thần Phong, cơ hồ là biến thành của hắn theo đuôi, trong lúc nhất thời nhĩ căn tử biến được thanh tịnh, Diệp Thần Phong thật là có một ít không thói quen. Tiểu Kiệt sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài, cũng không biết hắn lại đi nơi nào điên chơi. Tiểu tử này trước đây cho tới bây giờ không có cái yên tĩnh, cũng chính là mấy ngày nay vẫn theo ngươi mới an ổn không thiếu, cái này không, hắn nhất tìm không được người của ngươi, lại không biết chạy đi nơi nào. Võ Hiểu Phỉ nói rằng. Võ Hiểu Phỉ chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đang nghe được thanh âm trong điện thoại sau, Võ Hiểu Phỉ tâm tình kích động, ngươi nói cái gì? Tiểu Kiệt bị người đánh, các ngươi ở nơi nào? Ta lập tức chạy tới. Chương 246, ngươi không có tư cách vũ nhục tỷ phu của ta. Võ Hiểu Phỉ nhận được điện thoại là bạn của Võ Kiệt đánh tới, Võ Kiệt hiện tại đang kinh thành Tây Hải Ngạn Hội sở ghế lô trong, từ trong điện thoại vẫn có thể nghe được Võ Kiệt thỉnh thoảng tiếng kêu thảm thiết. Hiểu Phỉ, là điều không phải Tiểu Kiệt hỗn tiểu tử lại ở bên ngoài rước lấy phiền phức. Võ An Quốc bản gương mặt hỏi. Ra ra, Tiểu Kiệt hình như là bị người đánh, ta bây giờ cùng Thần Phong lập tức đuổi đi qua nhìn một chút. Võ Hiểu Phỉ lôi kéo Diệp Thần Phong trực tiếp chạy ra khỏi Diệp gia phòng khách. Diệp Trấn Hồng cùng Võ An Quốc hai vị này lão gia tử không nói thêm gì, giống như vậy sự tình bọn họ làm trưởng bối không thích hợp đứng ra, bất quá, chỉ cần Diệp Thần Phong đã chạy tới, dùng Diệp Thần Phong năng lực chắc chắn sẽ không nhượng Võ Kiệt thua thiệt. Tây Hải Ngạn Hội sở ở vào kinh thành tương đối phồn hoa đoạn đường, là kinh thành hoàn khố tử đệ bình thường đi một nhà hội sở chi nhất. Tây Hải Ngạn tại kinh thành có thể miễn cưỡng xâm nhập trước 10 gia xa hoa hội sở được loại chính giữa, bên trong trang hoàng có thể điều không phải thông thường tam lưu hội sở có thể so sánh, với lại bên trong nhân viên phục vụ là thanh nhất sắc thiếu nữ, bất kể là tướng mạo còn là trang phục đều hết sức thanh thuần, cho nên trên cơ bản suốt ngày tới Tây Hải Ngạn nam tính khách hàng là nối liền không dứt. Lúc này, Tây Hải Ngạn hội sở lầu 2 208 ghế lô trong, đứng cả trai lẫn gái 10 người vừa tới. Trong đó có hai gã 17-18 tuổi niên thiếu, đứng ở ghế lô ngay chính giữa, trong đó một cái khuôn mặt thượng hiện đầy ứ tổn thương niên thiếu không phải là Võ Kiệt mà. Mà đứng tại Võ Kiệt đối diện tên thiếu niên kia, tuy rằng cùng Võ Kiệt niên kỷ linh không sai biệt lắm đại, thế nhưng thân thể đủ mạnh hơn Võ Kiệt tăng lên gấp đôi có dư. Tên này thân thể cường tráng niên thiếu tên là Hoa Huy, Hoa gia tại kinh thành giống như Võ gia có quân đội bối cảnh. Hoa gia cùng Võ gia quanh năm ở vào tranh đấu trạng thái, bởi vậy có thể dùng Võ Kiệt cùng Hoa Huy mỗi lần gặp mặt cũng như đồng gặp được cửu nhân thông thường, hai người nhìn đối phương ai cũng không vừa mắt. Võ Kiệt hôm nay là ước bằng hữu cùng đi Tây Hải Ngạn hội sở tiêu phí, ai ngờ vừa vặn Hoa Huy cũng đi tới Tây Hải Ngạn, khi nhìn đến Võ Kiệt bọn họ ghế lô số sau, liền dẫn ba người xông vào Võ Kiệt bọn họ ghế lô trong. Tuy rằng mấy ngày nay Võ Kiệt theo Diệp Thần Phong học nhất bộ quyền pháp, thế nhưng thực lực thăng cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Trừ phi dùng phương pháp đặc thù, tự tượng lần trước Diệp Thần Phong huấn luyện Diệp Đông Kiện như vậy, mà Võ Kiệt hiện tại lại không vội mà thăng thực lực. Cho nên Diệp Thần Phong chỉ là mỗi ngày nhượng Võ Kiệt luyện thượng mấy lần quyền pháp, thực lực tự nhiên sẽ tại tích lũy tháng ngày hạ thăng. Võ Kiệt, nếu như ngươi kêu ta một tiếng Huy ca, sau đó mang theo bằng hữu của ngươi ly khai 208 ghế lô, sự tình hôm nay ta có thể không cùng ngươi tính toán. Hoa Huy chỉ cao khí ngang nói rằng. Phi, Võ Kiệt hướng chấm đất thượng hộc ra một hơi mang theo huyết nước bọt, nói rằng, Hoa Huy, không muốn quá đắc ý, chỉ cần ta Võ Kiệt vẫn có thể đứng, ngày hôm nay ta chính là cùng ngươi tốn thượng, ngươi còn không có tướng ta đánh cho không đứng nổi ni. Kiệt ca, người của chúng ta so với bọn hắn phải nhiều, thẳng thắn chúng ta cùng tiến lên tốt, tiết kiệm cái này quy nhi tử nói nhảm nữa. Đứng tại Võ Kiệt thân thủ một gã niên thiếu nói rằng. Võ Kiệt, lẽ nào ngươi là thứ hèn nhát không được sao? Bây giờ là chúng ta một đấu một mình đấu, nếu như ngươi tự nhận là không phải là đối thủ của ta, muốn lấy nhiều khí ít, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Hoa Huy trong lòng kỳ thực một điểm đều không lo lắng, hắn từ nhỏ tự tiếp thu quân khu huấn luyện. Coi như là Võ Kiệt người bên kia toàn bộ cùng tiến lên, hắn đều nên có nắm chắc có thể giải quyết, hắn nguyên do nói như vậy, chẳng qua là muốn vũ nhục Võ Kiệt mà thôi. Hoa Huy, đối phó ngươi còn cần dùng được người khác sao? Ta Võ Kiệt một người như vậy đủ rồi. Tuy rằng Võ Kiệt tại kinh thành tiểu đồng lứa chính giữa cũng coi là có điểm danh khí hoàn khố tử đệ, thế nhưng trước đây mỗi lần cùng Hoa Huy giao thủ,
hắn chỉ có bị đánh phần, đã nhiều năm như vậy hắn vẫn muốn bả Hoa Huy dẫm nát dưới bàn chân. Nhưng mà, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực cuối cùng cũng tàn khốc, Võ Kiệt thân thủ so với Hoa Huy kém nhiều lắm, hắn cây bản tự không phải là đối thủ của Hoa Huy. Võ Kiệt dưới chân bước chân thất tha thất thểu, liền đứng cũng không vững, Huy đi ra nắm tay bị Hoa Huy dễ dàng tránh ra, Hoa Huy né tránh đồng thời, chợt hướng Võ Kiệt cái bụng đạp một cước. Võ Kiệt bộ mặt hướng xuống dưới xuất hướng mặt đất, toàn thân cao thấp đau nhức không gì sánh được, trong dạ dày mặt một trận bốc lên, trong miệng oa thoáng cái cuồng ói ra, dư quang của khóe mắt thấy được sau lưng bằng hữu muốn xông lên giúp đỡ, hắn lập tức uống dừng lại, nếu như ai dám qua đây giúp đỡ, sau đó không phải ta Võ Kiệt huynh đệ. Kiệt ca, lẽ nào ngươi nhượng chúng ta trơ mắt nhìn ngươi bị đánh sao? Làm huynh đệ đều không phải nên muốn có nạn cùng chịu sao? Võ Kiệt sau lưng một gã niên thiếu chăm chú siết nắm tay, gã thiếu niên này chính là vừa rồi lén lút thông chi Võ Hiểu Phỉ người. Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ tại vừa rồi Võ Kiệt bị Hoa Huy gạt ngã tại địa thời gian, cũng đã chạy tới 208 ghế lô bên ngoài, Diệp ra cách Tây Hải Ngạn Hội sở lộ trình cũng không toán xa, cho nên bọn họ hai cái mới có thể nhanh như vậy chạy tới nơi này. Võ Hiểu Phỉ thập phần không giải thích được nói Tiểu Kiệt tiểu tử này chẳng lẽ là đầu bị hư sao? Liền bằng hữu của hắn muốn đi lên hỗ trợ cũng cự tuyệt. Bởi 208 cửa bao xương lộ ra nhất điều tế vá, cho nên Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ tướng ghế lô trong đối thoại nghe được là nhất thanh nhị sở. Diệp Thần Phong xuyên thấu qua cửa bao xương phía trên thủy tinh, nhìn té trên mặt đất, hai con ngươi quật cường Võ Kiệt, trong miệng tự lẩm bẩm, có thể cái này là Tiểu Kiệt trong lòng tôn nghiêm đang tác quái đi. Bất quá, thân là một cái nam nhân chân chính nên phải có như vậy tôn nghiêm. Võ Kiệt, người ở trong mắt ta chẳng qua là nhất cái phế vật mà thôi, vĩnh viễn bị ta dẫm nát dưới bàn chân mặt hàng, nghe nói tỷ tỷ của ngươi cùng Diệp gia Diệp kẻ ngu si đính hôn, tưởng ngươi phế vật như vậy nhượng Diệp kẻ ngu si làm tỷ phu ngươi còn là tốt vô cùng, hai người các ngươi nên có rất nhiều cộng đồng trọng tâm câu chuyện đi. Hoa Huy châm chọc khiêu khích đạo. Đang nghe Hoa Huy lời nói sau, Võ Kiệt hai con ngươi tức khắc đỏ bừng một mảnh, mi tâm mặt nhăn thành một cái xuyên. Diệp Thần Phong cái này tỷ phu thế nhưng hắn sùng bái tượng gỗ, từ nhỏ đến lớn không có người nào có thể nhượng hắn đánh trong đáy lòng bội phục, Diệp Thần Phong cái này tỷ phu là một cái ngoại lệ. Ở trong thân thể bốc cháy lên thịnh nộ, Võ Kiệt hai tay chống đất, cắn chặt hàm răng từ dưới đất đứng lên, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hoa Huy, miệng quát ngươi không có tư cách vũ nhục tỷ phu ta, ngươi không có tư cách. Ta nói đều là sự thực. Kinh thành người đều biết Diệp Thần Phong chẳng qua là một cái kẻ ngu si mà thôi, lẽ nào ngươi còn muốn cho thằng ngốc kia tới cho ngươi hết giận sao? Nếu là hắn thật có dũng khí tới, ta ngay cả hắn cũng cùng nơi đánh. Hoa Huy khinh thường nói. Hoa Huy, ngươi muốn chết. Võ Kiệt thân thể run rẩy hướng Hoa Huy vào tới, kết quả Võ Kiệt lại một lần nữa bị Hoa Huy cấp một cước gạt ngã ở trên mặt đất, không nghĩ tới Diệp kẻ ngu si tại trong lòng ngươi còn rất có địa vị mà. Chẳng lẽ ngươi còn vì có thể có được Diệp kẻ ngu si như vậy tỷ phu vì quang vinh sao? Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Tốt, ngày hôm nay trong lòng ta mặt khí coi như là phát tiết ra ngoài, lại cùng ngươi cái phế vật này tại ở đây hao tổn nữa, chỉ do là lãng phí thời gian. Từ trước Hoa Huy cùng Võ Kiệt giao thủ thời gian, Hoa Huy nhiều nhất là giáo huấn hai hạ Võ Kiệt mà thôi, tuyệt đối không biết làm tượng đêm nay như thế quá phận, thế nhưng đêm nay Hoa Huy tâm tình chính buồn bực ni. Có thể tại Tây Hải Ngạn gặp phải Võ Kiệt, hắn liền coi Võ Kiệt là làm là một cái tuyên tiết khẩu, bây giờ trong lòng phiền muộn cũng phát tiết ra ngoài, hắn đương nhiên không chuẩn bị lại chơi tiếp. Giữa lúc Hoa Huy chuẩn bị xoay người lúc rời đi, Võ Kiệt lại một lần nữa từ dưới đất đứng lên, cũng không biết hắn là từ đâu tới lực lượng, đưa tay phải ra kéo lại Hoa Huy vai, nói rằng ta đã nói rồi, ngươi không có tư cách vũ nhục tỷ phu của ta, ngươi ở đây tỷ phu ta trước mặt liền cái phế vật cũng không tính. Mẹ nó, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hoa Huy trực tiếp nhặt lên bên cạnh một chai bia không, hướng Võ Kiệt trên đầu ném tới. Giờ khắc này, Võ Kiệt thẳng người can, ở trong thân thể đã không có nửa điểm công kích lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng vẫn duy trì đứng yên tư thế. Nhìn cách đầu hắn càng ngày càng gần chai bia, Võ Kiệt khuôn mặt thượng tràn đầy quật cường, thậm chí chân mày cũng không có nhíu một cái, hai con ngươi chính giữa thần sắc cố định. Hắn không có thể chịu được có người vũ nhục Diệp Thần Phong, hắn tương lai cũng tuyệt đối muốn làm giống như Diệp Thần Phong ngưu bài nam nhân, bất kể từ lúc nào đều nên bảo lưu nam nhân tốt tôn nghiêm. Chính như lúc này, chai bia cách Võ Kiệt đầu càng ngày càng gần,
hắn đều là mặt không đổi sắc đĩnh trực lưng, hắn không muốn cấp Diệp Thần Phong cái này như bài tỷ phu mất mặt. Chương 247, thuần đàn ông. Hoa Huy khóe miệng há miệng khai cùng nhau dáng tươi cười, hắn dường như đã thấy Võ Kiệt bể đầu chảy máu hình ảnh. Giữa lúc chai bia cách Võ Kiệt đầu cự ly chỉ còn 10 cm tả hữu thời gian, 208 cửa bao xương bị chợt đẩy ra, khẩn tiếp theo, một đôi tay chắn Võ Kiệt ót trước, tướng chai bia nắm tại song xuôi bàn tay, bang Võ Kiệt tránh thoát đầu nở hoa nguy hiểm. Hoa Huy lăng lăng nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên, hắn thậm chí liền thanh niên là khi nào thì đi tiến ghế lô cũng không có phát giác, cổ họng trong vừa định muốn chửi ầm lên, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, bị thanh niên nắm ở lòng bàn tay trong thủy tinh chai bia bạo liệt ra, hóa thành vô số bột thủy tinh mà tán rơi xuống đất thượng. Sùng sục, sùng sục, Hoa Huy cổ họng trong không kiềm hãm được nuốt nước bọt, trên trán không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh, có thể tay không tướng bình thủy tinh niết thành bụi phấn người, hắn Hoa Huy nhất định là không đối phó được. Võ Kiệt, người quá hèn hạ, người không phải mới vừa nói qua không muốn người giúp một tay sao? Ta xem người chính là cái thứ hèn nhát, phế vật mà thôi. Hoa Huy hướng Võ Kiệt kêu gào, bởi vì hắn biết nếu như trước mặt người thanh niên này muốn động thủ với hắn lời nói, đêm nay hắn tuyệt đối không có gì tốt trái cây ăn. Ngươi không phải mới vừa luôn mồm nói muốn ngay cả ta cũng cùng nơi đánh sao? Hiện tại ta chủ động đưa tới cửa, ngươi có thể nghìn vạn không muốn khách khí với ta à? Diệp Thần Phong vỗ tay một cái trong lòng bột thủy tinh mặt nói rằng. Tỷ phu, sao ngươi lại tới đây? Ta là điều không phải cho ngươi mất thể diện. Võ Kiệt xấu hổ nói rằng. Muốn không phải chúng ta đúng lúc chạy tới nơi này, ngươi cần phải muốn đầu nở hoa không thể. Võ Hiểu Phỉ so với Diệp Thần Phong chậm một bước mới đi tiến ghế lô trong. Ta. Võ Kiệt thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té lăn trên đất, bất quá, may là bị Võ Hiểu Phỉ vịn, tại nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Võ Hiểu Phỉ xuất hiện sau đó. Võ Kiệt cắn răng kiên trì cổ kình tử tiêu thất, tứ chi lần thứ hai bị đau nhức cùng không có sức cấp tràn đầy. Ngươi là Diệp Thần Phong, đang nghe Võ Kiệt đối Diệp Thần Phong xưng hô sau. Hoa Huy mới biết trước mặt người thanh niên này thân phận, trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi không ngớt, lẽ nào Tống gia đại thiếu Tống Bân thật là bị Diệp Thần Phong cấp phế bỏ sao? Nguyên bản Hoa Huy chỉ là đem chuyện này trở thành một chuyện cười, bây giờ tận mắt đến Diệp Thần Phong tay không bóp vỡ chai bia, hắn biết chuyện này mười có là sự thật. Mồ hôi lạnh trên trán như bộc bố như, theo gò má tụt xuống, Hoa Huy dưới chân bước chân không kiềm hãm được lui về phía sau một bước, nói rằng, Diệp Thần Phong, tối nay là ta và Võ Kiệt sự tình. Nếu như ngươi ra tay giúp hắn đối phó ta, như vậy cái này chỉ có thể chứng minh Võ Kiệt đều không phải người đàn ông. Ngươi con mẹ nó mới không phải nam nhân, tỷ phu, phóng Hoa Huy ly khai đi. Sau đó ta muốn tự mình đưa hắn dẫm nát chân của ta dưới, nhượng hắn hướng ta dập đầu xin lỗi. Võ Kiệt tiểu tử này tính cách thời gian qua đều tương đối cương nghị. Cái này không, bị Hoa Huy như thế một cái tiểu tiểu phép khích tướng, hắn tự mắc câu. Ngươi và Võ Kiệt sự tình, ta vốn là không dự định nhúng tay. Nghe được Diệp Thần Phong nói như vậy, Hoa Huy cuối cùng là thở dài một hơi, nói rằng, Võ Kiệt. Ngươi coi như là người đàn ông, như vậy chúng ta liền đi. Là ai đồng ý các ngươi đi, ta chỉ nói không nhúng tay vào Võ Kiệt cùng chuyện của ngươi. Ta và chuyện của ngươi, chúng ta là điều không phải muốn giải quyết một cái. Diệp Thần Phong hí ngược nhìn Hoa Huy hỏi. Diệp Thần Phong. Ta và ngươi có chuyện gì? Đêm nay chắc là chúng ta đệ nhất lần gặp mặt đi. Ngươi sẽ không phải là lại kiếm cớ muốn bang Võ Kiệt đối phó ta đi. Hoa Huy nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói rằng. Ngươi trí nhớ có phần cũng quá kém đi. Vừa rồi ngươi không phải đã nói muốn ngay cả ta cũng cùng nơi đánh sao? Nếu ta hiện tại tự đứng tại trước mặt ngươi, ngươi thế nào có thể cứ như vậy đi ni? Nam nhân nói chuyện chắc là nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chẳng lẽ ngươi đều không phải người đàn ông? Hoặc là cái không có khả năng sinh đẻ thái giám. Diệp Thần Phong vẻ mặt khinh bỉ nói rằng. Tức giận đến Hoa Huy cổ họng trong liên tiếp nói ba bốn cái ngươi, cũng không có tướng một câu nói hoàn chỉnh nói xuất khẩu. Nếu như hắn trước mặt mọi người thừa nhận mình không phải là người đàn ông, như vậy hắn sau đó còn dùng tại kinh thành hoàn khố tử đệ trong vòng lăn lộn sao? Không chỉ có như vậy, chỉ sợ hắn sau này còn sẽ trở thành trong vòng cười nhạo. Diệp Thần Phong, ngươi không nên ép người quá mức. Chúng ta Hoa gia cũng đều không phải dễ trêu. Chuyện cho tới bây giờ, Hoa Huy chỉ có thể lấy hết dũng khí cường ngạnh đi xuống. 3. Nhất thanh thúy hưởng,
tại hoa huy trên gương mặt khuếch tán khai tới, Diệp Thần Phong nhún vai, khinh thường nói, táo lưỡi. Hoa Huy bị Diệp Thần Phong một bạt tai cấp phiến bối rối, qua một đoạn thời gian thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, cổ họng trong đại hống đại khiếu hướng Diệp Thần Phong vào tới, Diệp Thần Phong, ta liều mạng với ngươi. Diệp Thần Phong tiện tay một quyền đánh vào Hoa Huy ngực, Hoa Huy thân thể tức khắc hướng sau bay bắn đi ra ngoài, nặng nề đánh vào ghế lô trên vách tường. Tỷ phu, ngươi là điều không phải hạ thủ quá nặng. Vạn nhất Hoa Huy bị ngươi đánh thành tàn phế. Sau đó ta còn thế nào có thể bằng vào lực lượng của chính mình đưa hắn dẫm nát dưới bàn chân? Bị Võ Hiểu Phỉ đỡ Võ Kiệt hỏi. Diệp Thần Phong nói rằng, Tiểu Kiệt, điểm ấy ngươi hãy yên tâm, vừa rồi ta ngay cả nhất thành lực lượng cũng không dùng đi ra, đối phó cái này loại con ruồi, ta thật đúng là sợ dùng sức quá độ bả hắn đánh chết ni. Tại trong bệnh viện ở thêm cái 1-2 tháng, hắn tự lại có thể hoạt bính loạn khiêu đi xuống giường, chỉ cần ngươi dụng tâm luyện tập ta dạy cho ngươi bộ quyền pháp. Phỏng chừng 1-2 tháng sau, ngươi là có thể bả con ruồi này đạp chơi. Nguyên bản Hoa Huy trong lòng tự buồn bực đủ có thể, được nghe lại Diệp Thần Phong cùng Võ Kiệt đối thoại sau, ngực buồn bực được khó chịu, tiếp theo một ngụm máu tươi từ cổ họng của hắn trong phun đi ra, mắt nhắm lại, lúc này hoàn toàn ngất đi. Còn không mang theo hắn lập tức cút đi, lẽ nào hai người các ngươi cũng muốn nếm thử ta nắm tay tư vị. Diệp Thần Phong nhìn lăng lăng đứng tại Hoa Huy bên cạnh hai người thiếu niên nói rằng, hai người thiếu niên vội vã một người lôi Hoa Huy nhất cánh tay, tướng Hoa Huy cấp ngạnh sinh sinh lôi ra 208 ghế lô trong. Tiểu Kiệt, ta tới giúp ngươi nhìn thương thế trên người đi. Diệp Thần Phong tướng tay phải bàn tay đặt tại Võ Kiệt nơi ngực, tại linh hồn lực một phen tra xét hạ, Diệp Thần Phong đã biết Võ Kiệt không có thụ gì trọng thương, chỉ là có điểm thoát lực mà thôi, nên nghỉ ngơi cả đêm tựu không sao. Diệp Thần Phong lợi dụng linh hồn lực bang Võ Kiệt khôi phục một ít thể lực. Trong quá trình này, một bên bạn của Võ Kiệt mỗi một người đều vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Trước, Võ Kiệt luôn luôn tại trước mặt bọn họ nói khoác tỷ phu của hắn có bao nhiêu nhiêu bức, nhưng là bọn hắn có thể không tin Võ Kiệt chuyện ma quỷ, tại bọn họ nhận chi trong Diệp Thần Phong bất quá là cái kẻ ngu si mà thôi. Nhưng mà, tại vừa rồi bọn họ đã từng thấy được Diệp Thần Phong thực lực sau, bọn họ mới phát hiện Võ Kiệt từ trước nói với bọn họ qua lời nói, hẳn không phải là đang nổ. Tỷ phu, ta mới vừa rồi là điều không phải đặc biệt thuần đàn ông. Ta thế nhưng coi ngươi là làm ta sau này phấn đấu mục tiêu. Võ Kiệt cười hì hì nói. Còn đặc biệt thuần đàn ông ni, ta xem ngươi là đầu nở hoa mới không sai biệt lắm. Võ Hiểu Phỉ trắng Võ Kiệt liếc mắt. Võ Kiệt khó chịu bĩu môi mong chờ, hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng, tỷ phu, chúng ta nam nhân thế giới lại há là nữ nhân có thể hiểu. Thuần đàn ông. Coi như là đầu nở hoa rồi cũng sẽ không chát thoáng cái ánh mắt. Kinh qua chuyện này, Diệp Thần Phong trái lại càng thưởng thức Võ Kiệt, nhất là vừa rồi Võ Kiệt bất khuất không buông tha tinh thần, còn có câu kia, ngươi không có tư cách vũ nhục tỷ phu ta, như thế nhượng Diệp Thần Phong nghe được trong lòng kẻ trộm dễ chịu, kẻ trộm dễ chịu. Hiện tại các ngươi nên tin tưởng lời nói của ta là sự thật đi. Võ Kiệt đối một bên bằng hữu của hắn nói rằng, Kiệt ca, ta có thể vẫn luôn tin tưởng lời của ngươi nói a. Đúng vậy, Kiệt ca, ta chỉ biết ngươi tỷ phu nhất định là một cao thủ, bằng không thế nào có thể làm ngươi tỷ phu ni. Bạn của Võ Kiệt một đám liên tục gật đầu xưng là, Diệp Thần Phong thế nhưng có thể tay không bóp vỡ chai bia, bọn họ đầu khớp xương cũng không muốn bị Diệp Thần Phong niết thượng hai hạ. Tiểu Kiệt, ngươi không nên cao hứng quá sớm, lúc này chờ ngươi về đến nhà, ra ra cùng ba khẳng định hội quan ngươi cấm đoán. Ta xem tại khai giảng trước, ngươi là đừng. Nữa muốn từ Võ ra đi tới chơi. Võ Hiểu Phỉ cấp Võ Kiệt vào đầu tạt một chậu nước lạnh. Tả, nếu không chúng ta ở đến tỷ phu trong nhà đi thôi. Dù sao ngươi đều cùng tỷ phu đính hôn, hai người các ngươi ở cùng một chỗ cũng không thành vấn đề, ta liền theo ngươi đi tị tị nạn. Võ Kiệt nói rằng, Võ Hiểu Phỉ náo một cái đại mặt đỏ, trực tiếp ninh ở Võ Kiệt tai, ta xem chính là được muốn nhượng ra ra cùng ba quan ngươi cấm đoán. Ngươi là nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Chương 248, ngu xuẩn nữ nhân. Diệp Thần Phong đi ra Tây Hải Ngạn hội sở sau đó, tỉnh không để cho Võ Hiểu Phỉ tống hắn trở lại, hắn đột nhiên muốn một người lẳng lặng tại trên đường phố đi bộ một chút, mà Võ Hiểu Phỉ còn lại là mang theo Võ Kiệt hồi Võ gia. Nhìn trên đường phố muôn hình muôn vẻ cùng mình gặp thoáng qua người, Diệp Thần Phong trong miệng nhẹ nhàng thở dài một hơi, tính toán thời gian từ linh hồn sống lại tới nay.
hắn không sai biệt lắm ở thời đại này đã sinh sống nửa năm có thừa, đối với hắn mà nói tương lai phải đi đường còn rất dài ni. Kinh thành một nhà xa hoa bên trong quầy rượu. Bạch Tuyết Linh ngày hôm nay vừa về tới Bạch gia, đầy đầu đều bị Thái Bình Sơn mạch chính giữa cái kia mặt nạ nam nhân cấp lắp đầy, vì vậy nàng liền hẹn bạn tốt của nàng Chu Đình đi ra theo nàng trò chuyện. Chu Đình thừa dịp Bạch Tuyết Linh đi toilet thời gian, tướng một bao bột màu trắng vật thể, ngã vào Bạch Tuyết Linh chén rượu trong, sau đó nhẹ nhàng hoảng hoảng, nhượng chén rượu trong bột màu trắng mau sớm hòa tan, trong lòng cười lạnh nói, Bạch Tuyết Linh, ta đã nói rồi, ta bị sỉ nhục hội từ trên người ngươi toàn bộ đòi lại, tối hôm nay ngươi cũng chậm chậm hưởng thụ đi. Nhớ kỹ trước đây Bạch Tuyết Linh cùng Chu Đình cùng nơi đến Thiên Hải đi tham gia dạ tiệc từ thiện thời gian, Chu Đình không ngừng đối Triệu Uyển Đình châm chọc khiêu khích. Kết quả bị nhất thời không có khống chế được tâm tình Bạch Tuyết Linh trước mặt mọi người phiến một bạt tai. Chu gia tại Kinh Thành chỉ là một tam lưu gia tộc, mà Bạch gia tại Kinh Thành là nhất lưu gia tộc, Chu Đình biết Bạch Tuyết Linh còn có giá trị lợi dụng ni. Cho nên lúc đó mặt dày mày dạn hướng Bạch Tuyết Linh nói xin lỗi, huống hồ chỉ có cùng Bạch Tuyết Linh y nguyên làm hảo tỉ muội. Chu Đình đòi lại sỉ nhục cơ hội mới càng đại. Tuyết Linh, ta xem ngươi đêm nay thế nào vẫn tinh thần hoảng hốt ni. Ngươi trước uống chén rượu nói một chút thần đi. Chu Đình tướng chén kia bỏ thêm nguyên liệu rượu đưa cho Bạch Tuyết Linh. Bạch Tuyết Linh tiếp nhận chén rượu uống một ngụm, hỏi, Đình Đình, ngươi nói thích một người là cảm giác gì? Nàng chút nào không có nhận thấy được bản thân uống rượu xảy ra vấn đề. Tuyết Linh, lẽ nào ngươi có người thích sao? Đối, ngày hôm qua ta thế nào liên lạc không được ngươi? Chu Đình nghi vấn hỏi, Chu gia tại Kinh Thành là một cái tam lưu gia tộc. Tự nhiên sẽ không biết nước Hoa văn kiện cơ mật bị thiết, Bạch Tuyết Linh bị ép buộc chuyện, huống chi binh vương tổ thống soái Ngô Quốc Thiên còn hạ phong khẩu lệnh ni. Một ngụm rượu uống vào bụng mới không bao lâu, Bạch Tuyết Linh cũng cảm giác trước mặt tại càng tới càng hôn mê, nhu nhu huyệt thái dương. Trái lại có thể dùng đầu càng hỗn loạn, tứ chi biến được tê dại không có sức, tiếp theo cả người trực tiếp dựa vào ở trên ghế salon đã ngủ mê man. Chu Đình nhìn đến hôn ngủ mất Bạch Tuyết Linh hài lòng gật đầu. Môi đỏ mọng hơi hít một hơi rượu đỏ. Mới đứng lên đi tới Bạch Tuyết Linh bên cạnh, tướng Bạch Tuyết Linh cấp đỡ lên, hướng bên ngoài quán rượu đi. Tại Chu Đình đi ra quán ba sau, lập tức có một gã tây trang thẳng, khuôn mặt thượng mang một bộ tiền ti biên gọng kính nam nhân hướng Chu Đình cùng Bạch Tuyết Linh đã đi tới. Nói rằng, Đình Đình, xem ra chuyện này còn thẳng thuận lợi mà. Chỉ cần ta và Bạch Tuyết Linh gạo nấu thành cơm, đến lúc đó Bạch Tuyết Linh còn không phải của ta vật trong lòng bàn tay sao? Ta cũng có thể thuận lý thành trương biến thành Bạch gia rể hiền. Cái mặt này thượng mang tiền ti biên gọng kính nam nhân, không phải là trước đây Diệp Thần Phong linh hồn vừa sống lại. Tại Kinh Thành chữa bệnh khí giới điếm trong gặp phải Chu Giác An sao? Chu Đình Đường ca, trước đây Chu Đình còn muốn tác hợp Bạch Tuyết Linh cùng Chu Giác An. Chỉ bất quá lúc đó không biết tốt xấu Chu Giác An lại dám khiêu khích Diệp Thần Phong. Bị Diệp Thần Phong ngân châm đâm vào thân thể sau. Tức khắc trước mặt mọi người đại tiểu tiện thất cấm, mặt kia có thể điều không phải vứt thông thường đại A. Đêm nay Chu Đình lợi dụng dược vật tướng Bạch Tuyết Linh hôn mê. Mục đích gì là rõ ràng, chuyện này nàng và Chu Giác An cũng đã sách hoa thật lâu. Tại quầy rượu phụ cận vừa vặn có một khu nhà lữ quán, Chu Giác An bọn họ vì vậy liền dựa theo gần đây nguyên tắc, nhìn bị Chu Đình đỡ Bạch Tuyết Linh, hắn đã không nhịn được muốn tướng Bạch Tuyết Linh y phục trên người cấp xé rách sạch sẽ. Sau đó tại Bạch Tuyết Linh trên thân thể không ngừng chinh phạt một phen. Nhắc tới cũng xảo, tại Chu Đình đỡ Bạch Tuyết Linh đi ra quầy rượu thời gian, Diệp Thần Phong vừa lúc ở từ quầy rượu cách đó không xa đi tới, liếc mắt liền thấy được Bạch Tuyết Linh cùng với Chu Đình cùng Chu Giác An. Diệp Thần Phong đối Chu Đình cùng Chu Giác An vẫn còn có chút ấn tượng, đang nhớ lại trong nhớ lại Chu Đình cùng Chu Giác An là người ra sao cũng sau, lại mà nhìn đến Bạch Tuyết Linh hôn mê dáng dấp. Hắn tự đoán được Chu Đình cùng Chu Giác An nhất định là muốn gây bất lợi cho Bạch Tuyết Linh. Bạch Tuyết Linh cùng ta vừa không có bất kỳ quan hệ gì, ta đi bất kể nàng làm gì. Diệp Thần Phong trong miệng lẩm bẩm, ngược lại nhìn đến Bạch Tuyết Linh bị Chu Đình cùng Chu Giác An mang vào một nhà lữ quán sau. Diệp Thần Phong trong miệng không tự chủ mắng, Bạch Tuyết Linh, ngươi thật con mẹ nó là cái ngu xuẩn nữ nhân, liền bằng hữu của mình là dạng gì người cũng thấy không rõ lắm. Diệp Thần Phong trực tiếp đi qua gia lữ quán cổng, nhưng mà cuối cùng vẫn đi trở về, nếu như hắn không đi cứu Bạch Tuyết Linh lời nói, phỏng chừng Bạch Tuyết Linh thuần khiết thân muốn khó giữ được, kỳ thực Bạch Tuyết Linh nữ nhân này ngoại trừ có chút cao ngạo ở ngoài, cả người còn là thẳng đơn thuần.
Toán ta Diệp Thần Phong đời trước thiếu của ngươi, ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, sau đó cũng đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Diệp Thần Phong trong miệng lẩm bẩm đi vào ra lữ quán trong. Lữ quán lầu 3 301 gian phòng. Ở vào hôn mê Bạch Tuyết Linh bị đặt lên giường, Chu Giác An ôm Chu Đình eo thon nhỏ, nói rằng, Đình Đình, ngươi yên tâm đi, sau đó bên cạnh ta bất kể có gì nữ nhân, ngươi ở đây trong lòng ta mặt tuyệt đối chiếm nhất vị trí trọng yếu. Chu Đình thuận theo dựa vào tại Chu Giác An ngực, Kiều Tích Tích nói rằng, bằng không chúng ta trước thân thiết đi. Sau đó ngươi ở đây muốn Bạch Tuyết Linh, sau đó ngươi cần phải nhượng Bạch Tuyết Linh gọi ta tỷ tỷ. Là đương nhiên, chúng ta cùng nơi đi trước tẩy cái uyên ương dục. Chu Giác An tướng Chu Đình y phục trên người cởi xuống, bàn tay tại Chu Đình trên da thịt nơi vuốt ve. Chu Đình cùng Chu Giác An loại quan hệ này quả thực chính là cái kia gì luôn, Chu Giác An thế nhưng Chu Đình đường ca. Bọn họ loại hành vi này vượt ra khỏi xã hội đạo đức phạm vi, nếu để cho người trong xã hội biết bọn họ loại quan hệ này, nhất định là hội bị mọi người cấp phỉ nhổ. Tại Chu Đình cùng Chu Giác An tiến nhập phòng tắm tắm thời gian, Diệp Thần Phong không có phát sinh một chút động tĩnh đi vào 301 gian phòng, chỉ là khai một cánh cửa mà thôi, đối với Diệp Thần Phong mà nói cũng không phải việc khó gì. Bởi phòng tắm cách âm hiệu quả cũng không khá lắm. Chu Giác An cùng Chu Đình thân mật đối thoại toàn bộ bị Diệp Thần Phong nghe được, Diệp Thần Phong từ đối thoại của hai người chính giữa cũng bước đầu hiểu được quan hệ của bọn họ, trong lòng mắng to quả thực là thế phong nhật hạ, đạo đức không có. Bất quá, Chu Giác An cùng Chu Đình bởi vận động phát ra thanh âm, nhưng sau khi nghe Diệp Thần Phong nửa người dưới dần dần có phản ứng, cái này là chuyện không có cách nào khác, vô luận là tuyếp đàn ông như thế nào, dưới tình huống như vậy cũng sẽ không kiềm hãm được. Diệp Thần Phong nhẫn nại năng lực đã coi như là cường hãn. Nếu là đổi thành là của người khác lời nói, chỉ sợ sớm đã đối nằm ở trên giường Bạch Tuyết Linh sói đói chụp mồi. Trong phòng tắm thanh âm dần dần tiểu xuống, toàn thân không có xuyên một bộ y phục Chu Giác An cùng Chu Đình tương hỗ ôm đi ra phòng tắm, Chu Giác An hai mắt nhìn chằm chằm nằm ở trên giường Bạch Tuyết Linh lồi lõm có hứng thú vóc người, không chút nào phát hiện ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong. Đinh đinh. Đợi bằng không chúng ta tới chơi cái một con rồng hí hai phượng. Ngươi không phải là muốn thật tốt nhục nhã Bạch Tuyết Linh sao? Sợ rằng đây là không thể tốt hơn biện pháp. Chu Giác An trong con ngươi lộ ra hèn mọn quang mang. Như vậy cũng tốt, nếu như đẳng Bạch Tuyết Linh ngày thứ hai mở mắt ra nhìn đến cùng ta cùng nơi hầu hạ đồng một người nam nhân, thật không biết nàng hội là dạng gì biểu tình. Ta đã có một ít không thể chờ đợi. Chu Đình bộ ngực đầy đặn tại Chu Giác An ngực cọ tới cọ lui. Hai vị, các ngươi là điều không phải quá mức đầu nhập một chút. Không có thấy nơi này có khách nhân tới sao? Diệp Thần Phong trêu đùa hỏi. Đột nhiên nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, Chu Giác An cùng Chu Đình trái tim không hẹn mà cùng lộp bộp thoáng cái, bởi gian phòng đèn không có toàn bộ mở, cho nên mới phải có vẻ có chút hôn ám, thế cho nên nhường hai người bọn họ ngay từ đầu cũng không có nhận thấy được Diệp Thần Phong tồn tại. Chu Giác An lập tức tướng đèn trong phòng toàn bộ khai đi ra. Hắn đối Diệp Thần Phong cái này cái khuôn mặt tuyệt đối không xa lạ gì, trước đây nhường hắn đại tiểu tiện không khống chế, Diệp Thần Phong cái này khuôn mặt tựu thật sâu dấu vết vào trong óc của hắn. Chương 249, Diệp Thần Phong, người vô sỉ. Diệp Thần Phong, người tại sao lại ở chỗ này? Chu Giác An chau mày, hai mắt trừng dường như đèn lồng, hắn thế nào cũng nghĩ không thông vì sao Diệp Thần Phong lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Đêm nay chuyện này tuyệt đối không thể đủ nhượng Diệp Thần Phong cấp trộn lẫn, bằng không sau đó không hội có nữa như vậy cơ hội thật tốt. Lẽ nào ngươi rất không hy vọng ta xuất hiện ở nơi này? Như vậy ngươi là có thể đối Bạch Tuyết Linh muốn làm gì thì làm. Còn giống như quả đem bọn ngươi đây đối với đường huynh muội trong lúc đó quan hệ thân mật tại kinh thành công khai, các ngươi nói hai người các ngươi có thể hay không bị đuổi ra gia tộc của mình đi. Diệp Thần Phong hai chân chéo nguẩy. Tượng Chu Giác An cái này loại tiểu hà cá nhỏ, hắn căn bản cũng không cần để vào mắt. Diệp Thần Phong, Bạch gia điều không phải đã sớm hướng các ngươi Diệp gia từ hôn sao? Ta và Bạch Tuyết Linh chuyện giữa, ngươi sợ rằng không xen vào đi. Huống chi Bạch gia chủ động đưa ra từ hôn, cho các ngươi Diệp gia thể diện quét rác, ngươi điều không phải nên càng mong muốn Bạch Tuyết Linh rơi vào chật vật kết cục sao? Chu Giác An đặc biệt có tự mình hiểu lấy. Lần trước Diệp Thần Phong nhượng hắn đại tiểu tiện không khống chế sự tình, đã là nhượng hắn ký ức hãy còn mới mẻ, huống hồ mấy ngày này kinh thành thịnh truyền Diệp Thần Phong tướng Tống Bân phế đi, tuy rằng Chu Giác An không biết cả kiện chuyện đã xảy ra, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết chuyện này là thật,
cho nên hắn mới sẽ chọn ôn tồn nói với Diệp Thần Phong lời nói. Diệp Thần Phong từ trên ghế salon đứng lên, nói rằng ta và Bạch Tuyết Linh Nguyên vốn cũng không có tình cảm gì, thì là Bạch gia không lùi hôn, cuối cùng chúng ta Diệp gia cũng hội từ hôn, nếu như hôm nay không có nhượng ta gặp phải các ngươi, ta cũng lười quản cái này cái cọc chuyện hư hỏng, bất quá, ta Diệp Thần Phong bình sinh thống hận nhất chính là này dùng dơ bẩn thủ đoạn nhận được thân thể nữ nhân bại hoại. Diệp Thần Phong dừng một chút, tiếp tục nói, rất rõ ràng. Ngươi chính là ta trong miệng bại hoại, cho nên chuyện này ta phải quản. Thế nào, muốn gọi điện thoại gọi người, ta hay nhất các ngươi làm như vậy ni, đến lúc đó hai người các ngươi rèm pha ta cam đoan khiến cho kinh thành người tận đều biết. Diệp Thần Phong thấy được Chu Giác An duỗi vào bến túi đi lục lọi điện thoại di động động tác. Diệp Thần Phong, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Trên người quang thoát thoát Chu Giác An cùng Chu Đình ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Diệp Thần Phong. Hai người các ngươi là muốn ở bên trong phòng tắm ngây ngô ni? Hay là muốn nhượng ta đem ngươi môn cứ như vậy ném tới trên đường cái đi? Diệp Thần Phong đương nhiên không thể đủ nhượng Chu Giác An cùng Chu Đình cứ như vậy ly khai, bằng không đợi hội cứu tỉnh Bạch Tuyết Linh thời gian, còn không biết cái này ngu xuẩn nữ nhân có thể hay không hiểu lầm hắn ni. Diệp Thần Phong, ta. Chu Giác An lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo hắc ảnh. Cái cổ trực tiếp bị Diệp Thần Phong bàn tay cấp giữ lại, lưng cốt thượng lạnh siêu siêu, hắn biết chỉ cần Diệp Thần Phong dùng một lát lực. Hắn khẳng định hội lập tức đi đời nhà ma. Ta không thích đem lời nói lần thứ hai, cho nên hay nhất tại ta không có mất đi kiên trì trước, lập tức cấp ta làm ra lựa chọn. Diệp Thần Phong bàn tay buông lỏng ra Chu Giác An cái cổ. Vừa rồi loại bị Diệp Thần Phong chế trụ cổ họng hít thở không thông cảm giác. Chu Giác An tuyệt đối không muốn thể nghiệm lần thứ hai, khái khái khái, cổ họng trong một trận ho sặc sụa, lôi kéo quang thân Chu Đình tự đi vào phòng trong phòng tắm. Chính cái gọi là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, huống hồ Chu Giác An chỉ do chỉ là một tiểu nhân, nếu như bọn họ hai cái thật người trần truồng bị Diệp Thần Phong ném tới trên đường cái đi. Như vậy hắn và Chu Đình trong lúc đó có vi đạo đức quan hệ, khẳng định hội bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, đến lúc đó kinh thành sợ rằng tướng không có bọn họ hai cái nơi sống yên ổn, thì là bọn họ gia tộc của mình khẳng định cũng sẽ không chút lưu tình cùng bọn họ hai cái phiết thanh quan hệ. Cho nên dưới mắt thuận theo Diệp Thần Phong ý tứ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chu Giác An cùng Chu Đình hai người ngày mấy không chọn, hết lần này tới lần khác muốn chọn tại đêm nay đối Bạch Tuyết Linh động thủ. Với lại vừa vặn nhượng Diệp Thần Phong gặp được, cái này đều không phải không may thúc giục mà. Tại Chu Giác An cùng Chu Đình đi vào phòng tắm sau, Diệp Thần Phong đi vào trong phòng bên giường biên. Đưa tay phải ra bàn tay cầm Bạch Tuyết Linh hoạt nộn ngọc thủ, ôn hòa linh hồn lực xuyên thấu qua bàn tay rót vào đến Bạch Tuyết Linh trong cơ thể, từ từ tại tướng Bạch Tuyết Linh trong cơ thể dược vật cấp khu trừ sạch sẽ. Bây giờ thực lực đã đạt được thất cấp linh hồn lực Diệp Thần Phong. Bang Bạch Tuyết Linh khu trừ trong cơ thể dẫn đến hôn mê dược vật, có thể nói là một bữa ăn sáng, vẻn vẹn sau thời gian uống cạn tuần trà. Bạch Tuyết Linh tự từ hôn mê thanh tỉnh lại. Bạch Tuyết Linh mở ra thu thủy như con ngươi, trong đầu còn là hỗn loạn, đập vào mi mắt là gian phòng trần nhà, tiếp theo nàng phát hiện mình hình như là tại lữ quán trong phòng, đương nàng nhìn thấy bên cạnh đang ngồi Diệp Thần Phong thời gian, chăm chú bả chăn khóa lại trên thân thể, cổ họng trong hốt hoảng mắng, Diệp Thần Phong. Người vô sỉ, người vô sỉ. Diệp Thần Phong nhìn đến Bạch Tuyết Linh kích động dáng dấp, cười khổ lắc đầu, xem ra làm người tốt còn thật không có gì tốt kết cục ni. Câu kia, người tốt sống không lâu, tai họa di thiên niên, nói còn thật là có chút đạo lý. Ngu xuẩn nữ nhân, người tên là được rồi không có. Thì là người tên là phá cuống hỏng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Diệp Thần Phong mười phần ác thú vị nói rằng, muốn trêu đùa Bạch Tuyết Linh tên ngu ngốc này nữ nhân. Bạch Tuyết Linh hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, trong hốc mắt vậy mà nổi lên lệ quang, cổ họng trong nghẹn ngào, Diệp Thần Phong, ngươi là đanh đá, ngươi là biến thái, ngươi thế nào có thể như thế đối với ta? Ta và ngươi cũng sớm đã không có quan hệ. Đối với khóc sướt mướt nữ nhân, Diệp Thần Phong là nhất nhức đầu, liền vội vàng nói, ngươi khóc cái gì kình? Ta có đem ngươi thế nào sao? Ngươi y phục trên người thế nhưng ăn mặc thật tốt, nếu không ta cứu ngươi, chỉ sợ ngươi hiện tại đã bị người áp tại thân thể hạ giày xéo, thật đúng là hảo tâm không có hảo báo. Bạch Tuyết Linh lén lút nhìn nhìn quyển tại trong chăn thân thể, quả nhiên y phục trên người đều hoàn hảo không tổn hao gì ni. Trong lòng thoáng thở dài một hơi đồng thời còn nói thêm, Diệp Thần Phong, ngươi không cần nhớ gạt ta,
người bả ta đưa lữ quán bên trong tới, chẳng lẽ không đúng muốn đối với ta làm cái gì sao? Người nữ nhân này thật đúng là dại dột không có thuốc nào cứu được, sớm biết rằng ta thật đúng là bất kể cái này cọc chuyện hư hỏng, người suy nghĩ thật kỹ tại hôn mê trước, ngươi là cùng ai ở chung với nhau. Diệp Thần Phong bĩu môi mong chờ nói rằng. Bạch Tuyết Linh trầm tư một lát sau, trong đầu mới mơ mơ màng màng muốn khởi, nàng hình như là tại trong quán rượu cùng Chu Đình nói chuyện trời đất, nàng kia tại sao lại xuất hiện ở lữ quán trong ni? Mà Diệp Thần Phong thì tại sao lại ở chỗ này ni? Không cần nghĩ, dùng ngươi chỉ số thông minh cho dù là nghĩ đến hôm nay cũng không nghĩ ra được, hãy để cho ta tới nói cho ngươi biết đáp án đi. Diệp Thần Phong trực tiếp đi vào trong phòng cửa phòng tắm, quát dẹp đường, hai người các ngươi cấp ta lập tức lăn ra đây. Chu Giác An cùng Chu Đình run rẩy đi ra phòng tắm, lúc này, bọn họ trên người của hai người vẫn là không có mặc quần áo, nhưng nhìn đến tình cảnh này Bạch Tuyết Linh là đôi má đỏ bừng không gì sánh được. Ngu xuẩn nữ nhân, hiện tại ngươi nên biết đáp án đi. Là bằng hữu tốt của ngươi tại rượu của ngươi bên trong hôn mê dược vật, chuẩn bị đem ngươi hiến cho đường ca của nàng, về phần cái này một đôi đường huynh muội quan hệ thân mật, ta nghĩ không cần ta nhiều lời đi. Ban đầu ở chữa bệnh khí giới điếm thời gian, ta đã sớm nói ánh mắt của ngươi thẳng kém, không chỉ có tìm cái thích tùy chỗ đại tiểu tiện, còn là một cái thích dùng thuốc, lẽ nào ngươi cũng thích cái này loại giọng sao? Thật con mẹ nó là đủ ngu xuẩn, liền hạng người gì là bằng hữu cũng không phân rõ sở, không nên đem ta Diệp Thần Phong trở thành là bụng đói ăn quàng người, ngươi Bạch Tuyết Linh còn không lọt nổi mắt xanh của ta con ngươi ni. Nếu Bạch Tuyết Linh tỉnh táo lại, như vậy Diệp Thần Phong cũng không cần thiết lưu lai. Trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài, hắn có thể không có hứng thú lại cùng Bạch Tuyết Linh cái này ngu xuẩn nữ nhân nói hơn một câu. Bạch Tuyết Linh khí là nha dương dương, từ trên giường bò dậy, theo Diệp Thần Phong đi ra khỏi phòng, đi ngang qua Chu Đình cùng Chu Giác An bên cạnh thời gian, để lại một câu nói, hai người các ngươi sẽ vì ngày hôm nay làm chuyện xảy ra trả giá thật lớn, còn có, Đình Đình, ta vẫn coi ngươi là làm hảo tỉ muội, không nghĩ tới ngươi lại có thể như thế đối với ta. Bạch Tuyết Linh trong lòng có chút thất lạc, bị bằng hữu của mình phản bội, thay đổi ai cũng sẽ không dễ chịu, thế nhưng càng làm cho nàng tức giận là Diệp Thần Phong thái độ, cái gì gọi là ngươi Bạch Tuyết Linh còn không lọt nổi mắt xanh của ta con ngươi. Nàng Bạch Tuyết Linh giàu gì cũng là kinh thành công nhận đệ nhất mỹ nữ đi. Thân thể trần truồng Chu Giác An cùng Chu Đình trong thân thể dường như bị tát cạn lực lượng, nhất phần mông nặng nề ngồi trên mặt đất. Bọn họ hai cái biết đêm nay qua đi Bạch gia khả năng không ngừng sẽ đối phó bọn họ, sợ rằng còn sẽ đối phó Chu gia. Chu gia tại Bạch gia trước mặt căn bản là cái bất nhập lưu gia tộc, nói không chừng tại Bạch gia dưới sự tức giận, Chu gia hội tại kinh thành hoàn toàn tiêu thất, dù sao Bạch Tuyết Linh thế nhưng Bạch gia dòng chính tiểu thư, Bạch lão gia tử là thập phần thương yêu cái này tôn nữ. Chương 250, nhượng ta thích người đánh ngươi. Diệp Thần Phong, ngươi đừng đi, ngươi chờ ta một chút. Ngươi chờ ta một chút. Gặp Diệp Thần Phong không chút nào dừng lại xu thế, Bạch Tuyết Linh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy tới Diệp Thần Phong trước mặt, ngăn cản đường đi, trong miệng thở không ra hơi hỏi, Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi không có nghe được ta đang kêu ngươi sao? Diệp Thần Phong trực tiếp vòng qua Bạch Tuyết Linh thân thể, móc móc tai, nói rằng, ta cũng không dám cùng đường đường kinh thành đệ nhất mỹ nữ nói, bằng không đợi bị người nói thành thị phi lễ cũng không nhất định. Bạch Tuyết Linh nhấp mân môi đỏ mọng, tại kinh thành muốn tiếp cận nàng quần áo lụa là đệ nhiều đi, dựa vào cái gì Diệp Thần Phong cứ như vậy không định gặp nàng. Huống chi từ trước nàng còn là Diệp Thần Phong vị hôn thê ni. Tuy rằng hai người một điểm cảm tình cũng không có, thế nhưng Diệp Thần Phong đặt ra nhất trương bài tú lơ khơ khuôn mặt cũng quá không để cho mặt đi. Diệp Thần Phong, ngươi thì không thể đủ rộng lượng một chút sao? Vừa rồi tại lữ quán trong phòng là ta hiểu lầm ngươi. Ta có thể xin lỗi ngươi, đồng thời cảm ơn ngươi đêm nay đã cứu ta. Bạch Tuyết Linh là một cái thẳng có tri thức hiểu lễ nghĩa người, nàng rõ ràng đêm nay nếu không Diệp Thần Phong xuất thủ, nàng sợ rằng thật hội trở thành Chu Giác An phát tiết vật. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tại Thái Bình Sơn mạch chính giữa cứu nàng tên mang mặt nạ nam nhân, tay không nhận đạn, một quyền đánh bể cái nhĩ đầu, nhất cử nhất động gian đều tràn đầy nam nhân khí phách, đáng tiếc là Bạch Tuyết Linh liền đối mới đích thực chính tướng mạo đều chưa từng thấy. Cái này thuần túy chỉ là của nàng tương tư đơn phương mà thôi. Nếu để cho Bạch Tuyết Linh biết nàng lúc này trong lòng tưởng niệm tên mang mặt nạ nam nhân chính là trước mắt Diệp Thần Phong, như vậy nàng còn có thể hay không có lần này nghĩ cách ni. Diệp Thần Phong, ngươi còn có phải là nam nhân hay không?
Bạch Tuyết Linh từ trầm tư chính giữa sau khi tĩnh hồn lại. Phát hiện Diệp Thần Phong đã sớm tự mình đi ra thật xa thật xa. Diệp Thần Phong tại ven đường tìm một nhà ban đêm đại bài đương ngồi xuống, điểm vài đạo tiểu sao cùng nấu nướng đồng thời muốn một tá bia, vừa vặn hắn đỗ lại có điểm đói bụng, chuẩn bị tùy tiện ăn một chút đồ đạc, sau đó về nhà ngủ. Vội vội vàng vàng chạy tới Bạch Tuyết Linh trực tiếp nhất phần mông ngồi ở Diệp Thần Phong đối diện, hỏi, Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi tựu thật như thế không định gặp ta? Liền hãy nghe ta nói mấy câu đều không được. Bạch Tuyết Linh, chớ quên là các người Bạch gia hướng Diệp gia từ hôn, lẽ nào ngươi còn muốn cho ta và ngươi làm bằng hữu? Nếu như đổi thành lời của người khác, đêm nay chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Ngươi bây giờ còn cho là ta thiếu rộng lượng sao? Diệp Thần Phong mở ra một lon bia, hướng tới trong miệng chợt ực một hớp. Bạch Tuyết Linh quật cường bĩu môi mong chờ, nói rằng ta cái này còn không phải là vì ngươi và Uyển Đình sao? Kết quả ngươi vì sao lại cùng Võ Hiểu Phỉ đính hôn? Như vậy Uyển Đình làm sao bây giờ? Ngươi không làm, thất vọng nàng sao? Bạch Tuyết Linh, ngươi thật giống như quản cũng quá rộng đi. Ta và Uyển Đình chuyện giữa còn chưa tới phiên ngươi tới cua tay múa chân, ngươi có thời gian còn là nhiều hơn để thăng mình một chút trí lực đi. Liền bằng hữu bên cạnh là hạng người gì cũng nhìn không ra tới, người khác bán đứng ngươi, ngươi còn nhạc a giúp người khác kiếm tiền đi. Thật là một vô cùng ngu xuẩn nữ nhân. Triệu Uyển Đình cũng sớm đã là Diệp Thần Phong nữ nhân, Diệp Thần Phong đương nhiên hội chỉ mình toàn lực đi chịu trách nhiệm, hắn biết Triệu Uyển Đình trước đây nói không cần hắn phụ trách cũng chỉ là nói lẫy mà thôi. Diệp Thần Phong, ngươi rất không nói lý. Bạch Tuyết Linh cầm lên bàn thượng một chuỗi nấu nướng, đặt ở trong miệng hung hăng cắn, phảng phất là bà sâu này nấu nướng tưởng tượng thành Diệp Thần Phong. Bạch Tuyết Linh, ngươi giàu gì cũng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ. Nếu để cho người quen biết nhìn đến ngươi ở đây quán ven đường ăn cái gì, chỉ sợ ngươi tốt đẹp chính là hình tượng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, kinh thành này quần áo lụa là đệ cũng sẽ không lại mê luyến ngươi, chính ngươi về nhà sớm đi ngủ đi. Diệp Thần Phong dùng đũa gắp một khối sao cá phiến nhét vào trong miệng. Muốn nàng Bạch Tuyết Linh đường đường kinh thành công nhận đệ nhất mỹ nữ, bình thường muốn mời nàng ăn cơm quần áo lụa là đệ xếp hàng đều muốn xếp hạng tốt nhất mấy con phố ni. Huống hồ hiện tại đều đã trễ thế này. Làm một gã có phong độ nam nhân lý nên tống nàng về nhà, mà trước mặt Diệp Thần Phong hết lần này tới lần khác đối với nàng xa cách. Diệp Thần Phong, cẩn thận ta nhượng ta thích người thu thập ngươi, hắn thế nhưng một cái tuyệt thế cao thủ, có thể tay không nhận đạn, một quyền đánh bể người khác đầu. Bạch Tuyết Linh căm giận nói rằng, phốc Diệp Thần Phong vừa quán vào trong miệng bia trực tiếp phun đi ra. Bạch Tuyết Linh trong miệng cái kia thích người, nên không phải là hắn đi. Thế nào, bây giờ là điều không phải biết sợ, nam nhân giống như hắn vậy mới là thật nam nhân, ngươi liền hắn một cây đầu ngón chân đều so ra kém, ngươi đừng tưởng rằng bản thân có bao nhiêu tài ba. Nhìn đến Diệp Thần Phong thất thố dáng dấp, Bạch Tuyết Linh còn tưởng rằng đối phương là thật sợ ni. Ta đoán ngươi liền người khác dạng đều chưa từng thấy qua ni đi. Tự ở đây tương tư đơn phương, nói không chừng người khác căn bản không có đem ngươi đương hồi sự tình, ngươi còn là thiếu tự mình đa tình. Diệp Thần Phong hỏi dò. Thì là ta chưa thấy qua hắn dạng thì thế nào? Dù sao hắn là có trong lòng chân chính anh hùng, nếu như không có hắn đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ ta đã sớm không trên thế giới này, cùng loại người như ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Bạch Tuyết Linh trong đầu lại một lần nữa hiện lên tên mặt nạ nam nhân thân ảnh. Nếu là hiện tại Diệp Thần Phong còn nghe không ra Bạch Tuyết Linh trong miệng nói người chính là của hắn lời nói, như vậy Diệp Thần Phong trí lực thật đúng là không quá quan, hít sâu vài khẩu khí, tại trong lòng âm thầm thề nhất định không thể đủ nhượng Bạch Tuyết Linh biết tại Thái Bình Sơn mạch chính giữa tên mang mặt nạ nam nhân chính là hắn. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngã thật đúng là cảm thấy trong miệng ngươi người nam nhân kia, thật là đồ sộ uy vũ. Anh minh bất phàm, ngày nào đó ngươi nhìn thấy hắn, nhất định muốn giới thiệu cho ta giới thiệu a. Dù sao là khen bản thân, Diệp Thần Phong đương nhiên không hội keo kiệt ngôn từ. Diệp Thần Phong, hiện tại ngươi biết giữa người và người chênh lệch đi. Bất quá ngươi cũng không cần nản lòng, người này ngoại trừ hoa tâm một điểm, ngược lại cũng coi như là một người tốt, mong muốn ngươi không muốn phụ Uyển Đình, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Tuyết Linh nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, lão biết cái đếch gì, lão ta đây là tại ca ngợi bản thân ni. Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, nếu để cho ngươi biết ngươi tương tư đơn phương người chính là ta. Ngươi có thể hay không kinh ngạc rơi cằm ni. Diệp Thần Phong tại trong lòng buồn cười thầm nghĩ. Kế tiếp,
Diệp Thần Phong liền trực tiếp không để ý đến Bạch Tuyết Linh, vội vội vàng vàng tướng bản thân đỗ lấp đầy sau đó, dùng khăn ăn giấy lau thoáng cái đầy mỡ ngán miệng, nhìn còn đang cúi đầu ăn cái gì Bạch Tuyết Linh, Diệp Thần Phong trực tiếp đứng lên đi, thẳng đến đi tới ba ngoài 40 thước, Diệp Thần Phong mới quay đầu hướng Bạch Tuyết Linh hô đạo, ngươi từ từ ăn đi. Bữa này bữa ăn khuya ngươi trả tiền, coi như ngươi báo đáp ta đối ân cứu mạng của ngươi. Diệp Thần Phong, ngươi thật không phải là người đàn ông. Bạch Tuyết Linh ngẩng đầu nhìn chậm rãi tiêu thất ở trong tầm mắt Diệp Thần Phong, cổ họng trong khẽ kêu đạo, hai chân đùa giỡn tính đạp mạnh hai xuống mặt đất. Bạch Tuyết Linh hai con người chính giữa đều muốn bốc lên ra hỏa quang tới, không biết vì sao Diệp Thần Phong bỏ qua nàng, sẽ luôn để cho trong lòng nàng đặc biệt khó chịu, với lại nàng tại Diệp Thần Phong trên người cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết vị đạo. Nàng đương nhiên sẽ không đem Diệp Thần Phong cùng Thái Bình Sơn mạch chính giữa cái kia mặt nạ nam nhân liên lạc với cùng chung, ở trong mắt nàng Diệp Thần Phong không thể có thể có như vậy khí phách cùng bản lãnh. Ta nhất định sẽ biết cái kia mang mặt nạ cứu nam nhân của ta là của ai, với lại ta nhất định sẽ làm cho hắn thích ta, sau đó sẽ nhượng hắn thật tốt đi giáo huấn một chút Diệp Thần Phong. Bạch Tuyết Linh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tại trong lòng phát ra thề. Thái Bình Sơn mạch chính giữa tên mang mặt nạ nam nhân đã đi vào Bạch Tuyết Linh trong lòng, lại mà bây giờ Bạch Tuyết Linh đối tên mang mặt nạ nam nhân lại là như thế mê luyến, một ngày nào đó nàng hội triệt triệt để hãm đi xuống. Cho dù sau đó Bạch Tuyết Linh đã biết tên mang mặt nạ nam nhân chính là Diệp Thần Phong, sợ rằng nàng cũng y nguyên hội nghĩa vô phản cố ái đi xuống, bởi vì đương yêu một người, tưởng niệm một người trở thành một loại tập quán sau, cái này loại tập quán hội thật sâu dung nhập huyết trong. Làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Diệp Thần Phong một đường tâm tình không tệ đi trở về Diệp gia, hôm nay lại tiếp tục kinh thành lưu một ngày, hậu thiên hắn liền chuẩn bị trở về Thiên Hải đi. Dù sao tại Thiên Hải còn có rất nhiều chuyện cũng chờ hắn đi làm đi. Bây giờ hắn linh hồn lực đã tăng lên tới thất cấp, chỉ kém nhất cấp là có thể khôi phục lại đời trước đỉnh phong, hắn nhất định phải đi tìm cao thủ đối chiêu, hoặc là phải được Lịch Vô Hạn giết chóc. Dù sao tượng lần trước tại võ gia hậu hoa viên đột nhiên lĩnh ngộ là phi thường khó được. Chương 251, Hồi Thiên Hải. Cứu phi trường quốc tế. Sáng sớm hôm nay Diệp gia cùng võ gia cơ hồ là toàn viên xuất động, bởi vì Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện phải về Thiên Hải, đương nhiên bọn họ chủ yếu là tới tống Diệp Thần Phong. Về phần Diệp Đông Kiện nếu không phải là bởi vì Diệp Thần Phong đứa cháu này quan hệ, hắn có thể không có tư cách hưởng thụ được long trọng như vậy tống biệt. Thần Phong, tại Thiên Hải gặp phải tự mình giải quyết không được phiền phức, ngươi nhất định muốn gọi điện thoại về, Gia Gia nhất định sẽ giúp ngươi làm chủ. Chính hắn một cháu trai trưởng thành, Diệp Trấn Hồng là nhìn tại trong mắt, trong lòng đối Diệp Thần Phong ôm rất lớn kỳ vọng. Thần Phong, Gia Gia ngươi nói đúng a, bất kỳ việc gì không muốn phô trương thanh thế, ngươi tương lai không gian phát triển đặc biệt to lớn, chúng ta đều không hy vọng nhìn đến ngươi gặp chuyện không may. Võ An Quốc lập tức phụ họa nói. Tỷ phu, ta quyết định năm nay tốt nghiệp trung học, tự thi đến Thiên Hải Đại học đi, đến lúc đó ngươi cần phải tại Thiên Hải bảo bọc ta a. Võ Kiệt tiểu tử này có thể nói là biến thành Diệp Thần Phong theo đuôi, nếu không năm nay khai giảng sẽ thi tốt nghiệp trung học, dùng Võ Kiệt tính cách sợ rằng hội len lén theo Diệp Thần Phong cùng nơi hồi Thiên Hải. Tốt, chúng ta nhượng Thần Phong cùng Hiểu Phỉ hai người nói riêng nói đi. Chúng ta tự không nên quấy rầy bọn họ, Diệp Trấn Hồng khẽ mỉm cười nói. Gặp Diệp Trấn Hồng bọn họ tạm thời đi tới một bên đi, Võ Hiểu Phỉ mới nhấp mân môi đỏ mọng, mở miệng nói, Thần Phong, lần này ngươi hồi Thiên Hải, chúng ta còn không biết lần sau phải tới lúc nào mới gặp mặt ni. Ngươi ở đây Thiên Hải muốn bản thân chiếu cố thật tốt bản thân, còn có không được hoa tâm, ta hiện tại đã là vị hôn thê của ngươi, ngươi cũng không thể đủ có lỗi với ta. Diệp Thần Phong khóe miệng giật một cái, chiếu hiện nay hình thức nhìn. Hắn tương lai nhất định là không chỉ một nữ nhân. Muốn nhượng hắn tất cả nữ nhân ở chung hòa thuận, cái này thật đúng là một môn đại học hỏi ni. Hiểu Phỉ tả, cứu cùng Thiên Hải rất gần, nếu như ngươi nhớ ta, có thể gọi điện thoại cho ta, ta lập tức có thể từ Thiên Hải đi máy bay qua tới thăm ngươi. Diệp Thần Phong ôm một cái Võ Hiểu Phỉ thân thể mềm mại. Tham lam hưởng thụ trên người đối phương nữ tử hương thơm. Võ Hiểu Phỉ tránh thoát Diệp Thần Phong ôm ấp, bĩu môi nói rằng, ai muốn nhớ ngươi. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ không được hoa tâm thì tốt rồi. Nói xong, Võ Hiểu Phỉ trong con ngươi xinh đẹp chớp động nhẹ nhẹ không muốn tình cảm. Đỏ mặt gò má hướng cứu phi trường quốc tế bên ngoài chạy đi. Từ đầu đến cuối đều khổ gương mặt Diệp Đông Kiện,
theo Diệp Thần Phong ngồi lên phi cơ trong khoang hạng nhất sau, hắn mới buồn bực mở miệng nói, Thần Phong. Sau đó ngươi nên muốn cách ta xa một chút, ta phát hiện mỗi lần cùng với ngươi, ta cũng sẽ đặc biệt tự ti. Ngày hôm nay Diệp gia cùng Võ gia người đều là tới tống Diệp Thần Phong, mà Diệp Đông Kiện thì bị mọi người trực tiếp cấp bỏ quên, đồng dạng là Hồi Thiên Hải, cái này giữa người và người đãi ngộ thế nào tự kém nhiều như vậy chứ? Cái này cũng khó trách Diệp Đông Kiện trong lòng hội buồn bực. Tiểu thúc, ta xem ngươi còn là suy nghĩ thật kỹ lo lắng bản thân cả đời đại sự đi. Ngươi lẽ nào đã quên Gia Gia đã nói sao? Nếu như năm nay ngươi lại tìm không được nữ bằng hữu mang về, ngươi thẳng thắn liền Diệp gia đại môn cũng không muốn đạp tiến vào, tiểu thúc, ngươi còn là tự cầu nhiều phúc đi. Ngươi cái bộ dáng này ngoại trừ trọng khẩu vị nữ nhân để ý ngươi. Cái khác đều không đùa. Diệp Thần Phong cười trêu nói. Thần Phong, ngươi lẽ nào cho rằng tiểu thúc thật tìm không được nữ nhân sao? Tiểu tử ngươi có phần cũng quá coi thường ta sao? Mặc dù nói thân thủ của ta so ra kém ngươi, thế nhưng nói đến nữ nhân, tiểu thúc ta so với ngươi ở đây được nhiều, nhớ năm đó ngươi tiểu thúc ta trà trộn tại tình trường thời gian. Tiểu tử ngươi còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ ni. Diệp Đông Kiện vẻ mặt khinh thường nói. Từ cứu đi máy bay đến Thiên Hải, đại khái chỉ cần 2 cái tiếng đồng hồ, cái này tại trên phi cơ 2 cái tiếng đồng hồ trong, Diệp Đông Kiện nói là được nước bọt chấm nhỏ bay loạn, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ lập hắn năm đó tình sử. Thần Phong, ngươi cũng không tin lời của ta. Trước đây ta đích xác là cứu sở hữu đại gia tộc Tú trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Hạ máy bay sau đó, Diệp Đông Kiện vẫn như cũ là không nghe theo không buông tha nói, trong người tay thượng không sánh bằng Diệp Thần Phong, hắn cái này làm thiếp thúc đương nhiên muốn tại những phương diện khác vãn hồi một ít mặt mũi. Thần Phong ca ca, ta tại ở đây. Cách đó không xa một gã thân xoán sắc mặc áo thiếu nữ, khi nhìn đến Diệp Thần Phong thân ảnh sau. Khuôn mặt thượng lộ ra nụ cười điềm mỹ, hướng Diệp Thần Phong bên này bay chạy vội tới, sau đó thân thể chợt nhào vào Diệp Thần Phong ngực trong. Tên này tướng mạo khả ái thiếu nữ không phải là Đường Hân tiểu nha đầu kia mà. Những, này gì tử nàng đối Diệp Thần Phong có thể nói là tưởng niệm thành tai, cái này không, tại Diệp Thần Phong gọi điện thoại nói cho nàng biết, ngày hôm nay phải về Thiên Hải sau, tiểu nha đầu này liền thật sớm tại Thiên Hải sân bay chờ. Tại Đường Hân nhào vào Diệp Thần Phong ngực trong không bao lâu, ăn mặc quần áo màu đen Hàn Sơ Tuyết cũng đã đi tới, khuôn mặt thượng lạnh lùng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, Diệp Thần Phong, ngươi có biết hay không Hân Nhi những? Này dì tử có bao nhiêu nhớ ngươi? Ta chỉ biết nam nhân không có một cái tốt. Một bên mới vừa rồi còn tại nói bốc nói phét Diệp Đông Kiện, hắn khi nhìn đến Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết sau, cổ họng trong thanh âm hơi ngừng, Đường Hân tuyệt đối là một cái khả ái thanh thuần tiểu mỹ nữ. Mà Hàn Sơ Tuyết còn lại là một cái lãnh diễm vô song mỹ nữ, hai nữ nhân này tuyệt đối là thiên lý chọn nhất, thậm chí là ngàn dặm mới tìm được một. Mà hai người mỹ nữ này hình như cùng Diệp Thần Phong có ý vị sâu xa quan hệ, Đường Hân cũng không cần nói, tiểu nha đầu này là trực tiếp đầu nhập Diệp Thần Phong trong ngực. Về phần Hàn Sơ Tuyết tuy rằng cùng Diệp Thần Phong không có bất luận cái gì thân mật động tác, thế nhưng Diệp Đông Kiện nghe được vừa rồi Hàn Sơ Tuyết nói. Rõ ràng cho thấy một cái tiểu nữ nhân lại đối nam nhân của chính mình cao nhau mà. Trong này khẳng định có gian tình. Ngược lại, Diệp Đông Kiện nghĩ đến dọc theo con đường này đối Diệp Thần Phong nói khoác, trên gương mặt nóng hừng hực, phảng phất là bản thân phiến bản thân một bà tai thông thường, nhất khỏa tâm là hoàn toàn nát, xem ra hắn cái này làm thiếp thúc đích thực là mọi thứ đều so ra kém Diệp Thần Phong đứa cháu này a. Tiểu thúc, có muốn hay không cùng chúng ta cùng nơi trở lại ăn bữa cơm? Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Diệp Đông Kiện vội vã khoát tay, nói rằng, ta còn có chuyện đi. Thần Phong, thật không nhìn ra tiểu tử ngươi còn cất giấu chiêu thức ấy. Bất quá, nếu như bị Hiểu Phỉ đã biết, ta xem ngươi thế nào xong việc. Nói xong, Diệp Đông Kiện tự mình một người hướng Thiên Hải ngoài phi trường mặt đi Diệp Thần Phong cùng hai vị mỹ nữ thân thiết sao. Vậy hắn cái này người đàn ông độc thân cũng bị tươi sống tức chết ra. Trong lòng căm giận mắng, Thần Phong, ngươi cái tiểu hỗn đản, ta xem nếu để cho Hiểu Phỉ đã biết tiểu tử ngươi hoạt động, đến lúc đó ngươi có thể thì có nếm mùi đau khổ. Lão thiên nột, ta Diệp Đông Kiện thế nào sẽ không có như vậy diễm phúc ni. Diệp Thần Phong, Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết đi ra Thiên Hải sân bay sau, liền trực tiếp gọi một chiếc xe taxi về tới trong biệt thự. Một bước tiến biệt thự, Đường Hân tiểu nha đầu này lại quấn lên Diệp Thần Phong. Bộ ngực no đủ trong lúc vô tình luôn luôn cọ Diệp Thần Phong cánh tay. Đường Hân tiểu nha đầu này những,
Này gì tử thế nhưng mỗi ngày uống cây đu đủ nãi, chính là mong muốn ngực của mình có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nàng biết nam nhân đều thích nữ nhân ngực to, nàng tin tưởng chỉ cần bộ ngực của nàng biến được lớn hơn chút nữa, nàng Thần Phong ca ca khẳng định hội chịu đựng không nổi mê hoặc, ăn nàng. Đại lưu manh, ngươi trở lại một cái tự chiếm hân nhi tiện nghi, ta xem ngươi thật là sắc quỷ đầu thai. Hàn Sơ Tuyết gương mặt lạnh lùng mắng, bất quá, nàng không biết vì sao, nhìn đến Diệp Thần Phong ôm Đường Hân dáng dấp, trong lòng của nàng sẽ có một loại ê ẩm vị đạo sinh sôi. Diệp Thần Phong là có oan khó khăn tố a, rõ ràng là Đường Hân tiểu nha đầu này chủ động yêu thương nhung nhớ, thật muốn nói là chiếm tiện nghi, hình như cũng là của chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí bị chiếm tiện nghi đi. Thần Phong ca ca, không chỉ có là Hân Nhi rất nhớ ngươi, kỳ thực Sơ Tuyết tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi, ngươi không có ở đây thời gian, nàng cơ hồ là mỗi ngày đều lẩm bẩm ngươi ni năm ngươi cái này đại lưu manh, đại biến thái thế nào còn không trở về Thiên Hải và vân vân. Đường Hân ngán tại Diệp Thần Phong ngực thảo luận đạo. Hàn Sơ Tuyết lạnh giá đôi má nhuộm thượng một tầng đỏ ửng, hướng về phía Đường Hân nói rằng, Hân Nhi, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta làm sao sẽ tưởng niệm cái này đại biến thái? Ta hay nhất hắn vĩnh viễn cũng không muốn hồi Thiên Hải ni. Ta mới không có nói quảng ni. Đường Hân cổ cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Diệp Thần Phong nói rằng, Thần Phong ca ca, ngày hôm nay ngươi làm cơm cho chúng ta ăn đi. Ta thật là nhớ ăn ngươi làm món ăn. Được rồi Quy Thiên ta đã đi xuống chủ nấu ăn cấp Hân Nhi ngươi ăn. Diệp Thần Phong cưng chiều niết thoáng cái Đường Hân trắng mịn mũi. Vừa nghe đến Diệp Thần Phong muốn hạ trù, Hàn Sơ Tuyết trong con ngươi cũng lóe lên tia sáng kỳ dị, không thể phủ nhận Diệp Thần Phong trù nghệ thật là quá tuyệt vời. Những người ăn bữa này muốn hạ ngừng, không cần nhiều lời Hàn Sơ Tuyết cái này vị lạnh giá tiên tử dạ dày đã bị Diệp Thần Phong cấp vững vàng bắt được. Chương 252, tương lai phát triển. Diệp Thần Phong làm một bàn thơm nước bốn phía cơm nước, chỉ là nghe món ăn vị, nhìn món ăn phẩm tương, cũng đã có thể nhượng người thầm nuốt nước miếng. Dùng Diệp Thần Phong chủ nghệ, bất kể hắn đến trên thế giới kia quán rượu bên trong đi nhận lời mời đại chủ, nhất định là 100% trúng cử, chủ nghệ của hắn có thể điều không phải cái niên đại này đầu bếp có thể so sánh. Thần Phong ca ca, người nấu món ăn so với bên ngoài tửu điếm trong đầu bếp nấu món ăn hoàn hảo ăn ni. Người chiêu thức ấy chủ nghệ là từ đâu trong học được? Đường Hân một mặt nhai món ăn, miệng trong một mặt mơ hồ không rõ hỏi. Thơm quá a, lão đại, người và hai vị đại tẩu đang dùng cơm ni a. Ta và Lý Bàn Tử cũng còn chưa ăn cơm nữa. Người xem có thể hay không? Hầu tử cùng Lý Bàn Tử thoải mái đi vào biệt thự trong phòng khách. Diệp Thần Phong tại hồi Thiên Hải trước đồng dạng gọi điện thoại cho hầu tử cùng Lý Bàn Tử. Nguyên bản hai người này là muốn tự mình đi phi trường đón Diệp Thần Phong, thế nhưng trực tiếp bị Diệp Thần Phong cự tuyệt, nhượng hai người bọn họ đến trong biệt thự tới tìm hắn là được. Muốn ngồi xuống ăn thì ăn, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Cùng ta còn dùng được khách khí sao? Diệp Thần Phong bả hầu tử cùng Lý Bàn Tử trở thành huynh đệ của mình, huynh đệ trong lúc đó dùng được rong dài lời khách sáo sao? Cái này không chỉ do là lãng phí nước bọt mà. Được rồi, lão đại. Chúng ta đây có thể tựu thật không khách khí. Hầu tử cùng Lý Bàn Tử lập tức ngồi xuống, khi bọn hắn hai cái mang theo thức ăn trên bàn phóng vào trong miệng thời gian, khuôn mặt thượng rào rạt khởi nụ cười hạnh phúc, thức ăn này vị thật sự là quá mỹ vị, đây là bọn hắn hai cái đời này ăn rồi ăn ngon nhất món ăn, coi như là tửu điếm cấp 5 sao trong đại chủ nấu đi ra ngoài món ăn cũng không có ăn ngon như vậy đi. Nhất là Lý Bàn Tử, hắn người này từ nhỏ tựu yêu thích ăn mỹ thực. Trong tay chiếc đũa gắp thức ăn tần suất nhanh, nhìn đến Lý Bàn Tử tăng tốc, hầu tử, Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết cũng tăng nhanh tốc độ, bằng không cái này một bàn món ăn khả năng đều phải bị Lý Bàn Tử cấp một người độc hưởng. Ta nói Lý Bàn Tử, ngươi là điều không phải quỷ chết đói đầu thai a. Lão đại và đại tẩu đều ở chỗ này đây, ngươi thì không thể đủ rụt rè một chút sao? Hầu tử một mặt dạy dỗ Lý Bàn Tử, trong tay chiếc đũa gắp thức ăn tốc độ một điểm cũng không có chậm lại. Hầu tử, người thiếu phân tán ta lực chú ý, ta xem người cũng so với ta không khá hơn bao nhiêu. Bởi gắp thức ăn tốc độ quá mức thường xuyên, Lý Bàn Tử gắp thức ăn tay phải đều có chút đau nhức, thế nhưng mỹ vị trước mặt. Hắn tuyệt đối chút nào thư giãn không thể nào. Bữa cơm này ăn tượng nhất cuộc chiến tranh giống nhau, một bàn món ăn liền một điểm cặn đều không có còn lại, thậm chí là món ăn nước canh đều bị Lý Bàn Tử cùng hầu tử uống cạn tịnh. Vỗ vỗ có chút chống đỡ được cái bụng. Hầu tử vừa cười vừa nói, đa tạ hai vị đại tẩu khoản đãi. Hai vị đại tẩu, ta
ta Lý Bàn Tử lớn như vậy còn chưa từng ăn qua như vậy mỹ vị món ngon ni. Hai vị đại tẩu thật là ra được phòng, hạ được phòng bếp a. Lý Bàn Tử trên gương mặt mập đầu run rẩy lay động, cổ họng trong nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ bữa cơm này còn không có ăn đã nghiền. Ai là của ngươi đại tẩu? Hàn Sơ Tuyết lạnh như băng hỏi, Diệp Thần Phong làm được đồ ăn thật sự là quá có sức dụ dỗ, ai ngờ nửa đường giết đi ra hai cái Trình Giảo Kim, Hàn Sơ Tuyết trong lòng chính buồn bực ni. Bàn này tử cơm nước có thể điều không phải ta và Sơ Tuyết tỷ tỷ làm, là Thần Phong ca ca chủ nghệ. Đường Hân còn lại là rất vui vẻ tiếp nhận rồi đại tẩu tiếng xưng hô này. Dù sao nàng đời này đều nhận định muốn làm Diệp Thần Phong tiểu nữ nhân. Gì, đại tẩu, ngươi không có ở cùng ta nói đùa sao? Ngươi nói bàn này tử món ăn đều là lão đại làm. Ngươi cũng không nên lừa dối ta a. Lý Bàn Tử khuôn mặt thượng hiện đầy không thể tin thần sắc. Lý Bàn Tử, đại tẩu nói dĩ nhiên cũng là chân, từ trước ta thế nhưng ăn qua một lần lão đại tự mình làm mì sợi, thứ mùi đó. Đến ngày hôm nay còn nhường ta dư vị vô cùng ni. Hầu tử đến là không có vô cùng kinh ngạc, dù sao hắn từ trước đã kiến thức qua một lần Diệp Thần Phong chủ nghệ, chỉ là hắn không có nghĩ đến lão đại của mình không chỉ mì sợi làm ăn ngon, ngay cả cái khác món ăn cũng làm mỹ vị như vậy a. Lão đại, người quả thực quá ngưu a. Cái này trên thế giới còn ngươi nữa sẽ không sự tình sao? Ăn ngươi làm món ăn sau đó, xem ra ta tốt bệnh kén ăn trứng. Lão đại, ngươi nhất định phải vì chuyện này phụ trách, sau đó ta và hầu tử muốn thường xuyên đến ở đây ăn cơm chùa. Lý Bàn Tử vẻ mặt sùng bái nói rằng, Thần Phong ca ca, ngươi cùng bọn họ hai cái trò chuyện đi. Ta và Sơ Tuyết tỷ tỷ cầm chén đũa thu thập một chút. Đường Hân khéo léo nói rằng, đại tẩu, thế nào có thể cho các ngươi thu thập chén đũa ni? Cái này công việc tự giao cho ta cùng Lý Bàn Tử đi. Hầu tử nói rằng, tốt, hầu tử, để Hân Nhi cùng Sơ Tuyết thu thập đi. Ta vừa vặn có chút sự tình muốn thương lượng với hai người các ngươi. Diệp Thần Phong đứng lên đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Nếu lão đại của mình đều nói như vậy hầu tử cùng Lý Bàn Tử cũng chỉ có thể đủ theo ngồi xuống phòng khách trên ghế salon. Hầu tử, Lý Bàn Tử, mấy ngày nay chúng ta đằng thiên chế dược Hán phát triển làm sao? Diệp Thần Phong nghi vấn hỏi. Lão đại, có khoái tốc Mỹ cái này loại thần kỳ dược vật, đằng thiên chế dược Hán trên cơ bản tại Thiên Hải cùng với phụ cận mấy tòa thành thị chính giữa đứng vững vàng gót chân, với lại khoái tốc Mỹ lượng tiêu thụ cũng là không ngừng đi lên kéo lên. Nếu chúng ta xưởng chế thuốc tên đã tại trên thị trường vang dội, như vậy chúng ta xưởng chế thuốc trong không chỉ sản xuất khoái tốc Mỹ một loại dược phẩm, cái khác phổ thông dược phẩm cũng lục tục tại sản xuất lên. Có khoái tốc Mỹ kéo sau đó, cái khác phổ thông dược phẩm tiêu thụ cũng đặc biệt khả quan a. Ta nghĩ chỉ cần thời gian cũng đủ, những đằng thiên chế dược Hán trải rộng thế giới các nơi cũng đều không phải không thể nào. Lý Bàn Tử kỹ càng tỉ mỉ tướng đằng thiên chế dược Hán bây giờ hiện huống hướng Diệp Thần Phong hồi báo một lần. Diệp Thần Phong nghe được hài lòng gật đầu, trước đây hắn chỉ cần muốn dùng khoái tốc Mỹ kiếm lấy đệ nhất súng kim, sau đó sẽ làm cái khác hành nghiệp, bây giờ xem ra tại xưởng chế thuốc trên con đường này đi thẳng đi xuống cũng vị thường bất khả, hắn tại kinh thành trong khoảng thời gian này, lại đang trong đầu chỉnh lý ra hai loại thích hợp hiện ở thời đại này sản xuất phương thuốc. Diệp Thần Phong từ trong túi lấy ra hai trang giấy, nói rằng, hầu tử, Lý Bàn Tử, cái này hai trang giấy thượng viết là hai loại phương thuốc cùng với luyện chế phương thức, một loại là có thể nâng cao tinh thần nước thuốc, cái này loại nước thuốc tuyệt đối so với trên thị trường cà phê, hồng ngưu và vân vân muốn tới hữu hiệu nhiều, với lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ngược lại đối với thân thể còn có bảo vệ sức khỏe tác dụng ni. Chỉ cần dùng 200ml cái này loại nước thuốc, là có thể những người dùng tại trong vòng 3 canh giờ tinh lực đặc biệt dồi dào, một điểm cũng sẽ không cảm giác được mệt nhọc, với lại cái này loại nước thuốc vị còn đặc biệt uống ngon. Một loại khác là xấu thân dược, chia làm nam nữ hai loại phân loại, nam nhân phục dụng nam sĩ xấu thân dược, tại gầy hạ thân thể đồng thời còn có thể ở trên người dựng dục ra cơ thể tới, mà nữ nhân phục dụng nữ sĩ xấu thân dược, có thể nhượng nữ nhân nên gầy địa phương gầy, không nên gầy địa phương tuyệt đối không hội gầy. Cái này loại xấu thân dược đồng dạng là không có bất luận cái gì một điểm tác dụng phụ, đều không phải bây giờ trên thị trường xấu thân dược có thể cùng chi so sánh. Nếu muốn tại xưởng chế thuốc trên con đường này đi thẳng đi xuống, chỉ dựa vào khoái tốc Mỹ một loại thần kỳ phương thuốc còn là bất kể dùng, nếu như muốn nhượng đằng thiên chế dược Hán trở thành toàn thế giới lớn nhất xưởng chế thuốc,
không có chi nhất, như vậy đằng thiên chế dược hán nhất định phải có nhiều loại có thể giữ thể diện kiểu mới dược vật. Hầu tử cùng Lý Bàn tử tức khắc kích động, nếu như Diệp Thần Phong nói đều là thật lời nói, như vậy đằng thiên chế dược hán hội phát triển càng cấp tốc, bây giờ chỉ cần khoái tốc Mỹ để đằng thiên chế dược hán buôn bán lời cái đầy bồn lá vàng. Nếu như hơn nữa cái này hai loại so với trên thị trường đồng loại dược vật càng có hiệu quả dược phẩm, như vậy tên đằng thiên chế dược hán khẳng định hội càng vang dội. Lý Bàn Tử kích động sắc mặt ửng hồng, muốn trước đây hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn theo Diệp Thần Phong quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất, bằng không hắn làm sao có thể có được bây giờ thành tựu. Bây giờ Thiên Hải rất nhiều thương nghiệp thượng nhân sĩ thành công, nhìn thấy hắn Lý Bàn Tử cũng phải khách khách khí khí. Huống chi đằng thiên chế dược hán phát triển tuyệt đối không ngừng hơn thế. Phù phù, phù phù, phù phù. Lý Bàn Tử tim đập tần suất chợt thêm nhanh, trong lỗ mũi hô hấp biến được càng gấp, nghĩ đến bản thân tương lai tốt đẹp, hắn thì có loại muốn cất tiếng cười to xung động. Lý Bàn Tử, nhìn ngươi cái này tính tình, nước miếng của ngươi đều muốn chảy ra. Hầu tử bóp một cái Lý Bàn Tử trên mặt thịt mỡ nói rằng. Hầu tử tâm tình muốn tốt hơn Lý Bàn Tử nhiều. Tại hầu tử trong lòng hắn lão đại Lý Nhân là vô địch, có thể cầm ra cái này hai loại thần kỳ phương thuốc là chuyện đương nhiên, hắn đối Diệp Thần Phong sùng bái đã dung nhập vào thực chất bên trong. Chương 253, vận thành hành trình. Cái này hai loại phương thuốc hai người các ngươi không muốn cấp đầu nhập sản xuất, từ từ từng bước một tới, tận lực tìm một ít quản lý phương diện nhân tài, nếu như muốn nhượng đằng thiên chế dược hán trải rộng toàn bộ nước Hoa. Như vậy nhất định phải tại mỗi tòa thành thị chính giữa đều khai ra chế thuốc phân xưởng tới, cho nên quản lý phương diện nhân tài cũng là vô cùng trọng yếu. Diệp Thần Phong biết một nhà xí nghiệp muốn phát triển là sốt ruột không thể nào, nếu như phát triển quá mức tấn mãnh, trung gian phân đoạn khẳng định hội ra đủ loại vấn đề, còn là làm gì chắc nấy tương đối ổn định. Lão đại, người hãy yên tâm, đằng thiên chế dược hán sự tình giao cho ta cùng hầu tử là được, hai chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Bàn Tử phách bộ ngực bảo đảm nói. Đối, lão đại, chúng ta hội đem hết toàn lực tướng đằng thiên chế dược hán phát triển, tuyệt không cấp lão đại ngươi mất mặt. Hầu tử khí phách hăng hái nắm chặt nắm tay nói rằng. Lấy được cái này hai tấm toa thuốc sau, Lý Bàn Tử là ngồi không yên, hắn đã không kịp đợi muốn tướng cái này hai loại phương thuốc sản sinh đi ra, bản thân xem trước một chút cái này hai loại phương thuốc hiệu quả rốt cuộc thế nào. Bây giờ đã có khoái tốc Mỹ ví dụ tại trước. Lý Bàn Tử tin tưởng cái này hai loại phương thuốc hiệu quả khẳng định cũng cùng Diệp Thần Phong khẩu thuật là giống nhau như đúc. Hai ngày sau trong thời gian, Diệp Thần Phong cùng Đường Hân cùng Hàn Sơ Tuyết đi ra ngoài chơi một chuyến, sau đó đến Thắng Thiên Hội hướng phương Nam tường biết một chút Thắng Thiên Hội gần nhất động thái. Từ Thắng Thiên Hội giải quyết rồi Thanh Long Hội sau, Thắng Thiên Hội thế lực cũng đang chậm rãi lớn mạnh, bất quá Thiên Hải vài cái đại hình bang hội, đối Thắng Thiên Hội cái này đột nhiên tại Thiên Hải bốc lên bang hội. Không có áp dụng bất luận cái gì thi thố. Có thể ở trong mắt bọn họ Thắng Thiên Hội còn chưa đủ tư cách để cho bọn họ những này đại hình bang hội áp dụng hành động ni. Trái lại Thiên Hải một ít bất nhập lưu loại nhỏ bang hội lần lượt khiêu khích Thắng Thiên Hội, nhưng mà những này loại nhỏ bang hội nơi nào là Thắng Thiên Hội đối thủ. Tại phương Nam Tường lãnh đạo hạ, này dám can đảm đến khiêu khích Thắng Thiên Hội loại nhỏ bang hội cơ hồ là toàn bộ bị diệt trừ. Trong lúc nhất thời, Thắng Thiên Hội có hướng cỡ trung bang hội phát triển khuynh hướng. Phương ca, mấy ngày nay khổ cực ngươi. Diệp Thần Phong biết nếu như không có Phương Nam Tường giúp hắn quản lý Thắng Thiên Hội, như vậy hắn cái này vung tay trưởng quỹ chắc chắn sẽ không làm được thoải mái như vậy. Diệp Thiếu, ngài có thể nghìn vạn đừng nói như vậy, cuộc sống như thế mới là ta nghĩ muốn qua, bằng không ta cũng sẽ không ly khai Triệu gia. Tới trợ giúp Diệp Thiếu tranh đấu giành thiên hạ. Ta tin tưởng tương lai Thắng Thiên Hội nhất định hội càng chạy càng xa. Phương Nam Tường trong giọng nói hơi hưng phấn. Diệp Thiếu, nếu ngài trở về, như vậy là điều không phải tự mình đến quản lý Thắng Thiên Hội. Phương Nam Tường nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, hiện tại sợ rằng còn không được, hôm nay ta muốn đi một chuyến vận thành ni. Lần này đi vận thành mới có thể thu phục một cái đại hình bang hội. Cũng tốt vì sau đó Thắng Thiên Hội thế lực tiến nhập vận thành chuẩn bị sẵn sàng. Ban đầu ở Tây Viên Trấn thời gian, phụ thân của Thiết Ngưu Vương Hữu Lợi giao cho Diệp Thần Phong một khối thiết bài, đồng thời đem vận thành đại hình bang hội Thiên Đao Hội giao phó cho Diệp Thần Phong. Chỉ cần Diệp Thần Phong cầm khối kia thiết bài đi vận thành, y theo Vương Hữu Lợi ý tứ là Diệp Thần Phong là có thể tiếp thu Thiên Đao Hội. Trước,
Diệp Thần Phong thiếu chút nữa đem cái này cọc sự tình quên, tối hôm qua đột nhiên ở trong phòng nhìn đến trước đây Vương Hữu Lợi giao cho hắn thiết bài. Hắn mới nhớ tới chuyện này. Phương ca, người tự tốn nhiều tâm quản lý thoáng cái thắng thiên hội đi. Có ngươi xem rồi, ta tương đối yên tâm. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Ngày thứ hai, Diệp Thần Phong liền ngồi xe lửa đi hướng tới Vận Thành, đương nhiên rời đi trước không thể thiếu bị Hàn Sơ Tuyết một trận của trách. Đại khái là nói Diệp Thần Phong cái này đại biến thái, đại lưu manh một điểm đều không để ý Đường Hân cảm thụ, cũng không nhiều tìm chút thời giờ bồi bồi Đường Hân, vừa trở lại Thiên Hải không có hai ngày thời gian tự lại phải rời đi. Đường Hân cái này nha đầu trái lại đặc biệt hiểu chuyện, tại trước khi chia tay chỉ là nhẹ nhàng hôn thoáng cái Diệp Thần Phong đôi má, có chút không muốn nói rằng, Thần Phong ca ca, ngươi nhất định phải nhanh một ít trở về. Vận Thành cách Thiên Hải đặc biệt gần. Đi xe lửa đại khái cũng chỉ muốn hoa 3 giờ thời gian tả hữu tốt, bất quá có người nói mấy năm nay Vận Thành trị an có chút hỗn loạn, tất cả lớn nhỏ bang hội như măng mọc sau cơn mưa như sông ra, thậm chí trên đường cái khảm người sự tình cũng bình thường phát sinh, những địa phương bộ phận then chốt cùng cơ quan chính phủ là đau đầu không ngớt, bọn họ đã là nghiêm nghị đả kích thế lực dưới đất, nhưng là chuyện như vậy trái lại càng thường xuyên. Diệp Thần Phong từ trên xe lửa xuống thời gian đã là buổi chiều 1 giờ. Hắn liền bữa trưa cũng còn chưa ăn ni. Tùy tiện đi dạo đến trạm xe lửa phụ cận nhất điều phố cổ, trên con đường này bày đầy nhiều loại món ăn bình dân quầy hàng. Diệp Thần Phong tìm một nhà coi như sạch sẽ quầy hoành thánh ngồi xuống, muốn một chén hoành thánh. Bởi đã qua ăn cơm thời gian, quầy hàng thượng cơ hồ là không có khách nhân nào, quầy hoành thánh lão bản là một gã qua tuổi lục tuần lão nhân gia. Không bao lâu thời gian, một chén nóng hầm hập hoành thánh tựu đầu đến Diệp Thần Phong trước mặt. Tiểu tử, ngươi là tới Vận Thành du lịch, mấy năm này Vận Thành trị an có thể không được tốt lắm a. Xuất môn tại ngoại ngươi cần phải phá lệ cẩn thận rồi. Lục tuần lão giả tại Diệp Thần Phong bên cạnh ngồi xuống, dù sao hiện tại cũng không có cái đó khách của hắn, hắn trái lại giọng nói hiền hòa cùng Diệp Thần Phong nói chuyện tào lao lên. Hoành thánh vị coi như là không tệ, nhất là nước súp đặc biệt ngon, thậm chí so với trong điếm bán hoành thánh còn tốt hơn ăn. Diệp Thần Phong không tự chủ tại trong lòng đối chén này hoành thánh làm ra một phen đánh giá. Tiểu tử, thế nào? Cái này hoành thánh vị nên không tệ đi. Cái này hoành thánh nước súp là ta gia tổ truyền lại bí phương. Nếu như ngươi chính đuổi đang dùng cơm thời gian tới nơi này, ngươi muốn ăn ta hoành thánh, sợ rằng còn muốn xếp hạng đội ni. Lục tuần lão giả cười ha hả, khuôn mặt thượng treo đầy giản dị tia sáng kỳ dị. Thu bảo hộ phí, thu bảo hộ phí. Mỗi một người đều cấp ta thành thật một chút. Diệp Thần Phong vừa định muốn nói, đường phố cửa vào chỗ vào 4-5 cái thanh niên, trong đó có mấy người trong tay còn cầm khảm đao ni. Tại một đám món ăn bình dân quầy hàng trước kề bên cái thu bọn họ trong miệng cái gọi là bảo hộ phí. Tiểu tử, người không nên nhìn, bọn họ đám người này bình thường hội tới nơi này thu bảo hộ phí, bằng không chúng ta thì không thể đủ tại ở đây bày sạp. Ai, bây giờ Vận Thành trị an thật là một ngày so với một ngày kém. Ngươi vội vàng ăn hoành thánh đi. Nhớ kỹ tại Vận Thành ngươi không muốn xen vào việc của người khác thì tốt rồi. Lục tuần lão giả hảo tâm nhắc nhở. Tại lục tuần lão giả đang khi nói chuyện, năm tên thanh niên chạy tới quầy hoành thánh trước, dẫn đầu tóc hồng thanh niên nói rằng, Vương lão đầu, giao 2.000 đồng tiền ra đi. Đang chuẩn bị cầm tiền đi ra mua bình an lục tuần lão giả ngây ngẩn cả người, miệng trong nghi vấn hỏi các ngươi là điều không phải lầm. Trước đây đều không phải 1.000 đồng tiền sao, thế nào hiện tại tăng gấp đôi? Tóc hồng thanh niên trực tiếp đạp lật quầy hàng trước một cái ghế, nói rằng, Vương lão đầu, ta có thể nghe nói người nơi này sinh ý mỗi ngày đều là trên con đường này nóng bỏng nhất bộc, hiện nay giá cả gì đều ở đây chướng, tự liền huynh đệ chúng ta vài cái đi tìm nữ nhân giá cũng tăng, lẽ nào bảo hộ phí sẽ không nên chướng sao? Các vị đại ca, các ngươi có thể không thể được cái thuận tiện. Ta đây là buôn bán nhỏ. Một tháng cũng mới kiếm cái mấy nghìn đồng tiền, nếu là mỗi tháng cho các ngươi 2.000, ta sẽ làm không công. Lục tuần lão giả khẩn cầu. Vương lão đầu, người bớt ở trước mặt chúng ta chít chít hoa hoa, nếu như còn muốn ở chỗ này bày sạp, người tự đàng hoàng cầm bỏ tiền tới, bằng không lập tức cấp ta hỗn đản, sau đó không cho phép xuất hiện ở nơi này. Tóc hồng thanh niên giọng nói xúc phạm. Tốt, các vị đại ca, ta đợi liền rời đi con đường này, sau đó không bao giờ. Nữa tới nơi này bày sạp, lục tuần lão giả trầm tư một lát sau, liền tại trong lòng làm ra quyết định, nếu như từng tháng muốn giao cho những này người 2.000 đồng tiền bảo hộ phí lời nói,
hắn còn không bằng đi mặt khác tìm địa phương bày sạp đi. Lần này đáp ứng đối phương yêu cầu, lần sau đối phương khẳng định còn có thể nhấc lên giá cả. Lão già kia, ta xem ngươi thật đúng là càng sống càng hồ đồ, ngươi muốn rời đi nơi này cũng được, cầm ra 3 vạn đồng tiền tới, dù sao ngươi ở nơi này bày sạp thời gian dài như vậy, là có chúng ta bảo hộ, ngươi quầy hàng tài năng đủ bình yên vô sự, nếu ngươi bây giờ phải rời đi, như vậy thì nên muốn xuất ra điểm tiền ủy lạo một chút chúng ta. Tóc hồng thanh niên không có nghĩ đến trong miệng hắn vương lão đầu lại có thể sẽ làm ra lựa chọn như vậy tới. Các vị đại ca, ta nơi nào cầm cho ra 3 vạn đồng tiền a? Các ngươi cũng không phải là không biết ta tình huống trong nhà. Lục Tuần lão giả khuôn mặt thượng lộ ra hốt hoảng thần sắc. Chương 254, giao phó. Cách cách một tiếng, tóc hồng thanh niên trực tiếp tướng bàn cấp lật ngược, cổ họng trong tức giận quát dẹp đường, tử lão đầu, hoặc là hiện tại cầm ra 3 vạn đồng tiền tới, sau đó không bao giờ nữa chuẩn tới nơi này bày sạp, hoặc là từng tháng giao 2.000 đồng tiền bảo hộ phí, sau đó ngươi vẫn có thể đủ bình yên vô sự ở tại chỗ này bày sạp, đương nhiên còn có người thứ ba lựa chọn, chúng ta miễn phí tống người bộ xương già này đi gặp Diêm Vương gia. Tóc hồng thanh niên ném đi bàn đồng thời, nguyên bản đặt để lên bàn một chén hoành thánh cũng bị đổ, phải biết rằng chén này hoành thánh Diệp Thần Phong mới ăn 2 cái ni. Nguyên bản thật tốt tâm tình bị cái này 5 cái vương bát đản phá hư không còn chút nào. Tiểu tử, không thấy được chúng ta đang làm sự sao? Lập tức cho chúng ta cút đi. Tóc hồng thanh niên hướng ngồi ở cái ghế thượng không nhúc nhích Diệp Thần Phong kêu gào đạo. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, từ trên ghế đứng lên, đen kịt hai con ngươi nhìn chằm chằm tóc hồng thanh niên, lạnh giá nói rằng ta cũng sẽ không cút đi, bằng không ngươi tới trước lăn một cái cho ta xem. Mẹ nó! Người cái không trường ánh mắt lăng đầu thanh, xem ra không để cho ngươi chút dậy dỗ nếm thử là không được. Tóc hồng thanh niên chém ra hữu quyền hướng Diệp Thần Phong trên gương mặt đánh tới, khóe miệng thượng tràn đầy nụ cười khinh thường, hắn thấy trước mặt Diệp Thần Phong thân thể gầy còm, màu da trái lại lớn lên thật trắng, thuần túy là một cái tiểu bạch khuôn mặt dáng dấp mà. Ba, một tiếng, Diệp Thần Phong bàn tay chặn tóc hồng thanh niên nắm tay đồng thời, bàn tay tức khắc co rút lại. Tướng tóc hồng thanh niên nắm tay chăm chú bao vây tại bàn tay của hắn chính giữa. Theo bàn tay liên tục buộc chặt, Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay phát sinh thấm người răng rắc thanh. Tóc hồng thanh niên lưng cong thành một cây cung, trên trán hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh, trên mặt biểu tình vô cùng thống khổ, cổ họng trong tê tâm liệt phế gọi hô lên a, a, a. Diệp Thần Phong buông lỏng ra nắm chặt tóc hồng thanh niên nắm tay bàn tay. Giơ chân lên chợt đá vào tóc hồng thanh niên trên bụng, tóc hồng thanh niên thân thể như một cái túc cầu như, không ngừng hướng xa xa cuồn cuộn mà đi. Thẳng đến đánh vào đường phố bên trên nhất bức tường thượng mới ngừng lại. Xem ra cũng là người tương đối thích hợp cút đi, Diệp Thần Phong hồn nhiên không thèm để ý nói rằng. Tóc hồng thanh niên cảm giác mình trên tay phải đầu khớp xương toàn bộ đứt, toàn thân cao thấp cũng dường như rơi rất thông thường, hắn tốt xấu coi như là một cái tiểu đầu mục. Bình thường nơi nào đã bị qua như vậy khí, chịu đựng đau đớn trên thân thể, quát các ngươi lên cho ta, cấp ta chém chết hắn. Mặt khác 4 gã thanh niên nghe được tóc hồng thanh niên mệnh lệnh sau. Trong tay dẫn theo khảm đao, lập tức hướng Diệp Thần Phong chăm chú bước tới, 4 thanh khảm đao từ 4 cái bất đồng góc độ hướng Diệp Thần Phong đầu chém đi xuống. Đương 4 thanh khảm đao lưỡi dao cách Diệp Thần Phong đầu chỉ còn lại có nhất cm thời gian. Vô luận 4 gã thanh niên trong thân thể sử xuất bao nhiêu kình tới, lại cũng vô pháp khảm đi xuống mảy may. Vừa rồi tại 4 thanh khảm đao hướng Diệp Thần Phong đầu bổ tới thời gian, hắn ở trong thân thể linh hồn lực tự phóng thích ra ngoài, đưa tay phải ra, dễ dàng tướng 4 thanh khảm đao thu hồi hắn bản thân bàn tay chính giữa. Diệp Thần Phong tướng 4 thanh khảm đao giao nhau tại cùng nơi, nhu thành một cái quả cầu sắt hình dạng, cười lạnh nói, liền khảm đao đều cầm không vững. Còn học người đi ra khảm người. Bang 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 liên tục 4 chân đạp tướng 4 gã lăng lăng đứng tại chỗ thanh niên cũng gạt ngã ở trên mặt đất, cùng những. Này tên côn đồ so chiêu, đối với Diệp Thần Phong mà nói quả thực là đại tài tiểu dụng, tự giống vậy giết gà dùng đao mổ trâu đạo lý giống nhau. Vừa rồi tên thân thể cút bên tường tóc hồng thanh niên, tại thấy được Diệp Thần Phong thực lực sau. Biết bản thân hôm nay là đá phải thiết bản thượng, tiểu tử, ngươi không muốn quá đắc ý. Người biết chúng ta là ai sao? Chúng ta là, ngô ngô ngô. Tại tóc hồng thanh niên đang khi nói chuyện, Diệp Thần Phong liền đi tới trước mặt của hắn, trực tiếp giơ chân lên giẫm nát tóc hồng thanh niên trên miệng,
đế giày bản tại tóc hồng thanh niên trên miệng dùng sức cọ tới cọ lui. Ta quản ngươi là người thế nào, coi như là thiên vương lão tử tới ta cũng chiếu đánh không lầm. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, chói tai còi báo động thanh từ xa đến gần, truyền vào trên con đường này, quỷ hoành thánh lục tuần lão giả, cái này mới phản ứng lại, đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nhắc nhở tiểu tử, ngươi là tới vận thành du lịch, còn là không nên chọc phiền toái gì, ngươi đi nhanh lên đi. Tóc hồng thanh niên đám người thừa dịp lục tuần lão giả nói chuyện với Diệp Thần Phong khe hở, từ dưới đất bò dậy, dưới chân nhịp bước thất tha thất thểu hướng xa xa chạy đi. Diệp Thần Phong vừa định muốn đuổi kịp đi, đã bị lục tuần lão giả cấp kéo lại, tiểu tử, ở đây nguyên vốn cũng không có ngươi chuyện gì, những này người đều không phải chỉ dựa vào một mình ngươi là có thể đối phó, lão đầu ta xem ra ngươi là người tốt, thế nhưng bây giờ người tốt cũng chưa chắc có hảo báo. Đối với lục tuần lão giả nhiệt tâm, Diệp Thần Phong bày tỏ lòng biết ơn, hắn biết đám người này cũng sẽ không cứ tính như vậy, nếu chuyện này hắn đã nhúng tay, như vậy không để ý tới do không người tốt làm được để, vì vậy tại đường phố phụ cận tìm một nhà lữ quán để ở. Ở trong phòng đơn giản chỉnh lý thoáng cái sau, thời gian cũng đã tới gần trạng vạng tối, Diệp Thần Phong quyết định y nguyên đi lục tuần lão giả quầy hàng thượng ăn chén hoành thánh, thuận tiện tướng điện thoại di động của mình dãy số cấp đối phương, làm cho đối phương nhất có sự tình tự lập tức liên hệ hắn. Sau khi Diệp Thần Phong bộ hành đến quầy hoành thánh vị trước thời gian, lại thấy được hai mươi mấy người thanh niên chính xung quanh quầy hoành thánh lão bản quyền đấm cước đá, thậm chí dùng khảm đao cùng dao găm không ngừng hướng tới lục tuần lão giả trên người thống. Chu vi mỗi cái món ăn bình dân quầy hàng chủ sạp cúi đầu chỉ làm như không nhìn thấy, bọn họ biết nếu như mình xông lên, khẳng định sẽ trở thành vật hy sinh, huống chi bây giờ xã hội còn chân chính có mang nhất khỏa thấy việc nghĩa hăng hái làm chi tâm người là càng ngày càng ít. Diệp Thần Phong không có nghĩ đến đối phương hội nhanh như vậy áp dụng hành động trả thù, hơn nữa còn là dùng như thế tàn nhẫn phương thức, phải biết rằng quầy hoành thánh lão bản chỉ là một qua tuổi lục tuần lão giả, bọn họ làm như vậy chẳng lẽ sẽ không trong lòng khó an sao? Diệp Thần Phong hai con người tức khắc biến đến đỏ bừng không gì sánh được, thân ảnh lóe lên, vọt vào trong đám người, đoạt lấy một thanh khảm đao, ở trong đám người huy múa, tốc độ sắp tới cực hạn, ngắn ngủi không tới một phút thời gian. Cái này hai mươi mấy tên côn đồ cơ hồ là toàn bộ bị mất mạng, đối với cái này bang không ai tính ra hỏa, Diệp Thần Phong căn bản cũng không cần thủ hạ lưu tình. Diệp Thần Phong ngồi chồm hổm xuống, tướng lục tuần thân thể của lão giả đỡ lên, lục tuần lão giả y phục trên người toàn bộ bị máu tươi cấp nhiễm đỏ, nơi ngực không ngừng bốc lên ra máu tươi tới, trong cơ thể mỗi cái trọng yếu khí quan hoặc nhiều hoặc ít bị khảm đao cùng dao găm cấp thống đến, ngay cả trong trái tim cũng bị thọc một đao. Diệp Thần Phong lập tức tướng linh hồn lực rót vào đến lục tuần lão giả trong cơ thể, nhưng mà lục tuần lão giả sinh cơ đang nhanh chóng sói mòn, liền Diệp Thần Phong linh hồn lực cũng không kịp chữa trị trong cơ thể hắn bị tổn thương khí quan, nếu là lục tuần lão giả có thể lại chống đỡ cái một hai tiếng đồng hồ, Diệp Thần Phong một cách tự tin cứu sống đối phương, nhưng mà dùng lục tuần lão giả trạng thái đến xem, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ thêm nhất hai phút, cái này muốn nhượng Diệp Thần Phong làm sao thi cứu. Coi như là thần tiên hạ phàm, phỏng chừng cũng không thể ra sức. Lục tuần lão giả mí mắt hơi mở ra, cổ họng trong sự đem hết toàn lực nói rằng, tiểu tử, ta có thể không thể cầu ngươi một việc. Ta còn có một cái tôn nữ, bây giờ tại vận thành đệ nhất trung học cấp 3 tam ban đến trường, ít năm như vậy tới ta và nàng là sống nương tựa lẫn nhau đi tới, ta nhất không yên tâm chính là nàng, tại vận thành lão nhân ta vừa không có đáng giá phó thác thân thích. Tiểu tử, ta xem ra ngươi là một người tốt. Cái này là ngân hàng của ta tạp, tấm hình này trong nữ hải chính là ta cháu gái, ảnh chụp đằng sau chữ số tựu là mật mã của thẻ ngân hàng, mấy năm nay ta cũng cất một ít tiền, cũng đủ nhường tôn nữ của ta học xong đại học, ngươi chỉ phải giúp ta tại mấy năm này trong nhiều hơn lưu tâm nàng một chút là được rồi. Lục tuần lão giả dính đầy máu tươi hai tay run rẩy từ trong túi móc ra một tấm hình cùng nhất trương chi phiếu. Tiểu tử, ta van cầu ngươi. Một câu cuối cùng lời còn chưa nói hết. Lục tuần lão giả liền trừng lớn hai mắt, triệt để ly khai cái này thế giới. Diệp Thần Phong tướng lục tuần lão giả mí mắt gỡ xuống tới, hắn biết nếu như điều không phải hắn xuất thủ dạy dỗ những tên khốn kiếp kia, lục tuần lão giả chắc chắn sẽ không rơi vào như kết quả này. Về phần lục tuần lão giả trước khi lâm chung nguyện vọng, Diệp Thần Phong khẳng định hội đi hoàn thành. Lục tuần lão giả như vậy tin tưởng Diệp Thần Phong cái này người xa lạ, ngay cả mật mã của thẻ ngân hàng đều nói cho hắn. Điều này làm cho hắn trong lòng sinh ra một tia ấm áp,
Huống hồ hắn trong lòng đối cái này vị lòng nhiệt tình Lục Tuần lão giả vẫn tồn tại một chút áy náy. Chương 255, Thiên Đao hội hiện trạng. Tướng Lục Tuần thi thể của lão giả từ từ đặt nằm dưới đất nét mặt, vừa rồi hai mươi mấy tên thanh niên chính giữa, còn có một tên thanh niên tại kéo dài hơi tàn, tịnh không có hoàn toàn chết hẳn đi. Diệp Thần Phong vì vậy liền đi tới tên thanh niên kia trước mặt, lạnh giá hỏi, các ngươi là vận thành người nào thành viên của bang hội? Tên kéo dài hơi tàn thanh niên không chút do dự nào hồi đáp, chúng ta là Thiên Đao hội, Thiên Đao hội tại vận thành có phi thường cường đại thế lực, điều không phải ngươi có thể chọc nổi. Xì một tiếng, Diệp Thần Phong trong tay phải khảm đao trực tiếp xuyên qua thanh niên cổ họng trong, thanh niên hai tay bàn tay bụng cái cổ, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, cổ họng trong ấp úng nói không nên lời một chữ tới, hắn không có nghĩ đến đối phương đang nghe hắn là Thiên Đao hội thành viên sau, còn dám như thế quả quyết giải quyết rồi tính mạng của hắn. Thiên Đao hội tại vận thành cơ hồ là không ai dám trêu chọc, bằng không những. Này Thiên Đao hội thành viên một đám hội như thế kiêu ngạo sao? Thanh niên nhân, lúc này ngươi có thể thọc đại cái sọt, Thiên Đao hội mấy năm nay tại vận thành là ác tích loang lổ, ai, thương cảm vương lão đầu cứ như vậy đi, hắn thật là một người tốt ha. Một gã năm 60 tuổi nam nhân đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh thận trọng nói rằng, bình thường quầy hoành thánh vị lão bản vương lão đầu tại trên con đường này nhân duyên rất tốt, vừa rồi bọn họ nguyên do không có xông lên thấy việc nghĩa hăng hái làm, là bởi vì hắn môn biết coi như mình xông lên cũng không làm nên chuyện gì. Lại mà tới nơi này bầy sạp người người nào đều không phải trong nhà có chút trắc trở hoặc là hạ tốt công nhân ni. Chính cái gọi là trên có lão, dưới có tiểu, nếu như bọn họ ra một sự tình, như vậy nhà bọn họ người nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua vương lão đầu trước khi chết giao cho hắn ảnh chụp, trong hình là một gã tóc chát thành đuôi ngựa. Quần áo thập phần mộc mạc, nhưng dáng dấp đặc biệt tú lệ tươi mát thiếu nữ. Tướng vương lão đầu ảnh chụp cùng chi phiếu nhét vào trong túi mặt, Diệp Thần Phong lần này vốn là tới vận thành tiếp thu Thiên Đao hội, không nghĩ tới trên người rồi lại nhiều đi ra một cái chiếu cố vương lão đầu tôn nữ trách nhiệm. Diệp Thần Phong đương nhiên có thể phủi mông một cái rời đi, thế nhưng dùng Diệp Thần Phong tính cách không làm được chuyện như vậy, lòng dạ độc ác của hắn chỉ là đang đối mặt bản thân địch nhân thời gian mới có thể hiển lộ ra. Thanh niên nhân, chúng ta đã bấm 120. Trong bệnh viện người nên rất nhanh thì hội chạy tới, bất quá, vương lão đầu đoán chừng là cứu giúp không tới. Tên năm 60 tuổi nam nhân nhìn vương lão đầu cả người là huyết hình dạng nói rằng. Chuyện nơi đây trước hết giao cho các ngươi xử lý. Diệp Thần Phong không có nghĩ đến Thiên Đao hội thì ra là như vậy một cái bang hội. Làm một đại hình thế lực dưới đất bang hội, theo Diệp Thần Phong Thiên Đao hội không nên ức hiếp dân chúng, thì là muốn thu bảo hộ phí cũng có thể là đi tìm này chỗ ăn chơi. Tử điếm, khách sạn các loại địa phương muốn đi. Thanh niên nhân, người muốn đi đâu? Nhìn đến Diệp Thần Phong chuẩn bị ly khai, tên năm 60 tuổi nam nhân vội vã mở miệng hỏi. Ta đi một chuyến Thiên Đao hội, đối, Thiên Đao hội tổng hội chỗ ở nơi nào? Diệp Thần Phong dừng bước lại nghi vấn hỏi. Thanh niên nhân, người điên rồi sao? Người một mình đi Thiên Đao hội, khẳng định hội bị đám người cặn bã kia cấp tươi sống phân thây. Vừa nghe nói Diệp Thần Phong muốn đi Thiên Đao hội, tên năm 60 tuổi nam nhân tâm tình lập tức kích động. Thì là ngươi không nói cho ta, ta cũng có thể hỏi địa chỉ. Diệp Thần Phong không cần thiết cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, hắn hiện tại thầm nghĩ vì vương lão đầu báo thù, bởi vì tại cái này hai mươi mấy tên thanh niên chính giữa, hắn không nhìn thấy trước đây tóc hồng thanh niên đẳng vài người. Chuyện này hoàn toàn là do tóc hồng thanh niên đưa tới. Cho nên theo Diệp Thần Phong tóc hồng thanh niên mới là giết vương lão đầu đích thực thủ phạm tay. Thanh niên nhân, người cái này chỉ do là đi chịu chết. Tên năm 60 tuổi nam nhân nhìn đến Diệp Thần Phong kiên định biểu tình sau, thở dài một hơi nói rằng, quên đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Những người này là Thiên Đao hội phân hội chỗ thành viên, bọn họ phân hội nơi vận thành Quang Diệu Tử Ba. Cảm tạ, Diệp Thần Phong trong miệng nhàn nhạt sau khi nói tiếng cảm ơn. Liền nhanh chóng ly khai con đường này, hắn trong lòng có loại dự cảm, lần này cần tiếp thu Thiên Đao hội chỉ sợ sẽ không đặc biệt thuận lợi, bất quá cái này cũng không sao cả, nếu quả như thật tiếp thu không được Thiên Đao hội, như vậy thì đem Thiên Đao hội cấp tận diệt đi. Nếu như có thể tiếp thu Thiên Đao hội, như vậy Diệp Thần Phong giết tóc hồng thanh niên mấy người kia thì tốt rồi, dù sao oan có đầu nợ có chủ mà. Thiên Đao hội cái khác người vừa không có tham dự vào chuyện này ở giữa tới. Một cái bang hội chính giữa tổng hội có một chút con sâu làm dầu nồi canh.
ngươi thế nào có thể nhượng hắn như thế đi? Vừa rồi vương lão đầu thế nhưng đem chi phiếu đều cho hắn, vạn nhất hắn không phải đi thiên đao hội, mà là cầm tiền rời đi, làm sao bây giờ? Đúng vậy, đầu năm nay nhân tâm cách cái bụng a. Vương lão đầu còn có một cái tôn nữ ni, ai, thực sự là người tốt không có hảo báo a. Thì là hắn không phải đi thiên đao hội, chúng ta có thể ngăn được hắn sao? Chớ quên hắn vừa rồi giết thiên đao hội những người cặn bã này thời gian, thế nhưng liền mắt đều không nháy mắt một cái a. Khi nhìn đến Diệp Thần Phong thân ảnh biến mất tại trên đường phố sau, món ăn bình dân quầy hàng chủ sạp sôi nổi tụ tập tại cùng nơi, ngươi một lời, ta một lời, nhiều cách nói xôn xao. Diệp Thần Phong tùy tiện hỏi thăm một chút, sẽ biết Quang Diệu Tử Ba vị trí cụ thể, khi hắn đi tới Quang Diệu Tử Ba cổng thời gian, đúng dịp thấy đứng tại Quang Diệu Tử Ba cửa tóc hồng thanh niên đám người. Tóc hồng thanh niên đám người ở Quang Diệu Tử Ba cổng trương đầu vọng não, chắc là đang chờ phái đi ra người, cho hắn mang về tin tức tốt ni. TRUENCU ATUINET đại ca, người hãy yên tâm, lần này chúng ta thế nhưng phái đi ra hơn 20 người đâu. Với lại mỗi một người đều là đánh nhau hảo thủ, tuyệt đối có thể tướng tiểu tử kia cấp chém chết. Đúng vậy, đại ca, thì là tiểu tử kia đã ly khai cái kia đường phố, ta cũng đã chiếu cố bọn họ, đem quầy hoành thánh vương lão đầu cấp chém chết, nếu không tử lão đầu này, chúng ta cũng sẽ không ăn lớn như vậy thua thiệt. Tóc hồng thanh niên bên cạnh vài danh thủ hạ một đám sôi nổi mở miệng, mấy năm nay tại thiên đao hội, bọn họ thế nhưng biến được không sợ trời không sợ đất. Tóc hồng thanh niên vừa định muốn nói, chỉ cảm thấy hoa mắt, khẩn tiếp theo, cái cổ bị nhất cổ lực lượng khổng lồ cấp tạp ở, thân thể bị lăng không nhấc lên, hai chân ở giữa không trung chợt loạn đặng một lần. Một đám chết chưa hết tội hỗn đản, Diệp Thần Phong trong con ngươi thiêu đốt thịnh nộ, bàn tay trực tiếp dùng một lát lực, răng rắc, tóc hồng thanh niên cái cổ cốt bị Diệp Thần Phong cấp niết đoạn, cả khỏa đầu nhuyễn nằm úp sấp hạ rũ xuống. Trước khi chết khuôn mặt thượng còn tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, đã là tử hoàn toàn. Một bên bốn gã thanh niên nhìn đến quỷ dị xuất hiện, niết đoạn tóc hồng thanh niên cái cổ cốt Diệp Thần Phong, bọn họ một đám hai chân như nhũn ra, trong lòng muốn lập tức xoay người đào tẩu, thế nhưng hai chân lại không nghe đại não chỉ huy, chỉ là toàn thân run rẩy đứng tại chỗ. Thỉnh, thỉnh ngài, ngài phóng qua ta một con ngựa. Một tên trong đó thanh niên đứt quảng mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn cũng không muốn biến thành một thi thể lạnh như băng. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua tên nói chuyện thanh niên, răng rắc một tiếng, không có nhiều lời vô ích, trực tiếp vặn gãy cổ của đối phương. Ngươi, ngươi không thể đủ làm như vậy, sát nhân là phạm pháp, ngươi muốn đi ngồi tù. Đối, sát nhân là phạm pháp, ngươi làm như vậy coi như là tự chui đầu vào giỏ, lẽ nào ngươi muốn tới ngục giam mặt đi vượt qua nửa đời sau sao? Còn thừa lại ba gã thanh niên sợ đến đúng quần bên trong chảy ra chất lỏng màu vàng, từ trước bọn họ làm thiên đao hội thành viên không ai bì nổi, vào thời khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Nếu như thiên đao hội toàn bộ là loại hóa sắc này, như vậy Diệp Thần Phong không tiếp thu cũng được, răng rắc, vươn tay lại vặn gãy hai người cái cổ. Những, này ngu ngốc chỉ có chờ đến bản thân chết đã đến nơi thời gian mới có thể luật, trước đây tử trong tay bọn họ người không biết có bao nhiêu. Phạm pháp giết người. Thật con mẹ nó có đủ buồn cười. Diệp Thần Phong chuẩn bị giải quyết xong chuyện nơi đây sau, tự mình đi một chuyến thiên đao hội tổng hội chỗ, hắn thấy có thể trở thành nhất tòa thành thị chính giữa đại hình bang hội, cũng sẽ không chịu được như thế a. Thiên đao hội hiện trạng nhượng Diệp Thần Phong bất mãn vô cùng, lẽ nào phụ thân của Thiết Ngưu Vương hữu lợi đưa cho hắn bang hội chính là cái bộ dáng này. Quả nhiên phàm là đưa tặng đồ đạc cũng không có hảo hóa. Diệp Thần Phong tại trong lòng âm thầm đau khổ. Kỳ thực ra tại Tây Viên Trấn Vương Hữu Lợi cũng không biết thiên đao hội bây giờ loại tình huống này, từ trước tại dưới sự quản lý của hắn thiên đao hội tại Vận Thành là phát triển đặc biệt sinh động. Chương 256, tiếp thu thiên đao hội. Giữa lúc Diệp Thần Phong bàn tay khấu thượng một tên sau cùng thanh niên cái cổ thời gian, từ Quang Diệu Tử Ba trong đi ra 10 tới tên nam nhân, trong đó dẫn đầu một gã nam nhân thân thể to tráng. Má trái gò má trên có nhất điều thật sâu dấu vết, khi hắn nhìn đến nằm trên đất tóc hồng thanh niên đằng thi thể của người sau, nhíu mày một cái nói rằng, xin hỏi huynh đệ, chúng ta thiên đao hội là nơi nào đắc tội ngươi? Ta là Quang Diệu Tử Ba người phụ trách Lô Giang, ngươi còn là trước buông ra ngươi bàn tay, ở đây dù sao cũng là thiên đao hội địa bàn, ngươi thì là thân thủ lại tốt cũng vô ích. Răng rắc,
Răng rắc, trả lời Lô Giang là hai tiếng thanh thúy cái cổ cốt đứt thanh, Diệp Thần Phong tướng khấu tại bàn tay chính giữa thanh niên hướng tới hai bên trái phải vung một cái, vỗ tay một cái, hai mắt cái này mới nhìn về phía Lô Giang, lạnh giọng nói rằng, những người cặn bã này chết chưa hết tội, đừng tưởng rằng các ngươi Thiên Đao hội có thể tại vận thành lấy thùng úp voi, vừa rồi ngươi có không có phái người đi món ăn bình dân trên đường đối một nhà quầy hoành thánh vị thượng lão bản hạ sát thủ. Nếu như trước mặt Lô Giang cũng có tham dự trong đó, Diệp Thần Phong không để ý cũng đem hắn đưa đi gặp Diêm Vương gia. Lộn xộn cái gì, ta xem ngươi là ý định tới gây chuyện đi. Lô Giang trên trán nổi gân xanh, thu món ăn bình dân quầy hàng thượng bảo hộ phí, thuần túy chỉ là thủ hạ của hắn tóc hồng thanh niên đám người hành vi của mình. Hắn Lô Giang giàu gì cũng là Quang Diệu Tử Ba người phụ trách, mà Quang Diệu Tử Ba lại là Thiên Đao hội phân hội chỗ, hắn Lô Giang còn kém điểm ấy món ăn bình dân gặp bảo hộ phí sao? Cho nên tại hắn nghe tới, Diệp Thần Phong lời nói là như vậy mạc danh kỳ diệu. Tóc hồng thanh niên chỉ là Lô Giang thuộc hạ một gã tiểu đầu mục, quanh năm suốt tháng cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, thu thu phụ cận trên đường phố món ăn bình dân quầy hàng bảo hộ phí, cũng có thể để cho bọn họ đi ra ngoài tiêu xái đã mấy ngày. Nghe vậy, Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, may là ngươi và chuyện này không quan hệ, bằng không ta cũng nhất định phải tống ngươi đi gặp Diêm Vương gia, như vậy hiện tại ngươi tự mang ta đi một chuyến Thiên Đao hội tổng hội chỗ đi. Kiêu ngạo, cái này là chút nào không che giấu kiêu ngạo a. Lô ca, tiểu tử này đầu là không phải là bị môn cấp chen lấn. Ta còn chưa từng có thấy có người dám ở Lô ca trước mặt lớn lối như vậy ni. Ta xem hắn là chỉ do muốn chết. Đắc tội chúng ta Thiên Đao hội người thông thường không có tốt kết quả, Lô ca, nhượng chúng ta đi giải quyết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đi. Đối phó cái này loại rác rưởi mặt hàng, căn bản cũng không cần Lô ca ngươi động thủ. Lô Giang sau lưng mười tới tên tráng hán cổ họng trong không thêm tiết chế ha ha cười to, bọn họ những. Này người thế nhưng Lô Giang thuộc hạ thân tín, tại Quang Diệu Tử Ba ngoại trừ Lô Giang bên ngoài. Ai cũng chỉ huy bọn họ không được. Thân thủ của bọn họ có thể điều không phải thông thường Thiên Đao hội thành viên có thể so sánh. Lô Giang vung tay lên, nói rằng, các ngươi không cần lưu cho ta người sống. Đem cái này dám can đảm đến Quang Diệu Tử Ba gây chuyện hỗn đản trực tiếp đưa lên Tây Thiên đi. Mười tới tên tráng hán vung vẩy nắm tay hướng Diệp Thần Phong đập lên người đi, theo bọn họ Diệp Thần Phong có thể bằng lực một người giải quyết tóc hồng thanh niên mấy người bọn họ cũng không có gì không khởi, đổi lại là bọn họ đồng dạng có thể làm được cái này một điểm. Diệp Thần Phong thất cấp linh hồn lực phóng ra ngoài, mười tới tên vung vẩy nắm tay tráng hán, trong lúc bất chợt thân thể đình dừng lại, trên người hình như bị nhất cổ lực lượng khổng lồ áp bách, có thể dùng thân thể của bọn họ lại cũng vô pháp nhúc nhích mảy may. Bang 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 phanh, theo Diệp Thần Phong phóng ra ngoài linh hồn lực gia tăng cường độ, mười tới tên tráng hán dường như cảm giác trên người bị đè ép một ngọn núi giống nhau trầm trọng, thân thể chống đỡ không được cổ lực lượng này, sôi nổi té ngã ở trên mặt đất. Diệp Thần Phong liền một đầu ngón tay cũng không có nhúc nhích. Liền trực tiếp tướng cái này mười tới tên tráng hán cấp đả đảo tại địa. Lô Giang nhìn trước mặt quỷ dị hình ảnh, miệng hơi mở, hắn không nghĩ ra Diệp Thần Phong rõ ràng tự còn không có xuất thủ, thủ hạ của hắn thế nào tự toàn bộ ngã địa không dậy nổi. Lẽ nào Diệp Thần Phong là yêu quái sao sao? Bất quá, Lô Giang giàu gì cũng là tại lưỡi dao thượng liếm huyết người. Hắn biết lăn lộn thế lực dưới đất người. Kiêng kỵ nhất chính là khiếp đảm, nếu như ngươi ở đây địch nhân trước mặt liền lá gan cũng không có, như vậy 100% sẽ chết tại đối phương khảm đao chi hạ, cho nên mấy năm nay Lô Giang bất kể là gặp phải thân thủ làm sao cường hãn đối thủ, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực đi chém giết. Tại lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết hạ, thực lực của hắn cũng tăng lên không thiếu. Ta bất kể ngươi là yêu, là người, ta Lô Giang ngày hôm nay sẽ tới hội hội ngươi. Lô Giang xoay động cánh tay, trên người chiến ý dâng trào. Nhưng mà, một giây sau, Diệp Thần Phong thân ảnh tự xuất hiện ở Lô Giang trước mặt, một đôi bàn tay trắng noãn giữ lại Lô Giang cổ họng, tự chút thực lực ấy cũng dám nói muốn đưa ta thượng Tây Thiên. Ta xem muốn thượng Tây Thiên người là các ngươi mới đúng. Lô Giang cảm thụ được trên cổ lạnh giá, sau lưng đeo không ngừng bốc lên ra mồ hôi lạnh, hiện tại hắn liền ở trong thân thể chiến ý cũng đã biến mất. Người trước mặt này thân thủ quả thực vượt ra khỏi nhân loại phạm trù, trong miệng thật sâu thở ra một chút sức lực, ngươi giết ta có thể, bất quá mong muốn ngươi thả bọn họ. Lô Giang thuộc hạ cái này mười tới tên thân tín theo hắn đã có biết bao năm, bình thường Lô Giang không có coi bọn họ là lấy ra hạ đối đãi,
mà là trở thành bản thân chân chính huynh đệ, với lại những này người rất nhiều lần đều ở đây lô ra nguy nan thời gian, không để ý sinh mạng đứng ra, làm huynh đệ chính là nên vì đối phương suy nghĩ. Lô Giang còn là một cái đặc biệt trọng tình nghị người, chỉ ít đối huynh đệ của hắn là như vậy, cho nên hắn cái này mới tới tên thân tín cũng mới sẽ đối với hắn cởi mở đi. Nhìn đến Lô Giang khuôn mặt thượng chân thành tha thiết biểu tình, không giống là tại lừa gạt, Diệp Thần Phong buông lỏng bàn tay ra, nói rằng, coi như ngươi còn là một van xin hộ nghĩa người, bằng vào cái này một điểm, ta tự không có lý do gì giết ngươi. Dù sao nếu như Diệp Thần Phong tiếp thu Thiên Đao Hội, như vậy sau đó Thiên Đao Hội đặc biệt yêu cầu tượng Lô Giang người như vậy, lại mà Lô Giang bọn họ cũng không có tham dự món ăn bình dân trên đường sự tình, nói đến lỗi, Lô Giang chỉ là quản lý thủ hạ không thỏa đáng mà thôi. Lô Giang không có nghĩ đến Diệp Thần Phong sẽ thả hắn, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong một lát, mới hỏi, ngươi tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì sự tình? Tiếp thu Thiên Đao Hội, Diệp Thần Phong giản đơn sáng tỏ hồi đáp. Gì, Lô Giang miệng trương thật to. Cũng đủ có thể nhét hạ nhất khỏa trứng gà, thân thủ của ngươi tuy rằng rất tốt, thậm chí có thể nói là quỷ dị, thế nhưng ngươi biết Thiên Đao Hội thành viên có bao nhiêu người sao? Mỗi người một bãi nước miếng đều có thể đủ dìm chết ngươi, lẽ nào ngươi còn có năng lực một người giết sở hữu Thiên Đao Hội thành viên? Ta đã nói rồi, ta là tới tiếp thu Thiên Đao Hội, nếu như giết Thiên Đao Hội sở hữu thành viên, ta còn thế nào tiếp thu? Bằng vào hiện tại Diệp Thần Phong thất cấp linh hồn lực thực lực, dùng hắn sức lực của một người, muốn phải giải quyết một cái đại hình bang hội cũng đều không phải chuyện không thể nào. Bất quá, chỉ là phải nhiều phân vài ngày thời gian mà thôi, dù sao đại hình bang hội nhân số đông đảo, Diệp Thần Phong thể lực là có hạn. Trước đêm ở đây xử lý sạch sẽ, sau đó cùng ta nói nói Thiên Đao Hội những năm này phát triển tình trạng. Diệp Thần Phong đạm mạc ra lệnh, trong lời nói mặt tràn đầy không cho cự tuyệt giọng nói, hiện tại hắn đối Thiên Đao Hội còn hoàn toàn không biết gì cả ni. Nhất định phải trước giải một phen mới được. Lô Giang cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao Diệp Thần Phong thực lực đặt ở nơi nào, bọn họ người nơi này cây bản tựu không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, hiện tại cũng chỉ có thể đủ tạm thời đón ý nói hùa Diệp Thần Phong. Lô Giang ra lệnh cho người xử lý xong Quang Diệu Tử Ba trước cửa người sau, hắn liền mời Diệp Thần Phong đi vào Quang Diệu Tử Ba một gian ghế lô trong, bình thường căn này ghế lô là Lô Giang bản thân hưởng thụ địa phương. Đi vào ghế lô sau, Diệp Thần Phong thoải mái ngồi xuống, hướng về phía Lô Giang nói rằng, ngươi cũng ngồi đi. Ta có thể nghe nói mấy năm nay Thiên Đao Hội tại Vận Thành là ác tích loang lổ, ngươi tự đại khái nói với ta vừa nói Thiên Đao Hội bây giờ tình hình thực tế huống đi. Lô Giang kéo kéo miệng, sau đó nói, ngươi nói không sai, mấy năm nay Thiên Đao Hội đích thật là tại Vận Thành ác tích loang lổ, cái này là từ trước một đời Thiên Đao Hội hội trưởng thất tung chuyện về sau. Nguyên bản tại trước một đời hội trưởng quản lý hạ, Thiên Đao Hội là một cái tràn đầy chính năng lượng bang hội, khi đó Thiên Đao Hội thành viên tuy rằng cũng hội dẫn theo khảm đao tại trên đường cái chém giết, nhưng là chúng ta chưa bao giờ sẽ đi làm một ít ác tha hoạt động, nói thí dụ như buôn bán chất có hại đảng cái này một ít hại nhân hại mình sự tình. Đoạn thời gian đó là Thiên Đao Hội thời kỳ cường thịnh, tại trong đoạn thời gian đó Thiên Đao Hội cơ hồ là muốn thống nhất toàn bộ vận thành thế lực dưới đất. Nhưng mà tại Thiên Đao Hội cường thịnh nhất thời kỳ, chúng ta hội trưởng đột nhiên tiêu thất, liền một điểm tin tức cũng không có để lại, thời điểm đó ta còn chẳng qua là Thiên Đao Hội chính giữa một cái tiểu đầu mục ni. Lô Giang lâm vào chuyện cũ trong ký ức, trên mặt thần sắc bỗng nhiên phiền muộn, bỗng nhiên bi thương, bỗng nhiên lại không biết làm sao, các loại tình cảm yếu tố hỗn loạn. Chương 257, xông vào Thiên Đao Hội. Nhớ năm đó phụ thân của Thiết Ngưu Vương Hữu Lợi là Thiên Đao Hội hội trưởng thời gian, Thiên Đao Hội chính giữa có ảnh hưởng nhất lực tổng cộng là 4 cái dòng họ gia tộc, theo thứ tự là Lương, Trình, Thạch, Kim, cái này 4 cái dòng họ thế hệ trước là cùng Vương Hữu Lợi cùng nơi tranh đấu giành thiên hạ, dựa vào nỗ lực từng điểm nhượng Thiên Đao Hội tại Vận Thành đứng vững gót chân. Tại Vương Hữu Lợi chán ghét thế lực dưới đất sinh hoạt, ly khai Vận Thành trước, hắn tướng Thiên Đao Hội hội trưởng vị tạm thời giao cho Kim gia Kim Vĩnh Khang, sau đó liền tại tầm mắt mọi người chính giữa hoàn toàn tiêu thất. Ẩn cư đến biên cảnh Tây Viên Trấn. Lương, Trình, Thạch, Kim, cái này 4 cái tại Thiên Đao Hội chính giữa có cường đại ảnh hưởng lực gia tộc, bọn họ thế hệ trước đều là cùng nơi dẫn theo khảm đao khảm người huynh đệ, cho nên do Kim Vĩnh Khang tạm thời ngồi trên Thiên Đao Hội hội trưởng vị, tại Thiên Đao Hội chính giữa cũng không có quá nhiều phản đối có tiếng. Nhưng mà, Kim Vĩnh Khang tại rất nhiều năm trước thu một gã nghĩa tử, tên là Kim Thiên Long,
tại Kim Vĩnh Khang tạm thời ngồi trên Thiên Đao Hội hội trưởng vị sau, nghe đồn Kim Thiên Long dùng tận thủ đoạn tại Thiên Đao Hội chính giữa cướp đoạt thuộc về hắn thế lực của mình, đồng thời vẫn chèn ép Lương, Trình, Thạch, cái này ba cái tại Thiên Đao Hội chính giữa có thâm hậu ảnh hưởng lực gia tộc. Có người nói Táng Tận Thiên Lương Kim Thiên Long cuối cùng còn thân thủ mưu sát Kim Vĩnh Khang, bất quá, khi đó trong tay hắn đã trưởng khống Thiên Đao Hội đại bộ phận thế lực, dùng mạnh mẽ thủ đoạn ngồi trên Thiên Đao Hội hội trưởng vị. Từ Kim Thiên Long ngồi trên Thiên Đao Hội hội trưởng vị sau, hắn lần lượt tướng Trình gia, Thạch gia tại Thiên Đao Hội chính giữa thế lực cấp tước đoạt, hiện nay duy chỉ có Lương gia vẫn ở chỗ cũ Thiên Đao Hội chính giữa có chút lực ảnh hưởng, điều không phải Kim Thiên Long hảo tâm phóng qua Lương gia, mà là Lương gia đã sớm có chuẩn bị. Trước đây Kim Thiên Long sẽ đối phó bọn họ thời gian, Lương gia trước làm xong phòng bị thi thố, mới có thể dùng Lương gia nhiều năm như vậy vẫn có thể an ổn cất giữ tại Thiên Đao Hội chính giữa thế lực. Bất quá, mấy năm nay Kim Thiên Long đối Lương gia chèn ép vẫn không có chấm dứt qua, mà Quang Diệu Tử ba người phụ trách Lô Giang chính là Lương gia thân thủ cất nhắc lên người, mấy năm nay Lương gia một mặt tại phòng bị Kim Thiên Long đồng thời, đã ở Thiên Đao Hội chính giữa bồi dưỡng thế lực của mình. Để phòng sau này bất cứ tình huống nào, Kim Thiên Long trở thành Thiên Đao Hội hội trưởng sau đó, thay đổi dĩ vãng Thiên Đao Hội hình thức tác phong, trắng trợn buôn bán thuốc phiện. Chuyên môn làm cho một ít không hợp pháp hoạt động, khiến cho vận thành là chướng khí mù mịt. Thiên Đao Hội chính giữa duy nhất bảo lưu lại Lương gia, mặc dù đối với Kim Thiên Long làm như vậy bất mãn vô cùng. Nhưng là bọn hắn Lương gia thật là có lòng không đủ lực a. Buôn bán thuốc phiện loại chuyện này quả thực cấp tốc hại người nước hoa mà. Từ trước Thiên Đao Hội một ngày phát hiện có thành viên nhiễm đến nơi này loại hại nhân hại mình hoạt động, cũng sẽ bị khảm đi hai tay, sau đó trục xuất Thiên Đao Hội. Nghe Lô Giang đem bây giờ Thiên Đao Hội đại thể tình huống nói một lần, Diệp Thần Phong rõ ràng hiện tại Thiên Đao Hội mầm tai họa ngay cho Kim Thiên Long cái này Táng Tận Thiên Lương, cướp đoạt Thiên Đao Hội hội trưởng vị người cặn bã, đối với người như thế cha Diệp Thần Phong đương nhiên là có nghĩa vụ muốn rõ ràng sạch sẽ. Người bây giờ mang ta đi một chuyến Thiên Đao Hội tổng hội chỗ, sớm một chút giết Kim Thiên Long tên khốn kia, cũng tốt sớm một chút tiếp thu Thiên Đao Hội, ta còn có chuyện khác muốn đi làm đi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, nếu Quỷ Hoành Thánh lão bản Vương lão đầu đem cháu gái của hắn giao phó cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đương nhiên muốn đi vận thành đệ nhất trung học đi một chuyến. Ngươi thật không có điên đi, giết Kim Thiên Long, chỉ sợ ngươi đi vào Thiên Đao Hội tổng hội chỗ sau, tự không còn có mệnh đi ra. Lô Giang thật không rõ trước mặt người thanh niên này là từ đâu tới tự tin. Cho dù thực lực của hắn đích xác vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đi vào Thiên Đao Hội tổng hội giết chết rơi Kim Thiên Long. Đây là những Lô Giang không thể tin được, nếu là Lô Giang không có kiến thức qua Diệp Thần Phong thực lực lời nói, hắn sợ rằng 100% sẽ cho rằng Diệp Thần Phong là một người ngu ngốc. Ta có thể không có thể còn sống đi ra Thiên Đao Hội. Cái này đều không phải chuyện ngươi nên quan tâm, trách nhiệm của ngươi chính là mang ta đi Thiên Đao Hội tổng hội chỗ, chớ quên, vừa rồi nếu không ta thủ hạ lưu tình, ngươi và ngươi mười tới danh thủ hạ. Hiện tại sợ rằng đã đi gặp Diêm Vương ra đi. Diệp Thần Phong đứng lên, xoay xoay cái cổ nói rằng, nếu đối phương muốn đi chịu chết, như vậy Lô Giang cũng không cần thiết ngăn, mang theo Diệp Thần Phong đi ra Quang Diệu Tử Ba sau, Lô Giang liền tự mình mở ra hắn Audi đi hướng tới Thiên Đao Hội Tổng Hội Sở. Khoảng chừng một giờ sau, Lô Giang Audi tự đã tới Thiên Đao Hội Tổng Hội chỗ. Thiên Đao Hội Tổng Hội chỗ là một cái diện tích to lớn trang viên. Cổng có Thiên Đao Hội thành viên canh chừng, này trong coi thành viên khi nhìn đến Lô Giang sau, cung kính hô một tiếng, Lô Ca. Sau đó mới hỏi, không biết Lô Ca hôm nay tới tổng hội chỗ có chuyện gì không? Hội trưởng bọn họ tại trong phòng hội nghị họp đi, trong khoảng thời gian này không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối. Có thể gác Thiên Đao Hội tổng hội chỗ đại môn người, tự nhiên là hội trưởng Kim Thiên Long người, mà bọn họ biết Lô Giang là Lương Giang người. Mấy năm nay Thiên Đao Hội Lương gia hòa hội trưởng Kim Thiên Long vẫn bất thường lộ số, những này gác đại môn người cũng chỉ là biểu hiện ra khách khí với Lô Giang một ít mà thôi. Nghe được không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối mấy chữ này sau, Lô Giang sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nhớ hắn Lô Giang giàu gì cũng là Thiên Đao Hội phân hội chỗ người phụ trách đi. Lại có thể bị mấy cái chó giữ cửa ngăn cản đường đi. Trong lòng thịnh nộ tức khắc đi lên thoán, quát dẹp đường. Mấy người các ngươi cấp lão tử ta toàn bộ cút ngay, lẽ nào ta Lô Giang liền đi vào Thiên Đao Hội tổng hội chỗ tư cách cũng không có sao. Lô Giang nguyên do dễ dàng như vậy tự mang Diệp Thần Phong tới Thiên Đao Hội tổng hội chỗ,
trong đó có hai điểm nguyên nhân, một là Diệp Thần Phong bày ra thực lực quả thực kinh sợ đến hắn, thứ hai là hắn thân là Thiên Đao Hội Lương gia một bên người, tự nhiên cũng mong muốn Kim Thiên Long có thể xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Dù sao động thủ người là Diệp Thần Phong, thì là cuối cùng Diệp Thần Phong thất bại, Lương gia cũng có thể hội bảo vệ hắn Lô Giang, đã như vậy vì sao không mang theo Diệp Thần Phong qua đây ni? Diệp Thần Phong cũng không có thời gian nghe bọn khốn kiếp kia lằng nhằng, lập tức xuất thủ tướng trước mặt cái này mấy cái chó giữ cửa cấp lược ngã ở trên mặt đất, sân vắng như bước đi vào Thiên Đao Hội Tổng Hội chỗ. Sợ rằng trên thế giới này cũng chỉ có một mình hắn có dũng khí độc sấm Thiên Đao Hội Tổng Hội sở, cái này căn bản là người điên cách làm. Lô Giang nhìn Diệp Thần Phong đi vào Thiên Đao Hội Tổng Hội chỗ hình bóng, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Thiên Đao Hội Tổng Hội chỗ trong phòng hội nghị. Ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não là một gã 30-40 tuổi nam nhân miệng trong ngậm một cây Cuba xì gà, ánh mắt có nhiều hứng thú nhìn ngồi ở cách hắn người gần nhất lão đầu, tên nam tử này người chính là Thiên Đao Hội hội trưởng Kim Thiên Long. Mà Kim Thiên Long nhìn chằm chằm lão đầu chính là Lương gia gia chủ Lương Vĩ Bình, từ trước cùng Vương Hữu Lợi cùng nơi bắn rơi Thiên Đao Hội Giang Sơn Nguyên lão. Lương thúc thúc, ta nhìn tuổi của ngươi cũng không sai biệt lắm nên về hưu đi. Trong tay trưởng khống nhiều như vậy quyền lợi làm gì? Bây giờ Thiên Đao Hội là người tuổi trẻ thiên hạ. Kim Thiên Long thản nhiên hít một hơi Cuba xì gà nói rằng. Kim Thiên Long, ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn cướp đoạt ba ta trong tay Thiên Đao Hội thế lực. Thì là ba ta về hưu, những thế lực này cũng là do ta cái này làm nhi tử tới trưởng khống, cùng ngươi Kim Thiên Long không có nửa điểm quan hệ. Ngồi ở Lương Vĩ Bình bên cạnh một gã 35-36 tuổi nam nhân không phấn quát dẹp đường. Hắn chính là con trai của Lương Vĩ Bình Lương Mộc Phàm. Lời nói cũng không thể đủ nói như vậy, ta Kim Thiên Long bây giờ là Thiên Đao Hội hội trưởng, do ta tới trưởng khống toàn bộ Thiên Đao Hội thế lực, tài năng đủ nhượng Thiên Đao Hội đi càng xa, đây đối với Thiên Đao Hội mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Kim Thiên Long khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhưng là hai mắt của hắn chính giữa lại tràn đầy âm trầm thần thái. Kim Thiên Long, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mấy năm nay người đem Thiên Đao Hội làm cho thành hình dáng ra sao? Tiếp tục như vậy nữa Thiên Đao Hội sớm muộn hội đi đường xuống dốc. Lương Mộc Phàm không nghe theo không buông tha nói rằng. Thiên Đao Hội tại ta lãnh đạo hạ chẳng lẽ không tốt sao? Các huynh đệ mỗi cái cật hương, uống cay, tổng so với trước đây ăn không khí muốn khá đi. Thời đại tại biến, chúng ta quan niệm không thể đủ dừng lại tại từ trước, có chút hành nghiệp nếu như chúng ta không làm. Vận thành cái khác bang hội đồng dạng hội làm, có tiền không kiếm, đó mới là kẻ ngu si ni. Kim Thiên Long miệng trong phun ra nuốt vào yên vụ. Tốt, Mộc Phàm, người cầm miệng cho ta. Lương Vĩ Bình mở miệng quát dẹp đường, trong lòng thở dài một hơi, âm thầm thầm nghĩ, bản thân đứa con trai này Lương Mộc Phàm quá không nén được tức giận, sau này nếu như hắn thật quy thiên. Lương Mộc Phàm có thể đối kháng được Kim Thiên Long sao? Nếu như đối kháng không được, còn không bằng sớm một chút buông tay ni. Mấy năm nay hắn cũng đúng là tâm lực tiểu tụy. Chương 258, chỉ ngươi cũng muốn trưởng khống Thiên Đao Hội. Lương Mộc Phàm, ngươi cần phải tượng ba ngươi học tập cho giỏi, ta giàu gì cũng là Thiên Đao Hội hội trưởng, ngươi ở trước mặt ta còn là quy củ một chút tốt, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta ồn ào. Kim Thiên Long có chút khinh thường nói. Ta vô cùng đồng ý hội trưởng nhận định, mấy năm nay nếu không có hội trưởng dẫn theo chúng ta, chúng ta bây giờ có thể qua thượng như vậy ngày lành sao? Bây giờ đã sát sát một bộ không thể thực hiện được, phải dựa vào đầu óc đi kiếm tiền mới là thật, nếu như Thiên Đao Hội kiếm không được tiền, thế nào nuôi sống thuộc hạ thành viên? Đúng vậy, hiện tại chính là Thiên Đao Hội phát triển hừng hực khí thế thời gian, chúng ta làm Thiên Đao Hội một thành viên nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đem sở hữu quyền lợi đều giao cho hội trưởng khống chế, chúng ta nên phải tin tưởng hội trưởng. Có thể tướng Thiên Đao Hội phát triển càng cường đại hơn. Trong phòng hội nghị phần lớn Thiên Đao Hội nhân viên cao tầng, đều là Kim Thiên Long ngồi trên hội trưởng vị sau an bài, bọn họ những. Này người đương nhiên là muốn đứng tại Kim Thiên Long bên này, kết quả là, trong phòng hội nghị một đôi ánh mắt đều tập trung vào Lương Vĩ Bình trên người. Lương Vĩ Bình sâu hít hai cái khí, giữa lúc muốn mở miệng lúc nói chuyện, phanh một tiếng vang thật lớn, cửa phòng họp bị trực tiếp đạp ra. Hai ba gã Thiên Đao Hội thành viên thân thể ngã sấp xuống vào trong phòng họp. Diệp Thần Phong hai tay sáp tại trong túi quần, sân vắng bước chậm đi vào trong phòng hội nghị, sau đó trực tiếp nói, ta hôm nay là tới tiếp thu Thiên Đao Hội, nếu như các ngươi không có ý kiến gì,
từ nay về sau Thiên Đao hội liền do ta Diệp Thần Phong đã khống chế. Lô Giang chỉ là đứng tại cửa phòng họp, là có thể thấy rõ ràng trong phòng hội nghị tràng cảnh, hắn tịnh không có đi vào. Dù sao hắn cũng không muốn cùng Diệp Thần Phong kéo lên quá nhiều quan hệ, hắn thấy coi như là Diệp Thần Phong có thể giết Kim Thiên Long, chỉ sợ cũng không có cách gì trưởng khống Thiên Đao hội, kết quả là nói không chừng Thiên Đao hội bị Lương gia trưởng khống cũng không nhất định, đây là hắn nhất muốn gặp được kết quả. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau, trong phòng hội nghị tức khắc an tĩnh chốc lát, sau đó vang dội cười vang. Đầy rẫy tại toàn bộ trong phòng hội nghị, tại bọn họ nghe tới Diệp Thần Phong nói quả thực là buồn cười đến cực điểm. Thanh niên nhân, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi đi, biết nơi này là chỗ nào sao, lại dám đến Thiên Đao hội tổng hội trong sở tới nháo sự. Thật là một đầu bị lư đá ngu ngốc, muốn khống chế Thiên Đao hội, ta xem ngươi đợi sẽ nằm ly khai Thiên Đao hội. Diệp Thần Phong đối với trong phòng hội nghị tiếng cười nhạo mắt điếc tai ngơ, lại một lần nữa mở miệng nói rằng, ta lại nói một lần cuối cùng, ta tên là Diệp Thần Phong. Ngày hôm nay ta là tới trưởng khống Thiên Đao hội. Nói, Diệp Thần Phong tướng trước đây Vương Hữu Lợi giao cho hắn khối kia thiết bài trực tiếp ném tới phòng họp trên bàn, nói rằng ta nghĩ ở đây nên có người nhận được khối này thiết bài đi. Như vậy các ngươi cũng nên biết Vương Hữu Lợi đi, là Vương Hữu Lợi để cho ta tới tiếp thu Thiên Đao hội. Hiện tại các ngươi còn có ý kiến gì không? Khi nhìn đến trên bàn thiết bài sau, Lương Vĩ Bình người thứ nhất thần sắc kích động, cầm lấy khối kia thiết bài tỉ mỉ nhìn một lần, xác nhận là thật sau đó, hắn hai con ngươi chính giữa nổi lên lệ quang, nhìn về phía Diệp Thần Phong, hỏi, thanh niên nhân. Vương ca hiện tại thân thể có khỏe không? Ngươi có thể nói cho ta biết hắn ở nơi nào sao? Ta mấy năm nay đặc biệt tưởng niệm hắn a. Trước đây chúng ta những... Này cùng vương ca cùng nơi tranh đấu giành thiên hạ huynh đệ, rời đi ly khai, tử tử. Người yên tâm, Vương Hữu Lợi bây giờ thân thể phi thường tốt, về phần hắn ở nơi nào tựu thứ cho ta không thể đủ nói cho ngươi biết. Ta chỉ có thể nói hắn hiện tại qua ẩn cư sinh hoạt, trước đây ly khai Thiên Đao hội chỉ sợ hắn chính là chán ghét đả đả sát sát sinh hoạt. Diệp Thần Phong đối Lương Vĩ Bình nói rằng, Lương Vĩ Bình thở dài một hơi, cổ họng trong lẩm bẩm cũng đúng. Còn là vương ca nhìn thấu a. Sau đó, Lương Vĩ Bình đối trong phòng hội nghị chỗ có người nói, khối này thiết bài tượng trưng cho Thiên Đao hội hội trưởng vị trí, trước đây vương ca ly khai Thiên Đao hội. Cũng chỉ là tướng hội trưởng vị tạm thời nhường Kim Vĩnh Khang quyền, nói cho cùng tại Kim Vĩnh Khang ly khai trong cuộc sống sau, Kim Thiên Long căn bản không có tư cách ngồi trên hội trưởng vị. Nếu bây giờ có người cầm thiết bài đi tới Thiên Đao hội, với lại đây là vương ca ý tứ, như vậy Thiên Đao hội hội trưởng vị từ hôm nay trở đi Lý Nguyên Nhân vị trẻ tuổi này kế thừa. Lương Vĩ Bình đối Thiên Đao hội hội trưởng vị, nguyên vốn cũng không có chiến thắng trở về chi tâm, chỉ là mấy năm nay Kim Thiên Long làm sự tình hơi quá đáng, mà thế hệ trước chính giữa cũng chỉ còn lại có bọn họ Lương gia, cái này Thiên Đao hội dù sao cũng là trước đây bọn họ dựa vào nỗ lực mới từng điểm kiêu ngạo, hắn không muốn nhìn thấy phần cơ nghiệp này lúc đó hủy ở Kim Thiên Long cái này người cặn bã trong tay. Đứng tại cửa phòng họp Lô Giang đang nghe Lương Vĩ Bình lời nói sau, cả người là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hiện tại hắn mới biết được nguyên lai Diệp Thần Phong trong tay còn nắm giữ con bài chưa lật a. Khó trách hắn hội tự tin như vậy xông vào Thiên Đao hội tổng hội sở, nếu như Diệp Thần Phong thật ngồi trên Thiên Đao hội hội trưởng vị sau, như vậy Lô Giang sau đó tướng biến thành Diệp Thần Phong chính là thủ hạ. Hoàn hảo Lô Giang không có đối với Diệp Thần Phong làm ra gì quá phận sự tình tới. Bằng không sau đó hắn tại Thiên Đao hội ngày nhất định là không dễ chịu lắm, bất quá, Lô Giang biết Kim Thiên Long chắc chắn sẽ không như thế bỏ qua, bằng không hắn thì không phải là Kim Thiên Long. Quả nhiên, Kim Thiên Long tại quét mắt một vòng người trong phòng họp sau, đưa mắt dừng lại tại Diệp Thần Phong trên người, nói rằng, tiểu huynh đệ, vui đùa có thể điều không phải lái như vậy, lẽ nào ngươi chỉ dựa vào một khối không rõ lai lịch thiết bài, đã nghĩ muốn ngồi trên Thiên Đao hội hội trưởng vị sao? Cái này có phần cũng quá buồn cười đi. Kim Thiên Long, cái này có thể cũng không là không rõ lai lịch thiết bài, cái này tượng trưng cho Thiên Đao hội thân phận của hội trưởng. Lương Vĩ Bình tức giận quát dẹp đường, hắn biết hôm nay là diệt trừ Kim Thiên Long cái này Thiên Đao hội người cặn bã thời cơ tốt nhất. Lương thúc thúc, người bớt ở chỗ này ăn nói bừa bãi, theo ta thấy tiểu tử này là ngươi tìm tới đi. Mục đích chính là muốn cướp đoạt Thiên Đao hội hội trưởng vị. Ta nể tình ngươi là Thiên Đao hội lão trưởng bối mới gọi ngươi một tiếng Lương thúc thúc, ngươi cũng không nên ở trước mặt ta cậy già lên mặt, ta Kim Thiên Long không để mình bị đẩy vòng vòng.
Kim Thiên Long ánh mắt biến được càng tới càng âm trầm. Kim Thiên Long, ngươi không nên nói bậy, là ngươi nhất tâm muốn ngồi trên hội trưởng vị trí đi. Vì Thiên Đao hội hội trưởng vị trí này, ngươi liền ngươi dưỡng phụ Kim Vĩnh Khang đều mưu sát, còn không ngừng nghiền ép Thiên Đao hội thế hệ trước thế lực trong tay, nếu không ta sớm liền phát hiện ngươi lòng muông dạ thú, sợ là chúng ta Lương gia cũng sớm đã bị đuổi ra Thiên Đao hội quyền lợi trung tâm. Tự ngươi cái này chủng xúc sinh không bằng gì đó, có tư cách gì làm Thiên Đao hội hội trưởng? Lương Vĩ Bình chau mày, bàn tay gầy guộc chăm chú nắm chặt, cổ họng trong giọng nói là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nếu đã cùng Kim Thiên Long xé rách ra mặt, như vậy thì không có gì tốt bận tâm. Vương Hữu Lợi tại Lương Vĩ Bình trong lòng có đặc biệt trọng địa vị, trước đây bọn họ những này người đời trước là theo chân Vương Hữu Lợi vào sinh ra tử, trải qua đỉnh cao, cũng trải qua thung lũng. Huống hồ trước đây Vương Hữu Lợi là một cái đặc biệt trọng tình nghĩa người, hắn đối đãi bên người huynh đệ, có thể nói là thật tâm thật ý, cho nên tại Lương Vĩ Bình những này Thiên Đao hội thế hệ trước thành viên trong lòng, Vương Hữu Lợi là bọn hắn vĩnh viễn lão đại. Nếu Vương Hữu Lợi tướng tượng trưng hội trưởng vị thiết bài giao cho Diệp Thần Phong, như vậy hắn Lương Vĩ Bình lý nhân nghĩa vô phản cố tướng Diệp Thần Phong phụ tá thượng hội trưởng vị trí. Đương nhiên Lương Vĩ Bình đã xác nhận qua thiết bài là sự thật. Bởi vì thiết bài trên có độc hữu chính là ấn ký, chỉ có bọn họ những này người đời trước mới nhìn ra được, còn có khối này thiết bài tượng trưng cho Thiên Đao hội hội trưởng vị sự tình, cũng chỉ có bọn họ những này người đời trước mới biết được, cho nên các loại điều kiện xem ra Diệp Thần Phong không biết là tới đục nước béo cò, là thật bị Vương Hữu Lợi giao phó. Ha ha ha, buồn cười, thực sự là buồn cười. Kim Thiên Long cất tiếng cười to đi ra, hướng Diệp Thần Phong quát dẹp đường. Chỉ ngươi cũng muốn trưởng khống Thiên Đao hội. Ngươi có thực lực này sao? Cho ngươi nhất phút, lập tức từ nơi này tiêu thất, ngươi vẫn có thể bảo trụ bản thân nhất cái mạng nhỏ, bằng không ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ. Kim Thiên Long, ngươi làm Kim Vĩnh Khang nghĩa tử, ta nghĩ ngươi cũng biết khối này thiết bài đại biểu ý nghĩa, ngươi bây giờ đã không phải là Thiên Đao hội hội trưởng, mời lập tức ly khai tổng hội chỗ. Lương Vĩ Bình trợn tròn đôi mắt quát dẹp đường. Hắn trong lòng biết Kim Thiên Long khẳng định hội nắm chặt hội trưởng vị không tha, huống chi bây giờ Kim Thiên Long trong tay đã trưởng khống Thiên Đao hội đại bộ phận thế lực, bây giờ hình thức trái lại đối với bọn họ rất bất lợi. Chương 259, sát Lương Vĩ Bình, đây là người bức bách ta. Kim Thiên Long tướng kẹp ở ngón tay gian cu ba xì gà ném xuống đất, trong miệng tiếp tục nói, thì là khối này thiết bài đại biểu cho thân phận của hội trưởng, thì tính sao? Thiên Đao hội hội trưởng vị trí này ta sẽ một mực ngồi xuống, tương lai truyền lại cấp nhi tử của ta, nhi tử của ta mới truyền cho cháu của ta. Lương Vĩ Bình, người nói không sai, ta dưỡng phụ Kim Vĩnh Khang lão nhân kia đúng là ta giết, ai bảo cái này lão đầu như thế không thức thời vụ. Ta nhượng hắn thừa dịp trưởng khống Thiên Đao hội thời cơ, tướng Thiên Đao hội quyền lợi toàn bộ tụ lại tại trong tay của hắn, mà hắn lại cùng ta nói cái gì chó má tình nghĩa huynh đệ, nói cái gì hắn chỉ là tạm thời quyền hội trưởng vị. Nếu hắn không muốn làm trưởng khống Thiên Đao hội toàn bộ thế lực hội trưởng, như vậy thì do ta cái này làm nghĩa tử để hoàn thành, muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái lão đầu này quá hồ đồ ngu xuẩn. Kim Thiên Long khóe miệng thượng xả một vòng thiếu ý, hiện tại hắn đã trưởng khống Thiên Đao hội thất thất bát bát thế lực, thì là những người khác biết hắn Kim Thiên Long là cái vong ân phụ nghĩa hỗn đản thì thế nào. Chuyện cho tới bây giờ, nếu như điều không phải Kim Thiên Long chủ động buông tha Thiên Đao hội hội trưởng vị, tại Thiên Đao hội chính giữa không có người có thể ép buộc hắn, quang chỉ dựa vào một khối giả dối hư ảo thiết bài, đã nghĩ nhượng hắn Kim Thiên Long thoái vị. Đây thật là người ngốc nằm mơ. Người cái xúc sinh, Vĩnh Khang trước đây làm sao sẽ thu dưỡng người như thế cái lang tâm cẩu phế nghĩa tử. Kim Thiên Long, nếu như trước đây nếu không phải là bởi vì Vĩnh Khang thu dưỡng ngươi, ngươi bây giờ chỉ sợ sớm đã chết đói đầu đường, ngươi lại có thể đối Vĩnh Khang hạ được độc thủ. Nguyên bản bên ngoài chỉ là có ngươi mưu sát Vĩnh Khang đồn đãi, không nghĩ tới ngươi thật làm như vậy. Lương Vĩ Bình khàn khàn hai con ngươi chính giữa bốc hơi hừng hực thịnh nộ, nhớ năm đó hắn và Kim Vĩnh Khang là cùng nơi vào sinh ra tử huynh đệ. Trước đây Kim Vĩnh Khang đột nhiên ở trong nhà chết bất đắc kỳ tử, rất nhiều người chỉ là hoài nghi là Kim Thiên Long gây nên, thế nhưng không có chứng cứ xác thực, bây giờ Kim Thiên Long lại có thể chủ động thừa nhận chuyện này, nhưng lại một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp. Thật không biết Kim Thiên Long tâm là điều không phải hắc xè. Lẽ nào quyền lợi mê hoặc tựu thật lớn như vậy sao? Lương Vĩ Bình, lời vô ích không cần nói nhiều. Hoặc là lập tức cút cho ta ra Thiên Đao hội, hoặc là ngày hôm nay chính là các ngươi hai phụ tử tử kỳ.
Kim Thiên Long khuôn mặt thượng tràn đầy dáng tươi cười, y ế hai con ngươi nhìn Lương Vĩ Bình phụ tử. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền hoàn toàn cứng ngắc ở. Đơn giản là Kim Thiên Long cảm giác trên cổ mát lạnh, Diệp Thần Phong không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Với lại cổ họng của hắn bị Diệp Thần Phong bàn tay cấp gắt gao giữ lại. Ta đã nói qua, ta là tới tiếp thu Thiên Đao hội, người dòng dài xong không có. Chỉ cần ta bàn tay cố sức sờ, người tự hội vĩnh viễn đều không mở miệng được, ta nghĩ chỉ có như vậy ta lỗ tai mới có thể thanh tịnh một điểm đi. Diệp Thần Phong cười hỏi. Kim Thiên Long cổ họng bị chèn ép khó chịu, hắn không nghĩ ra trước mặt người thanh niên này mới vừa rồi còn cách hắn tối thiểu có 10 thước xa ni. Thế nào đột nhiên tự xuất hiện ở trước mặt của hắn? Với lại hắn còn một điểm cảm giác cũng không có. Phải biết rằng Kim Thiên Long có thể ngồi trên Thiên Đao hội hội trưởng vị, thân thủ tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tiểu huynh đệ, có chuyện từ từ nói, ta Kim Thiên Long là một cái giảng đạo lý người, nếu như ngươi nói toàn bộ đều là thật, ta Kim Thiên Long khẳng định hội đem hội trưởng vị nhường cho ngươi. Hiện tại Kim Thiên Long thân giai gờ mệnh đều nắm giữ ở Diệp Thần Phong trong tay. Hắn sao có thể đủ không thận trọng, hắn đặc biệt minh bạch, nếu như tử, quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ vân. Vân hết thảy đều hội tùy theo biến thành phù vân, cho nên vì sống sót, khúm núm cũng là vị thường bất khả. Đây là Kim Thiên Long cách sinh tồn, bằng không hắn làm sao có thể dựa vào năng lực của mình ngồi trên Thiên Đao hội hội trưởng vị. Thanh niên nhân, ngươi nghìn vạn không nên tin hắn theo như lời nói, chỉ có trên tay ngươi trưởng khống há ni gờ mệnh. Ngày hôm nay chúng ta tài năng đủ bình yên vô sự rời đi nơi này. Lương Vĩ Bình vội vàng mở miệng nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, ta Kim Thiên Long từ trước đến nay là cái thủ tín dụng người, ta nói ra tuyệt đối sẽ tuân thủ. Kim Thiên Long bảo đảm nói. Nga, phải, ta đây sẽ tha cho ngươi sống lại làm phúc hắc thần thám toàn văn xem. Diệp Thần Phong buông lỏng ra Kim Thiên Long cái cổ. Hắn thấy Kim Thiên Long chỉ do là cái y hiểm tiểu nhân. Hắn hội tuân thủ hứa hẹn mới là lạ chứ. Về phần Diệp Thần Phong vì sao biết rõ Kim Thiên Long đang nói dối, còn muốn buông ra chế trụ Kim Thiên Long cái cổ bàn tay, đó là bởi vì Diệp Thần Phong muốn trêu đùa Kim Thiên Long, tượng Kim Thiên Long cái này loại liền dưỡng phụ đều hạ được độc thủ người, dễ dàng giải quyết há ni gờ mệnh lợi cho hắn quá, huống hồ mấy năm nay Thiên Đao hội bị Kim Thiên Long khiến cho chướng khí mù mịt, Diệp Thần Phong cũng không muốn đơn giản như vậy lấy đối phương nghi gờ mệnh. Thanh niên nhân, người thế nào có thể tin tưởng Kim Thiên Long lời nói ni? Lương Vĩ Bình có chút tức giận nói. Ha ha ha, Lương Vĩ Bình, nếu để cho cái này loại ngu ngốc ngồi trên Thiên Đao hội hội trưởng vị, điều không phải chỉ do những Thiên Đao hội đi lên diệt sạch đường sao? Bên ngoài có còn hay không thở dốc người? Cấp ta toàn bộ tiến đến. Kim Thiên Long dưới chân bước chân lui về phía sau vài bước, từ bên hông móc ra một cây súng lục, nhắm ngay Diệp Thần Phong đầu. Kim hội trưởng anh minh, ta chỉ thừa nhận Kim hội trưởng là Thiên Đao hội hội trưởng, do hắn lãnh đạo Thiên Đao hội lại thích hợp bất quá. Kim hội trưởng, ngày hôm nay nhất định muốn đem điều này dám đến Tổng hội sở quấy rối tiểu tử cấp tháo thành tám khối, bằng không chúng ta Thiên Đao hội tôn nghiêm mà tại. Hội trưởng ngài tôn nghiêm ở đâu? Trong phòng hội nghị cao tầng một đám hướng về Kim Thiên Long cho thấy quyết tâm, theo bọn họ theo Kim Thiên Long mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù sao Kim Thiên Long trong tay trưởng khống Thiên Đao hội phần lớn thế lực. Kim Thiên Long nhìn cửa phòng họp, một lúc lâu sau đó, cũng không có bất kỳ một cái nào Thiên Đao hội thành viên đi tới. Diệp Thần Phong tượng liếc si vậy nhìn Kim Thiên Long, nói rằng ta xem ngươi trí lực thật là không được tốt lắm a. Tổng hội sở trong thành viên đều bị ta cấp giải quyết, bằng không ta thế nào có thể đi tới phòng họp bên này ni. Không thể có thể, không thể có thể. Tổng hội sở trong thành viên làm sao có thể bị một mình ngươi giải quyết? Kim Thiên Long tâm tình có chút hoảng loạn, bất quá, hắn dầu gì cũng là gặp qua sóng gió người, lập tức bình tĩnh lại, quát dẹp đường, thì là ngươi giải quyết rồi tổng hội sở trong sở hữu thành viên, vậy thì thế nào? Ta hiện tại lập tức nhất thương băng ngươi, nhìn ngươi làm sao phách lối nữa? Lương Vĩ Bình phụ tử bất đắc dĩ lắc đầu, theo bọn họ Diệp Thần Phong là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đứng tại cửa phòng họp Lô Giang, đồng dạng cho rằng Diệp Thần Phong là giữ nhiều lành ít, Diệp Thần Phong thân thủ tuy rằng đặc biệt rất cao, thế nhưng vẫn có thể tránh được đạn sao. Trong phòng hội nghị vừa rồi hướng Kim Thiên Long biểu qua quyết tâm cao tầng một đám là mặt mang tiêu ý, bọn họ đã không kịp đợi muốn xem đến Diệp Thần Phong chăn đạn xẻ xuyên đầu hình ảnh. Ngay Kim Thiên Long muốn bóp cò thời gian,
hắn bỗng nhiên cảm giác nhất cổ trọng lực chợt đánh úp về phía hắn, thân thể cách mặt đất mà khởi, sau đó phanh một tiếng, nặng nề đánh vào trên vách tường, súng trong tay cũng rơi vào trên mặt đất. Nếu ngươi muốn chết như vậy ta Diệp Thần Phong không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Thần Phong biểu tình đạm mạc, khóe miệng cầm cười nhạt. Kim Thiên Long còn không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra ni. Đầu của hắn lại đột nhiên trống rỗng bạo liệt ra, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán hướng mặt đất. Vừa rồi tại Kim Thiên Long muốn bóp cò thời gian, Diệp Thần Phong tướng thất cấp linh hồn lực nhập vào cơ thể mà ra, lợi dụng nhập vào cơ thể mà ra linh hồn lực đánh bay Kim Thiên Long sau, lại lợi dụng linh hồn lực trực tiếp tướng Kim Thiên Long đầu cấp chen bể, chỉ có như vậy máu tanh chết kiểu này, mới xứng đôi Kim Thiên Long cái này chủng xúc sinh mà. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Trong phòng hội nghị vô cùng an tĩnh, liên tục nuốt nước miếng thanh vang vọng tại trong không khí, trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kim Thiên Long thế nào lại đột nhiên gian tử? Là ai giết hắn? Chẳng lẽ là Diệp Thần Phong sao? Bất quá, có vẻ như Diệp Thần Phong hình như đứng tại chỗ khẽ động cũng không động đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời người trong phòng họp đầu đều chập mạch, trước mặt cái này loại quỷ dị tràng diện, hình như chỉ có tại kinh khủng trong phim ảnh mới phải xuất hiện đi. Mà hiện tại lại hay sống thoát thoát phát sinh ở trước mắt của bọn họ. Con ruồi cuối cùng là tiêu thất, hiện tại lỗ tai thanh tĩnh nhiều, thật đúng là con mẹ nó cho là mình là một nhân vật. Ở trước mặt ta coi như là thiên vương lão tử cũng phải muốn cấp ta trái lại cúi đầu, bằng không ta làm theo nổ đầu của hắn. Diệp Thần Phong nhún vai nói rằng, chương 260, chỉnh đốn thiên đao hội. Bên trong phòng họp trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Tê rất nhiều thiên đao hội cao tầng đang nghe Diệp Thần Phong nói sau. Trong miệng rối rít ngã hít một hơi lương khí, Kim Thiên Long lại có thể thật là bị Diệp Thần Phong giết chết. Cái này, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi đi. Trong lúc nhất thời, toàn thân bọn họ trên dưới cũng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh tới, thậm chí rất nhiều người cũng không dám nhìn Diệp Thần Phong, nhất là vừa rồi hướng Kim Thiên Long cho thấy lập trường người. Theo bọn họ, Diệp Thần Phong chính là một cái yêu quái, một cái có thần thông thủ đoạn yêu quái. Bọn họ rất sợ đầu của mình cũng bị Diệp Thần Phong cấp bể đầu, cả cái đầu thượng cảm giác lạnh siêu siêu, phảng phất có một trận gió lạnh thổi qua thông thường. Đứng tại cửa phòng họp Lô Giang nín thở, sắc mặt chướng đến đỏ bừng không gì sánh được, trước đây Diệp Thần Phong nói muốn tiếp thu thiên đao hội thời gian, Diệp Thần Phong thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng Lô Giang trong lòng vẫn còn có chút khinh thường, dù sao thiên đao hội là một cái đại hình bang hội, thì là thực lực cường hãn hơn nữa người. Đang đối mặt tròn một cái đại hình bang hội thời gian, chỉ sợ cũng được muốn nghỉ món ăn đi. Nhưng mà, hiện tại Lô Giang Tịnh không cho là như vậy, Diệp Thần Phong bày ra thủ đoạn một lần lại một lần nhượng người không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hắn không nghi ngờ Diệp Thần Phong một người là có thể chọn toàn bộ thiên đao hội. Cái này loại đột nhiên từ trong lòng nhô ra buồn cười nghĩ cách, Lô Giang lại là nửa điểm cũng cười không nổi, chỉ cảm thấy y phục trên người tại mồ hôi ngâm hạ càng tới càng ướt. Lương Vĩ Bình cùng Lương Mộc Phàm hai cha con này, lăng lăng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong khuôn mặt, bọn họ thế nào cũng không có nghĩ đến, cuối cùng lại có thể sẽ là loại kết quả này. Trước mặt cái này là Diệp Thần Phong thanh niên rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao sẽ có quỷ dị như vậy thủ đoạn, chớ không phải là thần tiên không được. Hiện tại còn có người đối với ta tiếp thu thiên đao hội có gì nghị không? Diệp Thần Phong nhìn người trong phòng họp hỏi. Diệp hội trưởng. Ngươi nếu là vương ca nhâm mệnh người, như vậy lý nhân kế thừa thiên đao hội hội trưởng vị, ta nghĩ ở đây không ai hội phản đối. Phản ứng tới được Lương Vĩ Bình nói rằng, bây giờ Kim Thiên Long cũng đã chết, Kim Thiên Long từ trước nắm ở trong tay thế lực, Lương Vĩ Bình có rất lớn nắm chặt tại trong khoảng thời gian ngắn thu hồi tới tay chính giữa. Trong phòng hội nghị cái khác người mỗi một người đều im lặng không lên tiếng, bất quá, bọn họ không nói lời nào, Diệp Thần Phong trái lại lên tiếng. Vừa rồi đối Kim Thiên Long biểu qua quyết tâm người, lập tức từ trước mặt của ta tiêu thất, từ nay về sau không bao giờ. Nữa là thiên đao hội thành viên. Nghe vậy, ở đây rất nhiều người thân thể đều vì chi ngẩn ra, bọn họ không có nghĩ đến Diệp Thần Phong vừa tiếp thu thiên đao hội sẽ cầm bọn họ khai đao. Từng cái một sắc mặt biến được hết sức khó coi, thân thể ngồi ở cái ghế thượng khẽ động cũng không động, bọn họ không cam lòng cứ như vậy ly khai thiên đao hội. Phải biết rằng có thể đi vào tổng hội sở trong phòng hội nghị họp người. Đều là tại thiên đao hội bên trong có nhất định phân lượng, có thể nói là không lo ăn uống người, một ngày bọn họ ly khai thiên đao hội,
tướng hội triệt để biến được hai bàn tay trắng, nếu không vừa rồi Diệp Thần Phong cho thấy quỷ dị thủ đoạn, bọn họ những này người chỉ sợ sớm đã muốn tạo phản. Bang 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 phanh. Vừa rồi hướng Kim Thiên Long biểu qua quyết tâm Thiên Đao hội cao tầng, trước mặt để thủy tinh chén trà từng cái bạo liệt ra, thực tại hù dọa bọn họ vừa nhảy. Các ngươi không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta, lần sau thì không phải là chén trà bạo liệt, ta cho các ngươi cuối cùng 30 giây lo lắng. Các ngươi là muốn bể đầu ni, hay là muốn từ nay về sau ly khai Thiên Đao hội? Diệp Thần Phong bĩu môi mong chờ cười hỏi. Theo người thứ nhất Thiên Đao hội cao tầng đứng dậy rời đi, vừa rồi hướng Kim Thiên Long biểu qua quyết tâm cao tầng sôi nổi bại lui, bọn họ cũng không muốn giống như Kim Thiên Long bị bể đầu, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nén giận yên lặng ly khai. Trong phòng hội nghị Thiên Đao hội cao tầng rời đi hơn một nửa, còn dư lại hoặc là chính là trung lập, hoặc là chính là đứng tại Lương Vĩ Bình bọn họ một bên cao tầng. Diệp hội trưởng, ngươi làm rất đúng a. Cái này bang chỉ hiểu được a dô nịnh hót cặn, lưu tại Thiên Đao hội cũng không có bao lớn tác dụng. Đối với Diệp Thần Phong quả đoán, Lương Vĩ Bình là hết sức thưởng thức. Tại nên đi người đều đi sau đó, Diệp Thần Phong hắng giọng. Nói rằng, nếu Thiên Đao hội từ hôm nay trở đi do ta Diệp Thần Phong tiếp thu, như vậy Thiên Đao hội cũng có thể có mới quy củ. Từ nay về sau Thiên Đao hội không được làm một ít nhận không ra người, hại nhân hại mình sinh ý, Thiên Đao hội bầu không khí cần phải thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn. Phàm là muốn lưu tại Thiên Đao hội người, ta mong muốn các ngươi đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, Thiên Đao hội không cần rác rưởi. Ta Diệp Thần Phong đồng dạng không cần rác rưởi, nếu như bị ta phát hiện có rác rưởi tồn tại, ta sẽ không chút lưu tình tướng rác rưởi đá ra Thiên Đao hội. Ngược lại, Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía Lương Vĩ Bình, nói rằng, kế tiếp liền do ngươi trước tạm thời quyền Thiên Đao hội chức hội trưởng, tướng Thiên Đao hội trong ngoài, từ trên xuống dưới toàn bộ chỉnh đốn một phen. Diệp Thần Phong cũng không thích đương gì Thiên Đao hội hội trưởng, hắn còn là ưa đương vung tay trưởng quỹ, chỉ cần có người giúp hắn quản lý thì tốt rồi, đợi được hắn cần đến Thiên Đao hội thời gian, có thể tùy ý điều động Thiên Đao hội thế lực là được. Về phần Lương Vĩ Bình lão đầu này, Diệp Thần Phong nhìn ra được là người đáng giá tín nhiệm. Lại mà nếu như đối phương dám đùa hoa dạng gì, Diệp Thần Phong có thể dễ dàng tướng cái đó gạt bỏ, dù sao hiện tại hắn chỉ cần một cái có thể giúp hắn quản lý tốt Thiên Đao hội người. Lương Vĩ Bình sửng sốt một chút, vội vàng nói, Diệp hội trưởng, cái này có thể không được a? Ngươi là Vương Ca Nhâm mệnh hội trưởng, ta thế nào có thể tạm thời kế thừa Thiên Đao hội chức hội trưởng ni? Lương Vĩ Bình cái này lão đầu là ngay cả liền từ chối. Tốt, cứ như vậy quyết định. Ta bình thường không có thời gian vẫn ngây ngô tại vận thành, cho nên ta yêu cầu một người giúp ta quản lý Thiên Đao hội, trong mắt của ta ngươi là thích hợp nhất người được chọn. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, Diệp hội trưởng, nếu như ngươi thật cần người quản lý Thiên Đao hội lời nói, nhâm mệnh ta vì phó hội trưởng là được, Thiên Đao hội trưởng vị còn là do ngươi tới đảm nhiệm, tại Diệp hội trưởng ngươi không ở vận thành trong cuộc sống, ta nhất định hội đem hết toàn lực giúp ngươi quản lý tốt bang hội. Lương Vĩ Bình cố chấp nói rằng, được rồi, vậy ngươi trước hết tạm thời đảm nhiệm Thiên Đao hội phó hội trưởng đi. Gặp Lương Vĩ Bình cái này lão đầu như thế cố chấp, Diệp Thần Phong cũng liền do hắn, bằng không còn không biết muốn cùng cái này lão đầu, trong vấn đề này dây dưa đến lúc nào ni. Như vậy trong tựu giao xử lý cho ngươi, ta còn có những chuyện khác muốn đi làm, tựu đi trước một bước, đây là ta phương thức liên lạc. Diệp Thần Phong cầm lấy trên bàn hội nghị bút lông tại trên tờ giấy trắng viết xuống điện thoại của mình dãy số. Nhìn Diệp Thần Phong hình bóng tiêu thất ở trong tầm mắt, trong phòng hội nghị cao tầng mới rối rít thở dài một hơi, dù sao Diệp Thần Phong bày ra thủ đoạn quá mức đáng sợ. Lương Mộc Phàm mở miệng hỏi, ba, người nói Diệp Thần Phong rốt cuộc là cái hạng người gì? Hắn là làm sao làm được không động thủ tự sát nhân? Mộc Phàm, Diệp hội trưởng tục danh là người có thể xưng hô sao? Lần sau cấp ta hảo hảo thật dài trí nhớ, bằng không chớ có trách ta rút miệng của ngươi tử. Lương Vĩ Bình dựng thẳng lông mi mắng. Về phần Diệp hội trưởng bản lĩnh, không phải chúng ta có thể nghị luận, bất quá, ta cảm giác Diệp hội trưởng là cái cùng người khác bất đồng người. Lương Vĩ Bình tiếp tục nói. Diệp Thần Phong rời đi phòng họp sau, vẫn đứng tại cửa lô giang vội vã đi theo, nhiệt tình hỏi, Diệp hội trưởng, ngài cái này là muốn đi nơi nào? Ta tống ngài đã qua đi. Nếu bây giờ Diệp Thần Phong thật trở thành Thiên Đao hội trưởng, như vậy Lô Giang Lý Nhân Cầm ra nhất danh thủ hạ phải có tư thái tới, huống chi Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn, thật là nhượng hắn thuyết phục.
nếu như ngươi bây giờ không có việc gì làm lời nói, vậy tống ta đi vận thành đệ nhất trung học đi. Có chút việc muốn đi xử lý. Diệp Thần Phong không có cự tuyệt Lô Giang hảo ý, lại nói hắn lần đầu tiên tới vận thành, còn không biết vận thành đệ nhất trung học đang ở đâu vậy. Diệp hội trưởng, ngài yên tâm đi, bình thường ta trên cơ bản rất không rảnh, nếu như hội trưởng ngài sau đó muốn tìm người làm việc, có thể trực tiếp tới tìm ta Lô Giang. Lô Giang thái độ kính cẩn nói rằng, tốt, ta xem ra ngươi là một cái tương đối trọng tình nghĩa huynh đệ người, nếu gia nhập thế lực dưới đất, như vậy giảng nghĩa khí là tối trọng yếu, sau đó thật tốt tại Thiên Đao hội phát triển, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định có thể đi được xa hơn. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Lô Giang vai nói rằng, Lô Giang kích động sắc mặt ửng hồng, Diệp Thần Phong hiện tại thế nhưng Thiên Đao hội hội trưởng, ngay cả hội trưởng đều nói hắn có thể đi được xa hơn. Cái này không tự đại biểu cho hắn tương lai tại Thiên Đao hội chính giữa địa vị tuyệt đối không ngừng hơn thế sao? Vội vàng nói, Diệp hội trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.